Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 621, bất cứ giá nào, đẩy ngã, đẩy ngã. Cái này là Bạch Tuyết Linh nụ hôn đầu tiên. Nàng cái lưỡi thơm tho bị Diệp Thần Phong đầu lưỡi tùy ý khuấy động, trong óc có chút mơ mơ màng màng, thân thể trong phảng phất có một cổ hơi yếu điện lưu đi qua, hai chân trong cũng bắt đầu biến được không có khí lực, cả người thân thể dựa thật sát vào Diệp Thần Phong trong ngực. Loại cảm giác này phảng phất là độc nghiện, nhưng Bạch Tuyết Linh sắp không có cách gì tự kiềm chế, trên gương mặt ửng hồng càng ngày càng nồng đậm, trong lỗ mũi hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, nguyên lai hôn môi là loại cảm giác này. Nàng thật muốn cùng Diệp Thần Phong cứ như vậy vẫn một mực hôn đi xuống, hôn đến thiên hoang địa lão, hôn đến sông cạn đá mòn. Theo cùng Bạch Tuyết Linh thỏa thích hôn môi, Diệp Thần Phong trong lòng nào đó khát vọng biến được dục dịch. Huống chi cùng hắn hôn môi là kinh thành đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết Linh, trong lỗ mũi thỉnh thoảng xông vào Bạch Tuyết Linh trên người mùi thơm của cơ thể, trên người nữ nhân hương vị giống như là một loại chất xúc tác, có thể tướng nam nhân sâu trong nội tâm khát vọng toàn bộ kích thích ra tới. Bạch Tuyết Linh một mặt hưởng thụ Diệp Thần Phong kịch liệt hôn, đồng thời cũng cảm thấy Diệp Thần Phong hai tay tại trên người của nàng qua lại di động tới, cuối cùng leo lên nàng ngực hai ngọn núi. Điều này làm cho Bạch Tuyết Linh là ngượng ngùng khó khăn chịu đựng, nghĩ khởi Diệp Thần Phong vừa rồi giả vờ ngây ngốc dáng dấp, trong lòng nàng thì có loại xung động muốn khóc, trong óc tức khắc thanh tỉnh vài phần, chợt một tay lấy Diệp Thần Phong cấp đẩy ra. Diệp Thần Phong, vừa rồi hôn toán ta đúng người báo đáp, sau đó ta Bạch Tuyết Linh không hội dây dưa nữa ngươi. Bạch Tuyết Linh đỏ mặt thấp giọng nói rằng, dựa vào, làm cái gì máy bay? Diệp Thần Phong hiện tại trong lòng khát vọng hoàn toàn bị điều động, Bạch Tuyết Linh vậy mà trên đường tới như thế một ra. Không mang theo chơi như vậy người đi, chẳng lẽ muốn chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí bản thân đi giải quyết chuyện kế tiếp. Bạch Tuyết Linh nhìn sắc mặt hết sức khó coi Diệp Thần Phong, ánh mắt trong lúc vô tình liếc đến Diệp Thần Phong đúng quần chỗ cao cao toàn tâm toàn ý một cái tiểu trướng bồng, gò má của nàng tựu càng đỏ bừng vô cùng. Trong lòng không khỏi nghĩ đạo, Diệp Thần Phong như vậy có phải rất là khó chịu hay không? Ta là không phải nên muốn giúp hắn một chút, nếu như không có lời của hắn, ta sớm liền trở thành nam nhân khác phát tiết phật, Bạch gia chúng ta cũng đã sớm muốn rời khỏi kinh thành đại gia tộc trong hàng ngũ, lại nói hắn là ta đệ nhất cái chân chính thích nam nhân, đem ta đệ nhất thứ cho hắn, xem như là ta đối với hắn chân chính báo đáp đi. Đằng chuyện lần này qua đi. Ta liền muốn chân chính đem Diệp Thần Phong quên, sau này ta Bạch Tuyết Linh sinh hoạt không bao giờ. Nữ hội bị Diệp Thần Phong cái này đại hỗn đản cấp ảnh hưởng. Cái ý nghĩ này tại Bạch Tuyết Linh trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nàng đã quyết định muốn đem đệ nhất thứ giao cho Diệp Thần Phong, dù sao nàng nụ hôn đầu tiên cũng vừa bị Diệp Thần Phong cấp cướp đoạt. Chúng ta Bạch Tuyết Linh mỹ nữ tựa hồ đã quên một việc, vừa rồi hình như là nàng cường hôn Diệp Thần Phong đi. Lộ ra một bộ thế muốn tướng Diệp Thần Phong nghịch thôi khí thế. Bị Bạch Tuyết Linh thoáng cái chợt đẩy ra Diệp Thần Phong, hắn hiện tại trong lòng tại cưỡng chế khát vọng, tỉ mỉ có lẽ hắn vừa rồi quá xung động. Muốn là thật đem Bạch Tuyết Linh cấp cái kia gì, bên cạnh hắn lại muốn nhiều một nữ nhân, hoàn hảo Bạch Tuyết Linh có thể kịp thời tỉnh táo lại. Thật đúng là đừng nói, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí bản thân áp chế năng lực còn là cường hãn vô cùng. Tại hắn sắp hoàn toàn tướng trong cơ thể khát vọng áp chế xuống thời gian, Bạch Tuyết Linh lại đến gần rồi hắn. Nhìn hắn đúng quần chỗ cao cao toàn tâm toàn ý chướng bồng, ngượng ngùng hỏi, Diệp Thần Phong, người có phải rất là khó chịu hay không? Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Ân, Diệp Thần Phong còn không có phản ứng qua đây, Bạch Tuyết Linh tự khẩn trương vươn ngọc thủ của nàng, sở hướng Diệp Thần Phong cổ khởi tiểu chướng bồng vị trí. T. Diệp Thần Phong khẩu trung đảo hít một hơi lãnh khí, hắn tiểu trướng bồng bị Bạch Tuyết Linh hai tay bao trùm ở, chúc chắc lại ôn nhu vuốt ve. Cảnh này khiến bên trong thân thể của hắn khát vọng lần thứ hai bùng cháy lên. Bạch Tuyết Linh nữ nhân này, nàng đây là muốn náo loại nào? Nàng muốn chơi tử ta sao? Diệp Thần Phong nhìn trước mặt Bạch Tuyết Linh ngượng ngùng nghiêm túc động nhân dáng dấp, hắn cũng không nhịn được nữa, nếu như cái này vẫn có thể nhịn lời nói. Như vậy hắn tự thật liền cầm thú cũng không bằng, trong lòng thầm nghĩ ta bất cứ giá nào, Bạch Tuyết Linh, cái này là ngươi tự tìm. Ngươi liền chuẩn bị khi ta tiểu nữ nhân đi. Kỳ thực Bạch Tuyết Linh thiên lý xa xôi tới M quốc tìm kiếm Diệp Thần Phong, đồng thời nàng đường đường một cái thiên kim đại tiểu thư biến thành cái này phó bộ dáng chật vật. Diệp Thần Phong trong lòng cũng là có bị xúc động đến,
hắn thắm thiết cảm nhận được Bạch Tuyết Linh đích chân tình, nguyên bản hắn thật không có ý định tiếp thu Bạch Tuyết Linh, ít nhất là không có ý định hiện đang tiếp thụ, thế nhưng bây giờ đến trình độ này. Diệp Thần Phong chỉ có chưa từng có từ trước đến nay. Diệp Thần Phong một tay lấy Bạch Tuyết Linh ôm nhập trong lòng, tay phải ấn tại Bạch Tuyết Linh cái mông thượng, tà tà cười nói, Bạch Tuyết Linh, đây chính là ngươi tự tìm. Bạch Tuyết Linh mặt thượng ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài, liền chỉ có khẩn trương, nàng xem nhìn trên người mình bẩn loạn không chịu nổi y phục, thấp như văn thanh nói rằng có thể không thể tắm trước. Diệp Thần Phong tịnh không có cự tuyệt, trực tiếp ôm ngang Bạch Tuyết Linh đi vào phòng trong phòng tắm, nhanh chóng tướng vòi nước mở, đồng thời điều tốt thích hợp nước ấm, nhìn trước mặt ngượng ngùng không gì sánh được Bạch Tuyết Linh, xe kéo một tiếng, trực tiếp tướng Bạch Tuyết Linh y phục cấp xé rách. Hai cái sáng choang viên cầu tức khắc từ trong quần áo nhảy đi ra, Bạch Tuyết Linh xấu hổ bưng kín ngực. Diệp Thần Phong ôm Bạch Tuyết Linh đi vào trong bồn tắm, hiện tại hắn cũng không muốn lại sắm vai cái gì chính nhân quân tử nhân vật, thân thể bên trong vô cùng lo lắng khát vọng, hắn chỉ muốn mau sớm tướng Bạch Tuyết Linh đẩy ngã, đẩy ngã. Diệp Thần Phong dùng hai tay trợ giúp Bạch Tuyết Linh tắm, có thể nói Bạch Tuyết Linh trên người mỗi một tấc da thịt đều bị hắn cấp sợ tới rồi. Mà Bạch Tuyết Linh chỉ là dịu ngoan xấu hổ nằm tại Diệp Thần Phong trong ngực, nếu đã quyết định muốn đem đệ nhất thứ giao cho Diệp Thần Phong, như vậy nàng hiện tại chỉ có thể tận lực đi phối hợp Diệp Thần Phong. Hoa 20 phút giặt sạch một cái uyên ương dục, cái này 20 phút trong Diệp Thần Phong tướng Bạch Tuyết Linh tâm tình cũng điều động lên, có thể nói hiện tại sẽ chờ hắn để mã thượng thương. Diệp Thần Phong tướng Bạch Tuyết Linh từ trong bồn tắm bế đi ra, hai người về tới trong phòng trên giường lớn. Diệp Thần Phong nhìn trong lòng đôi mắt đẹp mê ly giai nhân, bắt đầu rồi nam nữ vận động cuối cùng một cái trình tự. Hai cái tiếng đồng hồ qua đi, Bạch Tuyết Linh sụi lơ như bùn, mặt thượng hiện đầy ửng hồng, nửa người dưới có chút đau rát đau nhức, nguyên bản trắng nõn trên giường nở rộ một đóa diễm lệ hoa mai, mân mân môi, nhìn ôm nàng Diệp Thần Phong, nói rằng, đây coi như là ta đúng ngươi chân chính báo đáp, ta sẽ không cần cầu ngươi đối với ta phụ trách, đây đều là ta tự nguyện. Diệp Thần Phong hai tay không thành thật đùa bỡn Bạch Tuyết Linh trước ngực cao ngất ngọn núi, vừa cười vừa nói, Bạch Tuyết Linh, ta đệ nhất thứ cảm giác người đáng yêu như vậy chúng ta coi như làm sự tình hôm nay không có phát sinh. Bạch Tuyết Linh là không có ý định nhường Diệp Thần Phong phụ trách, thế nhưng nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, nàng tức khắc mù quáng vành mắt, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra, nhưng nàng lại còn mạnh hơn chịu đựng, giả vờ nhẹ nhõm nói rằng, Diệp Thần Phong, tốt. Sau đó chúng ta tự các đi các. 3. Nhất thanh thúy hưởng. Diệp Thần Phong một cái tát đánh vào Bạch Tuyết Linh mông thượng, sau đó, ôn nhu bang Bạch Tuyết Linh lau đi nước mắt, cười mắng, người cái ngu xuẩn nữ nhân, lẽ nào không có nghe được ta là tại nói đùa với ngươi sao? Người nghĩ rằng ta Diệp Thần Phong là chiếm tiện nghi của ngươi, tự hội phủi mông một cái đi. Sau đó người Bạch Tuyết Linh chính là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, lần này đẳng trở lại Hoa Hạ Quốc. Ta sẽ đi các ngươi Bạch ra một chuyến. Diệp Thần Phong, ta thật không yêu cầu ngươi phụ trách. Tuy rằng nghe được Diệp Thần Phong lời nói, Bạch Tuyết Linh trong lòng cảm giác đặc biệt ngọt ngào, nhưng là của nàng ngoài miệng lại không có nói thật. Xem ra ta còn phải thật tốt điều giáo ngươi, những ngươi học được làm ta Diệp Thần Phong tiểu nữ nhân. Diệp Thần Phong xoay người lần nữa để mã thượng thương. Một giờ qua đi. Diệp Thần Phong nhìn trong lòng thở hổn hển tiểu mỹ nhân, hỏi, ngu xuẩn nữ nhân, hiện tại còn dự định cùng ta làm trái lại sao? Bạch Tuyết Linh là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong cấp chinh phục, nàng cảm giác nằm tại Diệp Thần Phong trong lòng thật ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Đúng, ta thiếu chút nữa đem tránh sự quên, Tuyết Linh, ta có thể cho ngươi biến thành cao thủ, ta cũng thuận tiện chiết xuất thể nội linh hồn lực. Nói. Diệp Thần Phong lần thứ hai tướng Bạch Tuyết Linh đặt ở thân thể hạ. Bạch Tuyết Linh ngượng ngùng khó khăn chịu đựng nói rằng, Thần Phong, ngươi thế nào còn muốn tới? Làm nhiều đúng thân thể của ngươi không tốt. Diệp Thần Phong nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Tuyết Linh, ngươi biết cái gì? Chúng ta đây là đang huấn luyện, kế tiếp, ngươi tất cả nghe lời dặn của ta. Chương 622, đã sợ hãi, lại phẫn nộ. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh ở trong phòng đủ rằng có một ngày. Có trước cùng Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình huấn luyện kinh nghiệm sau đó, lúc này đây cùng Bạch Tuyết Linh âm dương giao hợp là nước chảy thành sông,
Lần trước Diệp Thần Phong nhượng Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình trong nháy mắt đột phá đến 2 cấp linh hồn lực. Thế nhưng lần này có thể là bởi vì Diệp Thần Phong thực lực đề thăng tới 10 cấp linh hồn lực duyên cớ, thoáng cái nhượng Bạch Tuyết Linh đột phá đến 3 cấp linh hồn lực. Đương nhiên trong quá trình này Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực lại trở nên tinh thuần một ít. Dựa vào tại Diệp Thần Phong trong lòng Bạch Tuyết Linh, trên người nàng là đổ mồ hôi đầm đìa, hơi mím môi mê người môi đỏ mọng, trắng nõn trắng mịn mặt thượng hiện đầy hạnh phúc thần sắc, xanh miết ngón tay ngọc trên ngực Diệp Thần Phong vẻ quyển quyển. Nàng cảm thấy bên trong thân thể mình đặc thù biến hóa, có cổ năng lượng tại thân thể nàng nội không ngừng lưu động, đô một trương khả ái cái miệng nhỏ nhắn, hỏi Thần Phong, chúng ta vừa rồi nguyên lai thật là tại huấn luyện a. Ta hiện tại cảm giác thân thể trong có sứ không song lực lượng. Bạch Tuyết Linh tướng thân thể cùng tâm linh toàn bộ giao cho Diệp Thần Phong sau đó, nàng hoàn toàn biến thành một cái khả ái tiểu nữ nhân, kinh thành đệ nhất mỹ nữ cao ngạo khí chất tại Diệp Thần Phong trước mặt hoàn toàn rút đi, trên người nhiều vài phần động nhân thiếu phụ vị. Diệp Thần Phong cái mũi ngửi Bạch Tuyết Linh trên người mùi thơm của cơ thể, một đôi tay không thành thật đặt tại Bạch Tuyết Linh cái mông thượng nắn bóp, đương nhiên nói rằng, Tuyết Linh, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta mới vừa rồi là lừa gạt ngươi sao? Dùng ngươi bây giờ có được thực lực tùy tiện đả đảo vài cái bộ đội đặc chủng là không thành vấn đề, vì để cho ngươi biến được càng tới càng lợi hại, sau đó chúng ta nên muốn bình thường huấn luyện mới được. Bạch Tuyết Linh gò má dán tại Diệp Thần Phong ngực, đôi má xấu hổ đến đỏ bừng không gì sánh được, nói rằng, Thần Phong, sau đó chỉ cần ngươi nghĩ huấn luyện, người ta phối hợp ngươi chính là, chỉ là ta lo lắng Hiểu Phỉ các nàng hội sẽ không tiếp nhận ta. Diệp Thần Phong khinh khẽ hôn một cái Bạch Tuyết Linh cái trán, nói rằng, Tuyết Linh, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi là thật tâm thích ta. Thật tình muốn cùng với ta, Hiểu Phỉ, Vũ Đình, Uyển Đình các nàng cũng sẽ không phản đối, lại nói Uyển Đình không là của ngươi hảo tỉ muội sao. Sau đó các ngươi có thể chân chính biến thành hảo tỉ muội, đều là ta Diệp Thần Phong tiểu nữ nhân. Bạch Tuyết Linh rất là khả ái cao mũi một cái, trước ngực hai luồng sáng choang mềm mại. Đặt ở Diệp Thần Phong trên ngực, nói rằng, Thần Phong, ta nghĩ ngươi nên là toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân, bên cạnh ngươi bọn chúng đều là hại nước hại dân mỹ nữ, sau đó ngươi dự định sinh nhiều ít nhi tử nữ nhi a. Diệp Thần Phong tà tà cười nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ta muốn nhượng Diệp ra từ ta cái này một đại bắt đầu con cháu đầy đàn, Tuyết Linh, ngươi chừng nào thì cấp ta sinh vài cái con trai mập mạp. Bạch Tuyết Linh thân thể tại Diệp Thần Phong trong lòng xoay động hai hạ. Nói rằng, Thần Phong, người thật là xấu, xem ra ta nói không sai, người chính là một cái đại sắc lang. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, nói rằng, nữ nhân đều thích xấu xa nam nhân, nếu không ngươi làm sao sẽ đúng ta yêu thương nhung nhớ ni. Đúng, Tuyết Linh, ngươi là làm sao biết ta tại M Quốc. Bạch Tuyết Linh cổ miệng. Nói rằng, ta cũng là trong lúc vô tình từ Diệp lão gia tử khẩu xuôi tai đến ngươi đi tới M Quốc, cụ thể ngươi ở đây M Quốc nơi nào ta cũng không biết, khi biết ngươi chính là trước đây đã cứu ta cái kia mặt nạ nam nhân sau, ta đặc biệt ngây ngốc trực tiếp làm máy bay đi tới M Quốc thủ đô. Tại đi tới M Quốc chi sau, ta mới biết được cái gì gọi là biển rộng tìm kim. May là gặp Lý ca, nếu không ta hiện tại. Ngô ngô ngô. Bạch Tuyết Linh lời còn chưa nói hết, Diệp Thần Phong sẽ dùng miệng ngăn chặn môi của nàng. Diệp Thần Phong biết tuy rằng Bạch Tuyết Linh nói đặc biệt tùy ý, thế nhưng hắn có thể dự đoán được Bạch Tuyết Linh trong đó trải qua gian khổ, như vậy một cái có thể vì hắn liều lĩnh trả giá nữ nhân, đáng giá hắn đi thật tốt bảo vệ cùng thương yêu. Tại Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh nằm ở trên giường ôn tồn thời gian, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn xuống, nhất luân màu ngân bạch mặt trăng treo ở trong trời đêm. M Quốc, thủ đô, một gia xa hoa y viện quý khách phòng bệnh trong. Tại cửa phòng bệnh có 8 gã hà thương thật đạn M Quốc đại binh gác, bệnh trong phòng không gian phi thường lớn, ngọn đèn đặc biệt sáng sủa, tổng cộng để 5 chương giường bệnh. Thiếu một điều cánh tay cùng một chân Lister đẳng tứ đại gia tộc gia chủ, cùng thiếu một điều cánh tay trái Abbott nằm tại trên giường bệnh. Tại giường bệnh ngay phía trước có một cái ghế salon, trên ghế salon ngồi một cái nói năng thận trọng M Quốc nam nhân. Người này chính là M Quốc người thống trị cao nhất Miller. Miller từ Abbott khẩu trung hiểu rõ đến tất cả mọi chuyện, lúc nghe Diệp Thần Phong có thể không động thủ, để vài chục tên võ trang đầy đủ M Quốc đại binh té quỵ dưới đất, đồng thời nhường M Quốc đại binh trong tay hỏa lực vũ khí biến hình thành một cái kim trúc cầu, đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng năng lực đặc thù.
Lại mà Diệp Thần Phong từ cổ bảo phế tích chung sống đi ra, từ nơi này một điểm Miller có thể phán đoán thôn vệ đế quốc 89 phần 10 là bị Diệp Thần Phong cấp hủy diệt, nói cách khác Diệp Thần Phong so thôn vệ đế quốc càng sợ hãi. Nghĩ đến đây, Miller trong lòng mà bắt đầu có chút hốt hoảng, hắn biết dùng Diệp Thần Phong năng lực muốn ám sát hắn, đây đối với Diệp Thần Phong mà nói nên là một cái chuyện dễ dàng. Trước, bọn họ thế nhưng đều đã đứng ở Diệp Thần Phong mặt đối lập, bây giờ lại muốn cúi đầu trước Diệp Thần Phong, cho dù cúi đầu hay là Diệp Thần Phong cũng không nhất định hội tha thứ bọn họ, điều này làm cho Miller trong lòng là càng nổi giận, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác rồi hướng Diệp Thần Phong tràn đầy sợ hãi. Miller đám người ở biết được thôn vệ đế quốc xong đời sau đó, bọn họ vẫn như cũ là lựa chọn đứng tại Diệp Thần Phong mặt đối lập, thậm chí đối với Lý Á Quốc cùng Bạch Tuyết Linh đều hạ thủ, nếu như trước đây bọn họ có thể đúng lúc bổ cứu lời nói, Diệp Thần Phong cũng không hội lộ ra hắn thủ đoạn độc ác một mặt tới, cái này hoàn toàn là bọn họ tự tìm. Các ngươi có biện pháp gì hay không có thể nhượng Diệp Thần Phong nguôi giận? Lẽ nào dùng quốc gia chúng ta lực lượng còn không đối phó được một cái Diệp Thần Phong sao? Miller cực vì không cam lòng nói rằng. Nằm tại trên giường bệnh Abbott, nghiêm túc hồi đáp, dùng quốc gia lực lượng đối phó Diệp Thần Phong ngược lại cũng không phải việc khó gì, có thể vạn nhất chúng ta không có giải quyết Diệp Thần Phong. Như vậy kế tiếp chúng ta tướng thừa thụ Diệp Thần Phong vô tận phẫn nộ, thậm chí toàn bộ M thủ đô hội bị Diệp Thần Phong khiến cho hỏng bét, dùng năng lực của hắn tuyệt đối có thể làm được cái này một điểm. Diệp Thần Phong chính là một cái ma quỷ, thủ đoạn của hắn quả thực là tàn nhẫn không gì sánh được, một ngày nào đó ta muốn nhượng hắn trả giá thật lớn. Lister trợn mắt trừng trừng quát dẹp đường. Diệp Thần Phong sát con trai của chúng ta, lại phế đi chúng ta một điều cánh tay cùng một chân. Lẽ nào như vậy hắn còn không đủ sao? Kết quả là hắn Diệp Thần Phong có đã bị bất luận cái gì tổn hại sao? Leonard nhìn đến bản thân không có cánh tay cùng đại thối, hắn thân thể trong thịnh nộ tự một cái kình tăng vọt, hắn cũng không suy nghĩ thật kỹ nếu như Diệp Thần Phong thật đã chết rồi, như vậy bọn họ tướng làm sao đối đãi Lý Á Quốc cùng Bạch Tuyết Linh? Sợ rằng hiện tại bọn họ đã tại tận hứng uống rượu tán gẫu. Lister, Leonard. Hiện tại chúng ta không phải tức giận thời gian, khẩu khí này chúng ta chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, chúng ta nên ngẫm lại đến cùng thế nào Diệp Thần Phong tài sẽ bỏ qua chúng ta. Ma Trang Si mặt âm trầm nói rằng, đúng, Ma Trang Si nói không sai, nếu như chúng ta bị Diệp Thần Phong sát, như vậy sau đó còn làm sao báo cửu. Sydney hít sâu vài khẩu khí, tướng lửa giận trong lòng chung nấu tâm tình điều chỉnh thoáng cái. Ngồi ở trên ghế salon Miller tụ lại xong quyền dần dần buông lỏng ra, nói rằng, ta đã phái người âm thầm giám thị Lý Á Quốc biệt thự, Diệp Thần Phong bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy ly khai M Quốc. Dừng lại một chút sau đó, Miller tiếp tục nói, bốn vị gia chủ, các ngươi tại trong bệnh viện nghỉ ngơi một ngày sau đó, các ngươi trước tới cửa lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong bồi tội. Miller là muốn nhượng tứ đại gia tộc gia chủ đi xung phong. Đến lúc đó Diệp Thần Phong nên ra khí cũng ra, bọn họ lại tới cửa bồi tội thời gian, nên là dễ nhiều. Bốn vị gia chủ, ta nghĩ các ngươi nên không có ý kiến chứ? Miller mặt không thay đổi hỏi. Tứ đại gia tộc gia chủ nào dám có ý kiến gì? Có thể bọn họ trong lòng đúng Diệp Thần Phong tràn đầy vô tận sợ hãi, rất sợ Diệp Thần Phong đưa bọn họ còn dư lại một điều cánh tay cùng một chân cũng phế đi, đến lúc đó bọn họ sẽ biến thành thứ thiệt nhân côn. Tứ đại gia tộc gia chủ vẻ mặt đau khổ, sôi nổi nói rằng, không có ý kiến, không có ý kiến. Miller hài lòng điểm gật đầu, nói rằng, bốn vị gia chủ, lần này khổ cực các ngươi, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi phần ân tình này. Miller loại hành vi này không thể nghi ngờ là gõ một phen sau, lại ném táo đỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 623, thương cảm người tất có đáng trách chỗ. Ngày thứ hai, tứ đại gia tộc gia chủ tại trong bệnh viện lại nghỉ ngơi một ngày sau đó, đến ngày thứ ba buổi sáng, bốn người bọn họ ôm thấp thỏm tâm tình bất an, chuẩn bị xuất phát đi Lý Á Quốc trong biệt thự. Một chiếc xa hoa dài hơn bản Rolls Royce bên trong, bầu không khí có vẻ đặc biệt ngưng trọng. Lister, Leonard, Ma Trang Si cùng Sydney, bốn người bọn họ cấp tốc cho không biết làm sao tài xung phong, dù sao Miller cái này vì M Quốc người thống trị cao nhất đều lên tiếng. Bọn họ có cái gì lý do cự tuyệt? Mặt thượng thần sắc đều âm tình bất định, bọn họ sợ lần thứ hai nhìn thấy Diệp Thần Phong,
nhìn thấy cái kia đủ để xưng là ma quỷ nam nhân. Bốn người bọn họ gãy chi chỗ, còn thường thường hội phát sinh trận trận đau đớn, trong lòng bị cực độ không cam lòng lấp đầy. Lister mở miệng nói rằng, chúng ta bây giờ phải trước phải ngẫm lại đãi gặp được Diệp Thần Phong sau đó, chúng ta nên muốn thế nào nhượng Diệp Thần Phong tha thứ chúng ta. Nếu không dùng Diệp Thần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, ngày hôm nay chúng ta tự lại chuẩn bị mất một điều cánh tay, hoặc đại thối đi. Bây giờ còn có thể đủ nghĩ đến cái gì biện pháp? Chúng ta chỉ có thể tận lực biểu hiện chân thành một ít, tuyệt đối không thể đủ nhượng Diệp Thần Phong nhìn ra chúng ta đúng cửu hận của hắn, thực sự không được chúng ta tự quỳ hướng hắn dập đầu, hy vọng hắn có thể tha thứ chúng ta. Leonard nộ đỏ hai mắt nói rằng. Một giờ sau, xa hoa dài hơn bản Rolls Royce vững vàng đình tại Lý Á Quốc biệt thự nơi cửa, điều khiển Rolls Royce tài xế vội vàng đi xuống xe, từ trên xe bản xuống bốn chương xe đẩy. Lại y theo này đỡ bốn vị gia chủ ngồi trên xe đẩy. Lister đúng tài xế nói rằng, người lưu tại trong xe chờ chúng ta, không cần theo chúng ta tiến vào. Lister đẳng bốn vị gia chủ ngồi xe đẩy là toàn tự động, đồng dạng cũng là cái này trên thế giới tân tiến nhất xe lăn. Bốn người bọn họ khống chế được xe đẩy đi tới Lý Á Quốc biệt thự cổng, nhấn chuông cửa, thế nhưng chờ giây lát sau đó, trong biệt thự liền chút nào phản ứng cũng không có. Lister bọn bốn người sản sinh nghi ngờ, theo lý mà nói Miller an bài nhân ngày đêm giám thị ở đây. Bọn họ sáng sớm lúc đi ra còn hướng Miller xác nhận qua, Diệp Thần Phong như cũ lưu tại bên trong biệt thự, nhưng bây giờ thế nào trong biệt thự một chút phản ứng cũng không có ni. Lister vươn còn sót lại tay phải, dùng sức gõ hai hạ môn, biệt thự đại môn vậy mà không có khóa, trực tiếp bị Lister cấp gõ, Lister nhìn thoáng qua mặt khác ba đại gia chủ. Hỏi, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Nếu đã đi tới nơi này, như vậy chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Nhìn Diệp Thần Phong bọn họ là hay không ly khai? Ma Trang Si nói dẫn đầu khống chế được xe đẩy tiến nhập biệt thự trong phòng khách, ba người khác theo sau tại phía sau của hắn. Biệt thự trong đại sảnh đặc biệt an tĩnh, trên lầu cũng không có chút nào thanh âm, Lister chúng nhân có thể xác định Diệp Thần Phong bọn họ đã ly khai. Leonard tại trên khay trà phòng khách phát hiện một chương tờ giấy. Mặt trên dùng M quốc văn chữ viết nhất đoạn văn, ta Diệp Thần Phong từ trước đến nay là một cái đặc biệt mang thù người, các ngươi những. Này người vong ân phụ nghĩa, các ngươi cho là mình vẫn có thể sống được không? Bất quá, ta Diệp Thần Phong ngại sát các ngươi đều bẩn tay, các ngươi tính mệnh tự nhiên có người hội giúp ta lấy đi, tới địa ngục chung đi tốt tốt hưởng thụ sinh hoạt đi. Leonard nhìn bàn trà thượng tờ giấy kia. Sắc mặt trong nháy mắt biến được tái nhợt một phiến. Lister chúng nhân phát hiện Leonard sắc mặt sau khi biến hóa, vội vàng hỏi, Leonard, ngươi làm sao vậy? Leonard hữu khí vô lực nói rằng, các ngươi nhìn bàn trà thượng lưu lại tờ giấy kia. Lister đám ba người lập tức khống chế được xe đẩy đi tới trước khay trà, đường ba người bọn họ nhìn xong tờ giấy thượng lưu lại sau, ba người hắn biểu tình cùng Leonard là không có sai biệt, chừng dường như đèn lồng trong con ngươi. Bị vô tận sợ hãi cấp điền tràn đầy. Phanh! Một viên đạn không có dấu hiệu nào từ lúc khai trong cửa sổ bắn vào, chuẩn xác không gì sánh được đi vào Leonard trong óc. Ngồi ở xe lăn Leonard trực tiếp bị bắn chết, cảnh này khiến mặt khác ba vị gia chủ hoàn toàn tỉnh lại, khống chế được xe đẩy muốn nhanh chóng tìm được né tránh địa phương. Lại là phanh! Một tiếng, một viên đạn trực tiếp đi vào Ma Trang Si trong óc. Điều này làm cho còn dư lại Lister cùng Sydney là càng hốt hoảng, bọn họ hai cái thân thể bắt đầu không kiềm hãm được run rẩy, hoàn toàn là hoang mang lo sợ. Tiếp theo lại là phanh một tiếng, Sydney cũng bị đạn bắn trúng đầu, cả người sụi lơ từ xe lăn lăn rơi xuống đất thượng, Lister nhìn đến mặt khác ba vị gia chủ toàn bộ bị một phát súng lấy mạng, tâm tình của hắn là hoàn toàn mất khống. Cổ họng trong hoảng sợ quát, Diệp tiên sinh, ta biết sai, ta biết sai. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Giờ khắc này Lister tướng cửu hận trong lòng cấp ném đến lên chín tầng mây, hắn đặc biệt hối hận trước đây đứng ở Diệp Thần Phong mặt đối lập, hắn hiện tại chỉ muốn còn sống, sống sót. Đáng tiếc, hiện đang hối hận có phải là quá muộn hay không? Phanh! Trả lời Lister là một khỏa xuyên qua đầu hắn trong đạn, đôi mắt trừng lớn vô cùng, miệng hơi mở, mặt thượng bị hối hận tâm tình cấp hiện đầy. Giết chết Lister đẳng bốn vị gia chủ người cũng không phải Diệp Thần Phong bọn họ, Diệp Thần Phong từ lúc ngay từ đầu liền nghĩ đến một cái sửa trị những. Này vong ân phụ nghĩa hỗn đản biện pháp,
hắn nhượng Hắc Tâm Hoa một ngày thời gian, lợi dụng M quốc các loại con đường, tướng thôn vệ đế quốc tổ chức thịnh hội cổ bảo, trong lúc bất chợt sập thành phế tích sự tình giá họa đến tứ đại gia tộc cùng Miller trên đầu bọn họ. Phải biết rằng thôn vệ đế quốc tại M quốc thành viên vẫn là rất nhiều, tại thôn vệ đế quốc những. Này Dư Nghiệt biết được cái này kiện sự tình sau, bọn họ cũng không khảo chứng cái này rốt cuộc là có phải hay không thật. Liền bắt đầu kế hoạch giết chết Lister chúng nhân, kế hoạch tại M quốc làm cho khởi rất nhiều khủng bố hành động tới. Hiện nay toàn thế giới thôn vệ đế quốc Dư Nghiệt, bọn họ khi biết M quốc sự tình sau, đã lại hướng tới M quốc chen chúc. M quốc tại tương lai khẳng định sẽ biến thành một cái khủng bố hành động nhất dày đặc quốc gia, cái này cục diện rối rắm hoàn toàn chờ Miller đi thu thập, đây là Diệp Thần Phong nghiêm phạt Miller biện pháp tốt nhất, hắn muốn nhượng Miller cái này M quốc người thống trị cao nhất, mỗi ngày mỗi đêm sống ở tan vỡ cùng sợ hãi chi chung, như vậy chẳng phải là càng có ý tứ. Lister chúng nhân kỳ thực sớm đã bị theo dõi, tại bọn họ đi vào Lý Á quốc biệt thự sau, tay súng bắn tỉa cũng đã tập trung bọn họ. Cho nên ngày hôm nay bọn họ bước vào Lý Á quốc biệt thự, cũng tự đại biểu cho bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Abbott chỗ ở phòng bệnh trong. Miller ngồi ở trên ghế salon như có điều suy nghĩ hỏi, Abbott, ngươi cho rằng Diệp Thần Phong hội tha thứ Lister chúng nhân sao? Abbott vừa muốn trả lời, Miller điện thoại di động liền vang lên, không chút do dự nhấn chuyển được kiện, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm dồn dập, không xong, Lister. Leonard, Ma Chang Si cùng Sydney, bốn vị này gia chủ tử tại Lý Á quốc trong biệt thự. Cái gì, Lister bọn họ tử, là Diệp Thần Phong làm sao? Miller tức giận quát dẹp đường. Hiện nay giết chết Lister bọn họ hung thủ còn không có điều tra rõ, Diệp Thần Phong đám người cũng không có ở trong biệt thự. Bên đầu điện thoại kia người cung kính hồi đáp. Miller hai mắt thất thần cúp điện thoại. Hắn rõ ràng những người 24 tiếng đồng hồ giám thị Lý Á quốc biệt thự, Diệp Thần Phong chúng nhân làm sao có thể biến mất không thấy. Kỳ thực tại Lý Á quốc trong biệt thự không những có đảo sinh cơ quan, còn có một điều lối đi bí mật, Diệp Thần Phong chúng nhân đã sớm đi qua lối đi bí mật ly khai biệt thự. Tổng thống, chuyện gì xảy ra? Lister bọn họ tử, nằm tại trên giường bệnh Abbott đang nghe Miller lời nói sau. Mặt thượng đồng dạng là không có cách gì che giấu phẫn nộ cùng khiếp sợ. Đương Miller muốn trấn tác tinh thần trả lời Abbott vấn đề thời gian, điện thoại di động của hắn tiếng chuông lần thứ hai vang lên, có chút khí cấp bại phôi nhấn chuyển được kiện, bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm hốt hoảng, Tổng thống, quốc gia chúng ta nhiều địa phương bị khủng bố tập kích, tử vong nhân số đặc biệt khủng bố, tài sản tổn thất cũng đặc biệt khủng bố, đồng thời khủng bố tập kích còn đang quốc gia của ta mỗi cái địa phương không ngừng lan tràn. Lạch cạch, một tiếng, Miller cầm ở trong tay điện thoại di động rơi vào trên mặt đất, thân thể bên trong lực lượng cũng giống như bị tắt cạn, cả người có chút lạnh run, hắn biết đây hết thảy khẳng định cùng Diệp Thần Phong có liên quan. Abbott nhìn thấy Miller cái này phó thất hồn lạc phách dáng dấp, hắn vừa muốn mở miệng vấn đề, hắn giường bên cạnh chuông điện thoại di động cũng vang lên, đè xuống chuyển được kiện sau, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến lão bà hắn thanh âm, lão công, không xong. Không xong, con trai của chúng ta cùng nữ nhi đều không thấy, là không là có người bắt cóc bọn họ. Ta tại nhà của chúng ta cổng thu được một cái hộp, hộp trong là hai điều cánh tay, cái này có phải hay không là con trai chúng ta cùng tay của nữ nhi cánh tay. Abbott trong tay điện thoại di động đồng dạng trượt rơi xuống đất thượng, cái này thình lình xảy ra tất cả, nhượng đầu hắn trong biến được trống rỗng. Có thể nghìn vạn không nên coi thường thôn vệ đế quốc này Dư Nghiệt. Bọn họ muốn tướng toàn bộ M quốc khiến cho một đoàn loạn, còn là có thể làm được. Thương cảm người tất có đáng trách chỗ. Sớm biết như vậy, Miller cùng Abbott chúng nhân lại hà tất trước đây ni. Chương 624, còn chưa kết thúc. Ngắn ngủi mấy ngày. M quốc thế cục biến được hỏng bét, Abbott bị tay súng bắn tỉa bể đầu bỏ mình, đồng dạng bước lên tứ đại gia tộc gia chủ theo gót, mà Miller cũng bị nhiều lần ám sát. Tốt ở bên cạnh hắn thời khắc có võ trang đầy đủ M quốc đại binh bảo hộ, mới để cho hắn một lần lại một lần tránh thoát tử vong nguy hiểm, những này thiên trải qua sự tình, những Miller cả người hốt hoảng, trên người đã không có một ít cấp trên khí thế. Diệp Thần Phong chúng nhân núp trong bóng tối thưởng thức xong cái này ra vở kịch hay sau, bọn họ liền bước lên bay đi Hoa Hạ quốc máy bay, bây giờ Miller không rảnh sẽ đem lực chú ý đặt ở Diệp Thần Phong đám người trên người.
Quang là ứng phó M quốc sự tình cũng đã muốn nhượng hắn bận rộn nổi điên, nếu như có thể nhượng hắn có một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn tuyệt đối không hội đứng tại Diệp Thần Phong mặt đối lập, cho dù chết hắn cũng sẽ chọn đứng tại Diệp Thần Phong bên này, bởi vì hắn hiện tại tinh thần thượng quả thực là bị dằn vặt sống không bằng chết. Trung tuần tháng 12 nhiệt độ không khí là càng lạnh giá, một giá từ M quốc bay đi Hoa Hạ quốc kinh thành trên phi cơ. Diệp Thần Phong, Bạch Tuyết Linh, Hắc Tâm, Vương Lực, Tần Nghị, Lý Á quốc chúng nhân cưỡi là khoang hạng nhất, bọn họ từ Lý Á quốc trong biệt thự mật đạo lặng lẽ sau khi rời đi, tịnh không có lựa chọn lập tức hồi Hoa Hạ quốc, mà là lựa chọn lưu tại M quốc xem xong rồi một gia vở kịch hay. Diệp Thần Phong nếu đã cùng Miller hoàn toàn náo cứng, như vậy Lý Á quốc cũng không thích hợp lưu tại M quốc phát triển, cho nên lần này Lý Á quốc theo Diệp Thần Phong bọn họ cùng nơi hồi Hoa Hạ quốc. Máy bay khoang hạng nhất trong, Bạch Tuyết Linh hạnh phúc dựa vào tại Diệp Thần Phong trên vai, cái này mấy ngày trong, nàng và Diệp Thần Phong cả ngày là triền miên không gì sánh được, hai người ngươi nông ta nông hận không thể tương dung ở cùng một chỗ, mỗi lần Bạch Tuyết Linh cảm thấy khó xử không muốn làm tiếp nam nữ vận động thời gian, Diệp Thần Phong cũng sẽ thật tốt giáo dục nàng một phen, tận tình đúng Bạch Tuyết Linh, nói rằng, Tuyết Linh, ánh mắt của ngươi thế nào có thể như thế tục tằng ni. Chúng ta đây là đang làm huấn luyện, ta cái này không cũng cũng là vì tốt cho ngươi mà. Những ngươi sau đó nhiều hơn chút năng lực tự vệ, ngươi không thể đủ mang thành kiến để đối đãi cái này kiện sự tình, xem ra tư tưởng của ngươi giác ngộ còn chưa đủ cao, để cho ta tới cho ngươi đề cao tư tưởng của ngươi. Kết quả là lại là một phen không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh. Mấy ngày nay Bạch Tuyết Linh cũng quả thực mệt, dựa vào tại Diệp Thần Phong trên vai nhắm đôi mắt đẹp nghỉ ngơi. Ngồi ở Diệp Thần Phong trước mặt Tần Nghị quay đầu, nói rằng, lão đại. Trận này vở kịch hay nhìn ta quá đã nghiền, đối đãi những tiểu nhân này hỗn đản tựu nên dùng biện pháp như thế, ta đúng lão đại ngươi kính ngưỡng quả thực không có cách gì dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhìn đến Tần Nghị khẩu trung nói nước miếng văng tung tóe, Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, Tần Nghị, ngươi cái này không phải buồn nôn ta ni mà. Ta muốn ngươi một đại nam nhân kính ngưỡng ta làm gì? Lão đại người ta tính lấy hướng thế nhưng liền một chút vấn đề cũng không có. Lão đại, lời nói cũng không thể đủ nói như vậy, nếu như ta Tần Nghị là một nữ nhân lời nói, ta khẳng định sẽ chết đối phó nát vụn đánh theo đuổi lão đại ngươi. Tần Nghị nói xong sát có cái đó sự hướng Diệp Thần Phong nháy mắt hai cái. Tần Nghị, người nhà, ý định nhượng ta ngán. Ta đảo muốn suy nghĩ thật kỹ lo lắng có muốn hay không giúp ngươi khôi phục thể nội bị tổn thương gân mạch. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Biệt a, lão đại, ngươi là ta Tần Nghị tái sinh phụ mẫu. Ngươi là ta Tần Nghị đời này vĩnh viễn lão đại, cho dù ta thật muốn làm cho đồng tính luyến ái, cũng không thể đủ tìm tới lão đại ngươi a. Nếu không đại tẩu nên nhiều thương tâm a. Nói, Tần Nghị ôm một cái ngồi ở bên cạnh hắn Vương Lực, nói rằng, lão đại, Vương Lực trái lại một cái làm cho đồng tính luyến ái người tốt chọn. Ta đoán hắn đến hiện tại nhất định còn cất giữ đệ nhất thứ. Tần Nghị nguyên bản chính là một cái thích hài hước làm cho quái người, mấy năm nay chỉ là sống quá qua bị đè nén. Nhưng mà, tiếp qua không lâu sau hắn có thể đủ khôi phục tu luyện, điều này làm cho hắn trong lòng là rộng mở trong sáng lên, đây hết thảy đều nơi phát ra cho Diệp Thần Phong, cái này vì hắn trong lòng thật tình thực lòng cho rằng lão đại đối đãi nam nhân. Vương Lực bị Tần Nghị ôm vai sau, thời gian qua nói năng thận trọng hắn, cũng khai khởi vui đùa, Tần Nghị. Ngươi thật dự định cùng ta làm cho đồng tính luyến ái. Ngươi thật đúng là biết ta tốt cái này một hơi. Đằng trở lại Hoa Hạ quốc, ngươi tẩy rửa ngươi Hoa Cúc, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thể hội một phen tân tư vị. Tần Nghị, lúc này ngươi thật đúng là tìm đúng người. Lực ca thật đúng là không thích nữ nhân, hắn chỉ thích nam nhân. Đúng, Tần Nghị. Ta xem ngươi sau đó liền làm Lực ca nữ nhân đi. Bảo đảm hắn hội tốt tốt đúng ngươi. Mặt khác ba gã cùng Vương Lực cùng nhau phòng vệ đội thành viên, bọn họ đương nhiên biết Vương Lực là đang nói đùa, bất quá, bọn họ cùng với Vương Lực lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe Vương Lực nói đùa, đương nhiên phải phối hợp Vương Lực. Có thể là tại M quốc đã trải qua nhiều lần như vậy nguy cơ sinh tử, hiện tại cuối cùng cũng có thể trở lại Hoa Hạ quốc. Cho nên tâm tình của mọi người đều rất thả lỏng cùng sung sướng. Tần Nghị nhìn đến Vương Lực nghiêm trang dáng dấp, ôm Vương Lực vai cánh tay vội vàng buông lỏng ra, vẻ mặt ác hàn nói rằng, Lực ca,
ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi, ta còn là thích nữ nhân, ngươi cũng không nên đem lời của ta mới vừa rồi tưởng thật. Lý ca, ta có thể không thể cùng ngươi đổi một cái vị trí. Tần Nghị đúng ngồi ở hắn bên phải Lý Á Quốc nói rằng, xem ra hắn thật đúng là coi Vương Lực là làm đồng tính luyến ái. Diệp Thần Phong tức giận từ phía sau đá một cước Tần Nghị mông, nói rằng, Vương Lực, đây là ta lần đầu tiên nghe gặp ngươi nói đùa lời nói, bất quá lời nói còn nói trở về, ngươi là nên tìm người bạn gái, vội vàng kết thúc ngươi xử nam cuộc đời đi. Vương Lực sắc mặt lúng túng có chút hơi phiếm hồng, Tần Nghị thế mới biết Vương Lực là đang nói đùa, một bà lại ôm Vương Lực vai, nói rằng, Lực ca, ngươi có thể quá không có suy nghĩ, lần sau nói đùa thời gian, ngươi có thể không nghiêm trang sao? Dựa vào tại Diệp Thần Phong trên vai Bạch Tuyết Linh mở mắt, nghe Tần Nghị chúng nhân cười nói đồng tính luyến ái sự tình, gò má của nàng bay lên khởi hai mặt đỏ ửng, nàng hiện tại trong lòng có chút thấp thỏm khó ăn, trong lòng nàng tại đang nghĩ nên như thế nào đối mặt Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình đẳng Diệp Thần Phong những nữ nhân khác. Diệp Thần Phong hình như đoán được Bạch Tuyết Linh tâm tư, nhẹ nhàng cầm Bạch Tuyết Linh trắng mịn ngọc thủ, trên trán Bạch Tuyết Linh hôn một cái, nói rằng, Tuyết Linh, tất cả có ta đây. Tất cả có ta đây. Những lời này truyền vào Bạch Tuyết Linh tai trong sau, Bạch Tuyết Linh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc, hoảng loạn tâm hoàn toàn an định xuống. Mười tới cái tiếng đồng hồ sau, Diệp Thần Phong chúng nhân cưỡi máy bay bình ổn rơi xuống kinh thành phi trường quốc tế. Diệp Thần Phong từ trên phi cơ đi xuống sau, hít sâu một hơi nói rằng, còn là quốc gia mình không khí tươi mát a. Lý Á Quốc phiền mắt có chút hơi phiếm hồng, nói rằng, đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng toán lại nhớ tới cố thổ, sau đó ta không bao giờ nữa chuẩn bị ly khai Hoa Hạ Quốc. Tháng là cố hương viên, trong lòng mỗi người cũng sẽ có một phần ái quốc tình kết. Tại Diệp Thần Phong chúng nhân vừa đến kinh thành, Hoa Hạ Quốc kinh thành ở vào ban ngày, mà M Quốc thủ đô Tắc ở vào buổi tối. Thôn Vệ Đế Quốc đổ sụp chỗ cổ bảo phế tích thượng. Ánh trăng từ trong trời đêm chiếu nghiêng xuống, chu vi yên tĩnh đáng sợ. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Đột nhiên, một trận tinh mịn tảng đá văng tung tóe thanh, rõ ràng vang vọng ở trong không khí, trống rỗng cấp không khí chung quanh tăng thêm mấy phần quỷ dị, những người hội có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Răng rác, 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 răng rác. Tảng đá văng tung tóe thanh âm càng tới càng dày đặc, tiếp theo, phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Từ phế tích dưới đi ra một bóng người này trong tay còn kéo một tứ chi không hoàn toàn thi thể, nương màu ngân bạch ánh trăng có thể thấy rõ ràng, đạo nhân ảnh này khuôn mặt đặc biệt già nua, nếu như Diệp Thần Phong bọn họ tại nơi này, khẳng định có thể liếc mắt tự nhận ra cái này là Thôn Vệ Đế Quốc người thống trị cao nhất quốc vương. Quốc vương trên người nguyên bản to tráng bắp thịt biến được khô quắt không gì sánh được, trên thân thể vẫn như cũ là hiện đầy vết dạn, sau lưng đeo có chút cục thịt đã thoát rơi xuống, có thể thấy rõ ràng xương của hắn, trong miệng hắn dính đầy máu tươi, hàm răng phùng trong nhét ở máu rầm rề tiểu miếng thịt. Trong tay hắn kéo là ám ảnh thi thể, mấy ngày nay hắn là dựa vào gặm ăn thi thể tài sống sót, liều mạng tài thoát đi ra phế tích dưới, bây giờ hắn toàn thân thực lực toàn bộ phế bỏ. Hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra 8 cấp linh hồn lực lượng tới. Kéo lung lay lắc lư thân thể, quốc vương thân ảnh biến mất tại trong màn đêm. Diệp Thần Phong cùng Thôn Vệ Đế Quốc chuyện giữa còn chưa kết thúc. Chương 625, cái này con mẹ nó là thật. Bởi Diệp Thần Phong không có chuyện trước thông chi ra ra của hắn Diệp Trấn Hồng, ngày hôm nay hắn muốn trở lại kinh thành sự tình, cho nên cũng không có người tới kinh thành phi trường quốc tế nhận điện thoại. Diệp Thần Phong đúng Tần Nghị cùng Lý Á Quốc, nói rằng, Lý ca, Tần Nghị, hai người các ngươi trước cùng Vương Lực bọn họ ở đến cùng đi, đằng ngày mai ta lại bắt tay vào làm bang Tần Nghị ngươi khôi phục thể nội bị tổn thương gân mạch, lại an bài một chút chuyện về sau. Diệp Thiếu, ngươi yên tâm đi, Lý ca cùng Tần Nghị ăn, mặc, ở, đi lại tự giao cho chúng ta, ngươi ly khai kinh thành thời gian dài như vậy, ta nghĩ Diệp Lão gia tử khẳng định đặc biệt lo lắng ngươi. Vương Lực phách bộ ngực nói rằng, Vương Lực chúng nhân mang theo Lý Á Quốc cùng Tần Nghị phân biệt ngồi trên hai xe taxi, tại bọn họ đều ly khai sau đó, Diệp Thần Phong ôm Bạch Tuyết Linh mảnh mai, nói rằng, Tuyết Linh, hiện tại không sai biệt lắm đúng lúc là ăn cơm trưa thời gian, ngươi thẳng thắn đến chúng ta Diệp gia đi ăn bữa trưa đi.
Như vậy chúng ta hai cái quan hệ giữa coi như là chính thức công bố ra ngoài, sau đó ngươi chính là ta Diệp Thần Phong nữ nhân. Bạch Tuyết Linh biết nên đối mặt luôn luôn muốn đối mặt, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, điểm gật đầu, nói rằng, Thần Phong, ta tất cả nghe theo ngươi an bài. Tuyết Linh, xem ra mấy ngày nay ta đem ngươi điều giáo đúng vậy à. Ngươi càng tới càng tiểu nữ nhân. Diệp Thần Phong cười hung hăng hôn một cái Bạch Tuyết Linh đôi má, dẫn đến ngực bị Bạch Tuyết Linh mười vài cái phấn quyền. Diệp Thần Phong cản lại một chiếc xe taxi, đặc biệt thân sĩ bang Bạch Tuyết Linh mở cửa xe ra, hai người đều ngồi lên xe taxi sau, Diệp Thần Phong đúng tài xế xe taxi báo Diệp ra địa chỉ. Tài xế xe taxi là vị hơn 50 tuổi đại thúc, hắn từ kính chiếu hậu trong nhìn đến Bạch Tuyết Linh thời gian, trong lòng thầm khen vài tiếng thật sự là quá đẹp, nhưng mà, khi hắn nghe được Diệp Thần Phong báo địa chỉ thời gian, hắn ước chừng sững sờ 10 tới giây chung, vị đại thúc này là một tại kinh thành khai hơn nửa đời người lão tài xế, hắn biết cái này cái địa chỉ nên là kinh thành Diệp gia, nơi nào thế nhưng có rất nhiều hà thương thật đạn võ cảnh. Diệp gia Diệp lão gia tử là hoa hạ quốc đại nhân vật, chỗ đó có thể không phải ai đều có thể đủ tùy tiện đi. Cái này vị tài xế đại thúc tại kính chiếu hậu trong xem xét cẩn thận Diệp Thần Phong một phen, nếu như Diệp Thần Phong là kinh thành người của Diệp gia, còn dùng được ngồi xe taxi sao? Rất nhanh cái này vị tài xế đại thúc đem Diệp Thần Phong phân loại đến trang B, hoặc là đầu óc có vấn đề một loại ở giữa đi. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Diệp Thần Phong nhìn đến tài xế còn không lái xe, chân mày không nén nổi nhíu nhíu, nói rằng, vị đại thúc này. Ngươi lo lắng làm gì? Lẽ nào ngươi không nhận thức cái chỗ này sao? Chúng ta đây đổi một chiếc xe taxi. Tài xế đại thúc vội vàng tỉnh lại. Từ kính chiếu hậu trong nhìn đến Diệp Thần Phong ôm mỹ nữ tuyệt sắc Bạch Tuyết Linh, hắn trong lòng đặc biệt không phải tư vị, vì vậy liền ước ao đố kỵ hận, hắn đảo muốn nhìn cái này vị thành niên rốt cuộc là trang bê ni. Còn là đầu có chuyện. Cái chỗ này ta nhận thức, cái chỗ này ta nhận thức. Tài xế đại thúc vội vã khởi động xe. Bị Diệp Thần Phong ôm Bạch Tuyết Linh, tại xe chậm rãi khởi động sau đó, nàng lấy ra điện thoại di động gọi thông ra ra nàng Bạch Hồng Phương dãy số. Trước đây nàng là không nói tiếng nào tựu đi M quốc, hiện tại người của Bạch gia khẳng định đặc biệt lo lắng nàng, điện thoại rất nhanh thì chuyển được, bởi Bạch lão gia tử bên kia có điện báo biểu hiện, không đợi Bạch Tuyết Linh mở miệng. Bạch lão gia tử thanh âm tựu từ trong điện thoại chuyển tới, Tuyết Linh, ngươi nhà đầu kia cũng quá hồ đồ đi. Ngươi đi M quốc cũng thế nào không trước đó nói cho ta biết một tiếng. Ngươi có biết hay không ta và cha ngươi những, này thiên có bao nhiêu lo lắng ngươi. Ngươi đột nhiên đi M quốc đến cùng làm cái gì? Bạch Tuyết Linh nghe được ra ra nàng liên tiếp vấn đề, mắt của nàng vành mắt biến được hồng hồng, nàng cảm nhận được Bạch lão gia tử quan tâm, hít mũi một cái, nói rằng, ra ra, ta đi M quốc tìm Thần Phong, ta hiện tại cùng với Thần Phong. Chúng ta đã trở lại kinh thành, đang đi hướng tới Diệp gia trên đường. Nhà đầu, ngươi cùng với Thần Phong. Bên đầu điện thoại kia Bạch lão gia tử có chút phản ứng không kịp. Khoảng chừng trần chờ một phút đồng hồ sau, tiếp tục nói, Tuyết Linh, người đi M quốc tìm Thần Phong. Người đi tìm Thần Phong làm gì? Lẽ nào hai người các ngươi tốt hơn sao? Ân, Bạch Tuyết Linh lên tiếng, nói rằng, ra ra, ta thích Thần Phong, ta ái Thần Phong cũng tiếp nhận rồi ta, cho nên ta cùng với Thần Phong. Ngươi sẽ không tức giận đi. Nhà đầu, người cái này là nói cái gì lời nói? Chuyện tốt như vậy ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta biết. Các ngươi tại đi Diệp gia trên đường đi. Ta và cha ngươi cũng lập tức đi Diệp gia. Không nghĩ tới Bạch gia chúng ta cùng Diệp gia vẫn có thể gương vỡ lại lành. Đây thật là thật tốt quá. Ha ha ha. Bạch lão gia tử nói xong lời nói này sau. Liền trực tiếp đưa điện thoại cho cúp. Bạch Tuyết Linh nghe trong điện thoại truyền đến đô 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 âm thanh bận. Mặt thượng không nén nổi lộ ra một vòng cười gượng. Thần Phong. Gia gia ta cùng ba ta hiện tại cũng muốn đi Diệp gia, cái này cũng không quan hệ đi. Bạch Tuyết Linh hỏi Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng niết thoáng cái Bạch Tuyết Linh mũi, nói rằng, Tuyết Linh, người cái này là nói cái gì lời nói. Sau đó gia gia ngươi không chính là ông nội ta sao? Ba ngươi không chính là ta ba sao? Giữa chúng ta dùng được khách khí như vậy sao? Ta gọi điện thoại cấp gia gia ta cùng Hiểu Phỉ các nàng, để cho bọn họ trước có cái chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần Phong đánh trước cấp Diệp lão gia tử, điện thoại vừa tiếp thông không đợi Diệp lão gia tử nói,
Diệp Thần Phong tự dẫn đầu nói chuyện, ra ra, ta là Thần Phong A. Ta đương nhiên biết là ngươi cái tiểu thằng nhóc, ngươi còn đem không đem ta cho rằng ra ra ngươi. Diệp lão gia tử tức giận hỏi. Ra ra, ngươi đương nhiên vĩnh viễn là ra ra của ta, lần này không phải sự tình đột nhiên mà. Cho nên ta tại lúc rời đi, đã quên thông chi ngươi một tiếng, bất quá, lần này ta lại cho ngươi mang về một cái cháu dâu. Ta sẽ nhường Diệp ra từ ta cái này một đại bắt đầu con cháu đầy đàn. Diệp Thần Phong lấy lòng nói rằng. Thần Phong, ngươi lại cấp ta tìm một cái cháu dâu. Bị Diệp Thần Phong xả mở lời đề sau, Diệp lão gia tử có chút khiếp sợ hỏi. Ân, cái này cháu dâu ngươi cũng nhận thức, chính là Bạch gia Bạch Tuyết Linh A. Hiện tại ta và Tuyết Linh đã tại hồi Diệp gia, Tuyết Linh gia gia cùng phụ thân đã ở tới Diệp gia. Ta và Tuyết Linh chuyện giữa một đôi lời cũng nói không rõ ràng lắm, đằng hồi sau khi đến, ta lại cùng ngươi chậm chậm nói tường tận minh. Diệp Thần Phong trực tiếp sáng tỏ nói rằng, Thần Phong, ngươi tiểu tử này, nguyên bản làm ra ra ta là không nên ủng hộ ngươi, thế nhưng ai nhượng chúng ta Diệp ra dòng chính người lớn đơn bạc ni. Xem ra Diệp ra dòng chính khai chi tán Diệp gánh nặng muốn rơi đến trên đầu của ngươi, tốt, ngươi trước đó cùng Hiểu Phỉ các nàng nói một tiếng. Ta nhượng người chuẩn bị một chút bữa trưa. Diệp lão gia tử đối với Diệp Thần Phong người cháu này vẫn là tương đối thương yêu, huống chi đây chính là có quan hệ Diệp gia tương lai tử tôn thịnh vượng đại sự. Tự cấp Diệp lão gia tử sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Thần Phong lại cấp Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình phân biệt gọi một cú điện thoại, đơn giản nói một lần hắn cùng Bạch Tuyết Linh sự tình, Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình tại trong điện thoại trái lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì ghen tuông tới. Còn nói hội lập tức thả tay xuống đầu công tác hồi Diệp ra. Lái tài xế xe taxi đại thúc, nghe được Diệp Thần Phong tại trong điện thoại cùng những nữ nhân khác đàm tiếu ngôn ngữ, hắn thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá hội trang bê đi. Một cái ngồi xe taxi người, xem chừng cũng không tưởng là cái gì phú nhị đại, quan nhị đại A. Đợi một lát ta đảo muốn nhìn hắn thế nào bước vào Diệp ra. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Diệp Thần Phong đương nhiên không biết tài xế đại thúc trong lòng bảng cửu trương, cánh tay ôm có một chút khẩn trương Bạch Tuyết Linh, dùng phương thức này tới cấp Bạch Tuyết Linh dũng khí. Hai cái tiếng đồng hồ sau, tài xế đại thúc lái xe taxi vững vàng đình tại, cách Diệp ra cổng cách đó không xa một chỗ, nhìn đến đứng ở cửa võ trang đầy đủ võ cảnh, tài xế đại thúc trong lòng tự thận được hoảng sợ. Diệp Thần Phong tại phó xong tiền sau. Liền cùng Bạch Tuyết Linh cùng đi xuống xe taxi, nhìn đến Diệp Thần Phong thật muốn hướng tới Diệp gia biệt thự đi đến, tài xế đại thúc một khỏa tâm tức khắc nhắc tới cuống họng mắt, trong lòng thầm nghĩ, dựa vào, trang bê cũng không mang theo giả bộ như vậy đi. Ta xem tiểu tử này khiến cho không khéo cũng bị võ cảnh bắn chết. Nhưng mà, ngồi ở trong xe taxi tài xế đại thúc trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người, ánh mắt gắt gao như ngừng lại Diệp gia biệt thự cổng. Bởi vì hắn thấy được cửa võ cảnh vậy mà cung kính hướng Diệp Thần Phong cúi chào. Cái này là tôm khô tình huống. Còn không có đẳng cái này vị tài xế đại thúc hoàn toàn phản ứng qua đây, hắn lại thấy được càng rung động một màn, hắn chỉ nhìn thấy từ Diệp ra trong biệt thự đi ra hai cái nữ nhân tuyệt sắc, phân biệt cùng Diệp Thần Phong chăm chú ôm một phen, tài xế đại thúc là hoàn toàn hóa đá, khẩu trung tự lẩm bẩm cái này con mẹ nó là thật. Cái này tiểu niên khinh thật là người của Diệp ra. Cái này thế giới thật quá điên cuồng. Tài xế đại thúc hai mắt vô thần khởi động xe taxi, có thể không có khai ra rất xa, chỉ nghe thấy phanh. Một tiếng, xe taxi trực tiếp đánh vào một cây cột dây điện thượng, tài xế đại thúc là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong nghiêu bê cấp chấn nhiếp. Chương 626, có tôn nữ phải gả cấp Diệp Thần Phong. Diệp ra cửa biệt thự. Bạch Tuyết Linh đang đối mặt Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình thời gian. Trên mặt của nàng không nén nổi lộ ra có chút vẻ lúng túng, trong lòng tổng có loại đi thưởng người khác lão công cảm thấy thẹn cảm giác, một khỏa tâm tức khắc thấp thỏm bất an, nàng không biết Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình đến cùng hội sẽ không tiếp nhận nàng trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân. Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình ngón tay lặng lẽ nhéo một cái Diệp Thần Phong bên hông thịt mềm, sau đó, hai nàng này người nhiệt tình khoác ở Bạch Tuyết Linh cánh tay, Võ Hiểu Phỉ nói rằng, Tuyết Linh, chúng ta không cần đứng tại cửa. Sau đó mọi người đều là người một nhà, trở lại Diệp ra coi như là trở lại ngươi nhà của mình giống nhau. Đúng, Hiểu Phỉ nói không sai, Tuyết Linh, Diệp lão gia tử đã nhượng người chuẩn bị xong bữa trưa, chúng ta đi vào rồi hãy nói. Ninh Vũ Đình mỉm cười nói.
Thế nhưng Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình trong lúc vô tình liếc về phía Diệp Thần Phong ánh mắt, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác âm khí tùm, phía sau tóc gáy đều dựng lên, xem ra hai nàng này là đang ghen, có nữ nhân nào muốn nhìn đến nam nhân của chính mình có những nữ nhân khác. Bất quá, Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình đặc biệt thức thân thể to lớn, các nàng biết Diệp Thần Phong cũng không là bình thường người, nếu như chảo càng chặt, khả năng Diệp Thần Phong tự hội cách các nàng càng xa, bởi vì các nàng yêu Diệp Thần Phong, cho nên mới phải bao dung Diệp Thần Phong cái này một chút hoa tâm, kỳ thực các nàng cũng biết Diệp Thần Phong đây không thể đủ xưng là hoa tâm, xưng là đa tình càng thích hợp một điểm. Đa tình cũng không lạm tình, Diệp Thần Phong đối đãi hắn mỗi một nữ nhân đều là thật tâm thật ý, cho nên Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình đảng nữ nhân mới có thể đúng Diệp Thần Phong như vậy khăng khăng một mực. Diệp gia biệt thự trong phòng khách. Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc ngồi ở trên ghế salon, Diệp Trấn Hồng tại nhận được hắn tôn tử Diệp Thần Phong điện thoại sau, hắn cảm thấy có cần thiết tiên tri hội một tiếng Võ An Quốc, nhưng Võ An Quốc cũng có một chuẩn bị tâm lý, dù sao Võ An Quốc tôn nữ Võ Hiểu Phỉ mới là Diệp Thần Phong bây giờ chính quy vị hôn thê. Võ An Quốc trong lỗ mũi khí tức có chút hỗn loạn, cầm lấy ly trà trước mặt, chợt hướng tới trong miệng ực một hớp nước trà, nói rằng, Trấn Hồng, Thần Phong tiểu tử này cũng quá kỳ cục đi. Ly khai sau một khoảng thời gian, thậm chí ngay cả Bạch Gia Nha Đầu cũng bị hắn bắt lại. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn tướng khắp thiên hạ mỹ nữ đều biến thành nữ nhân của hắn sao? An Quốc, người cũng trước xin bớt giận, đợi một lát Tuyết Linh Gia Gia cùng phụ thân cũng muốn tới nơi này. Kỳ thực ta làm Thần Phong Gia Gia, nội tâm là hy vọng Thần Phong cho nhiều ta tìm vài cái cháu dâu. Người cũng biết chúng ta Diệp gia dòng chính người lớn đơn bạc. Chỉ có thể nhượng Thần Phong cho chúng ta Diệp gia khai chi tán diệp. Người tuổi trẻ sự tình để thanh niên nhân bản thân đi xử lý. Nếu như Hiểu Phỉ đều không phản đối, người cũng tự chớ để ý, ghê gớm chờ sau này nhượng Hiểu Phỉ sinh hai người con trai, một cái họ các người Võ gia dòng họ, dùng Thần Phong gen, sinh đi ra hài tử chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Diệp lão gia tử là cầm ra đòn sát thủ tới, dù sao hắn hiện tại đã có như thế cháu dâu. Tương lai tằng tôn tử, tằng tôn nữ chắc chắn sẽ không thiếu đi nơi nào. Võ lão gia tử Võ An Quốc lúc này mặt thượng thần sắc biến được dễ nhìn không ít, thậm chí còn lộ ra dáng tươi cười, nói rằng, Trấn Hồng, ngươi nhìn Thần Phong có nhiều như vậy nữ nhân, nếu không tương lai nhượng Hiểu Phỉ sinh hai người con trai. Cái này hai người con trai đều họ chúng ta Võ gia dòng họ. Diệp lão gia tử vừa uống vào trong miệng nước trà, thiếu chút nữa từ khẩu trung phun đến Võ An Quốc mặt thượng. Căm giận nói rằng, An Quốc, người cái này có thể quá không địa đạo, chỉ có thể một cái, nếu không liền một cái đều không có. Trấn Hồng, ta cái này không phải đùa giỡn một chút mà. Lần này trái lại tiện nghi Bạch lão đầu tử, lại có thể nhượng hắn cũng có Thần Phong ưu tú như vậy tôn nữ tế. Võ An Quốc khá vì khó chịu lắc đầu nói rằng, Gia Gia, Võ Gia Gia. Diệp Thần Phong vừa bước vào phòng khách ngay cả bận hướng ngồi ở trên ghế salon Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc chào hỏi. Võ An Quốc nhìn đến hắn tôn nữ nhiệt tình kéo Bạch Tuyết Linh cánh tay. Hắn là đã tức giận, lại không biết làm sao, cố ý hướng Diệp Thần Phong bản khởi gương mặt, nói rằng, Thần Phong, tiểu tử ngươi là càng tới càng có bản lãnh a. Ta xem một ngày nào đó khắp thiên hạ mỹ nữ cũng sẽ bị ngươi quải hồi Diệp ra tới. Võ Gia Gia. Kỳ thực ta và Tuyết Linh chuyện giữa không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cái này kiện sự tình đợi một lát ta sẽ chậm chậm cùng các ngươi nói. Diệp Thần Phong ra mặt dày sờ sờ mũi nói rằng, Trấn Hồng, xem ra sau này chúng ta có thể đủ kết thân nhà a. Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương cùng hắn con lớn nhất Bạch Nham Tân cũng đi vào Diệp gia trong phòng khách. Bạch lão đầu, ta nói ngươi thế nào như thế mặt dày mày dạn ni. Ta xem ngươi là sớm có dự mưu đi. Võ An Quốc khí thế hung hăng nói rằng, An Quốc, ta biết ngươi tâm tình bây giờ không tốt, bất quá. Ta đã nói rồi, ta không hội can thiệp nữa Tuyết Linh cả đời đại sự, bây giờ Tuyết Linh cùng Thần Phong cùng đi tới, ta chỉ có thể nói cái này là duyên phận A. Bạch lão gia tử tâm tình rất dễ chịu nói rằng, hắn tài bất kể Diệp Thần Phong có bao nhiêu thiếu nữ, hắn chỉ biết là Diệp Thần Phong người cháu rể này đủ xuất sắc. Với lại hắn tôn nữ cam tâm tình nguyện cùng với Diệp Thần Phong. Tốt, An Quốc, Hồng Phương, hai người các ngươi đều nói ít đi một câu, chúng ta biên ăn cơm chưa biên nói chuyện phiếm, ta có thể rất muốn biết Thần Phong tiểu tử này mấy ngày nay đi làm cái gì. Diệp Trấn Hồng dàn xếp,
vì vậy mọi người đều sôi nổi ngồi xuống trước bàn ăn, bàn thượng bày đầy các mẩu mỹ vị món ngon. An Quốc, Hồng Phương, ngày hôm nay ba người chúng ta tốt uống ngon thượng mấy chén. Diệp Trấn Hồng mở ra một bình Mao Đài, phân biệt cấp Võ An Quốc cùng Bạch Hồng Phương rót đầy một chén rượu, đến nỗi những người còn lại muốn uống sẽ bản thân đảo. Bạch Hồng Phương hơi nhấp một miếng rượu, nói rằng, An Quốc, tôn nữ của ta lần này có thể thiên lý xa xôi đi M quốc tìm kiếm thần phong, cho nên bọn họ hai cái cùng một chỗ cũng là chuyện đương nhiên. Tuyết Linh, người trước nói cho chúng ta một chút, người và thần phong tại M quốc chuyện đã xảy ra. Bạch Hồng Phương vừa cười vừa nói. Bạch Tuyết Linh đôi má có chút hơi phím hồng, nói rằng, ra ra, kỳ thực ta tại đi M quốc trước, liền thần phong tại M quốc nơi nào. Ta đều không biết, may là cuối cùng ta còn là gặp thần phong, lần này thần phong tại M quốc là chấp hành một lần hành động, hình như muốn tiêu diệt một cái tên là thôn vệ đế quốc tổ chức. Bạch Tuyết Linh cũng không biết thôn vệ đế quốc là thế nào dạng một tổ chức. Nàng chỉ là tại M quốc thời gian bình thường nghe Diệp Thần Phong bọn họ nhắc tới, hiện tại cũng chẳng qua là tùy tiện vừa nói mà thôi. Cái gì? Thôn vệ đế quốc? Ở đây Diệp Trấn Hồng, Võ An Quốc, Bạch Hồng Phương cùng Bạch Nham Tân đều là biết thôn vệ đế quốc cái tổ chức này, bọn họ tỉnh không rõ ràng lắm bây giờ thôn vệ đế quốc cao tầng đã toàn bộ tử vong, chỉ còn lại có một ít dư nghiệt tồn tại, bọn họ chỉ biết là những. Này thiên M quốc liên tiếp phát sinh khủng bố tập kích sự kiện. Diệp Thần Phong gặp Bạch Tuyết Linh nói lỡ miệng, hắn cũng chỉ có thể đủ thật tốt giải thích rõ, nếu không ngày hôm nay Diệp lão gia tử chúng nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thuận miệng nói rằng, Tuyết Linh nói không sai, lần này ta nghe nói thôn vệ đế quốc muốn tại M quốc cử hành một hồi thịnh hội, cho nên ta tài dự định một lần hành động đảo phá thôn vệ đế quốc. Thần Phong, người thực sự là quá hồ đồ, thôn vệ đế quốc là người có thể đối phó được sao? Diệp lão gia tử ngực tim đập lợi hại. Thần Phong, gia gia ngươi nói không sai, lần này ngươi có thể còn sống trở về hoàn toàn là vận khí, lần sau đừng. Nữa đi trêu chọc thôn vệ đế quốc cái tổ chức này. Võ An Quốc cũng lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, gắp một khối đường thố xương sườn nhét vào trong miệng, nói rằng, sau đó chỉ sợ ta muốn trêu chọc thôn vệ đế quốc cũng trêu chọc không tới, bởi vì thôn vệ đế quốc bị ta tiêu diệt. Ra ra, ta nghĩ các ngươi rất nhanh thì hội thu được tin tức này. Phốc! Bạch lão gia tử nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau. Trực tiếp một ngụm rượu phun tại võ lão gia tử mặt thượng, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Thần Phong, người cái này không phải đang nói đùa chứ? Bị văng vẻ mặt rượu võ lão gia tử, hắn liền lau mặt thời gian đều không để ý tới, khiếp sợ hỏi, Thần Phong, người tướng thôn vệ đế quốc tiêu diệt. Diệp lão gia tử cuối cùng một cái phục hồi tinh thần lại, hỏi Thần Phong, ngươi không có gạt chúng ta. Gặp ba vị lão gia tử cũng không tin, Bạch Tuyết Linh lên tiếng. Tuy rằng nàng không biết thôn vệ đế quốc có lợi hại dường nào. Thế nhưng rời đi M quốc mấy ngày hôm trước, nàng và Diệp Thần Phong chúng nhân cùng nơi thưởng thức một gia vở kịch hay, nàng chính mắt thấy tại hắn nam nhân Diệp Thần Phong một tay bày ra hạ, M quốc biến được một đoàn loạn, thậm chí liền M quốc người thống trị cao nhất cũng bị Diệp Thần Phong đùa xoay quanh. Vì vậy, Bạch Tuyết Linh tướng nàng biết sự tình toàn bộ nói một lần. Lúc này, ba vị lão gia tử là càng chấn kinh rồi. Diệp Thần Phong không chỉ có một lần hành động đảo phá thôn vệ đế quốc. Còn tướng M quốc người thống trị cao nhất đùa xoay quanh. Mấy ngày nay M quốc nhiều lần khủng bố tập kích cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Cái này. Phốc. Lần này đến phiên Diệp lão gia tử phun rượu, hắn vốn là muốn uống một hớp rượu áp áp kinh, nào biết nghe được càng rung động sự tình, miệng hắn trong một ngụm rượu cũng phun đến võ lão gia tử mặt thượng. Võ lão gia tử vẫn như cũ là bất chấp lau mặt, mà Bạch lão gia tử tự lẩm bẩm, có tôn nữ nhất định phải gả cấp Thần Phong a. Chương 627, nếu không chúng ta huấn luyện. Bàn ăn thượng bầu không khí đột nhiên biến được an tĩnh dị thường, ba vị lão gia tử mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, ba người bọn họ lúc này trong lòng tâm tình như phiên giang đảo hải, thôn vệ đế quốc thế nhưng một cái đặc biệt thần bí tổ chức. Ngay cả đại đa số quốc gia đều cầm thôn vệ đế quốc không có biện pháp chút nào. Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực cường hãn là không thể nghi ngờ, nhưng là bọn hắn tịnh không cho là Diệp Thần Phong có thể hủy diệt thôn vệ đế quốc, nhưng hôm nay bọn họ chính tai nghe được sự thật này,
bọn họ không cho là Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh hội cầm chuyện như vậy nói đùa, cho nên cái này ba cái lâu dài cư địa vị cao lão gia tử mới có thể thất thố như vậy. Ba vị lão gia tử không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, bọn họ không có nghĩ đến Diệp Thần Phong đã trưởng thành đến loại trình độ này, Diệp Thần Phong hiện tại tài nhiều ít tuổi. Tương lai Diệp Thần Phong đến cùng có thể đi đến một bước kia. Điều này làm cho ba vị lão gia tử bắt đầu mong đợi lên, dù sao Diệp Thần Phong là Diệp lão gia tử tôn tử, là Võ lão gia tử tôn nữ tế, là Bạch lão gia tử tôn nữ tế, bọn họ đương nhiên là hy vọng tương lai Diệp Thần Phong thành tựu càng cao càng tốt. Võ lão gia tử lau mặt một cái thượng rượu, cảm thán nói rằng, Thần Phong, Võ gia gia ta trước đây quả nhiên không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi tương lai nhất định đứng trên đời giới đỉnh phong thượng, đến lúc đó chúng ta những này lão nhân cả đời thành tựu, căn bản là không có cách gì cùng thành tựu của ngươi đánh đồng. Thần Phong, từ trước thật là ta nhìn lầm, bất quá, hiện tại nếu ngươi cùng với Tuyết Linh, như vậy sau đó bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi, đây là ta hiện tại duy nhất có thể cho hứa hẹn. Bạch lão gia tử có chút áy náy nói rằng, Diệp lão gia tử mặt thượng lộ ra vui mừng chi sắc, nói rằng Thần Phong a. Gia gia ta hy vọng ngươi bình an trưởng thành, tuy rằng ta rất chờ mong nhìn đến ngươi đứng thượng thế giới đỉnh phong ngày nào đó, nhưng ta càng quan tâm là của ngươi sinh mệnh an toàn, sau đó gặp phải chuyện nguy hiểm không nên quá miễn cưỡng bản thân, gia gia ta không thể đủ lại mất đi ngươi. Diệp Thần Phong để xuống đôi đũa trong tay, nói rằng, gia gia, ngươi yên tâm đi, sau đó ta nhất định hội chú ý cho kỹ an toàn. Không hội lại để cho ngươi lo lắng cho ta. Diệp lão gia tử điểm gật đầu, nói rằng, như vậy cũng tốt, mọi người kế tục ăn cơm đi. Ngày hôm nay Thần Phong cùng Tuyết Linh cùng đi tới, đúng chúng ta Diệp gia mà nói coi như là một chuyện vui. Đúng, Trấn Hồng, An Quốc, chúng ta uống rượu, chúng ta uống rượu. Bạch lão gia tử thoải mái giơ chén rượu lên nói rằng. Bạch lão đầu, lần này có thể bị ngươi Bạch Bạch nhặt đi một cái đại tiện nghi a. Ta xem ngươi nằm mơ đều phải bị cười tỉnh. Võ lão gia tử không vui nói. Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí biểu hiện ra là ăn thẳng sung sướng, kỳ thực trong lòng có thể thống khổ lắm. Bởi vì hắn cảm giác được tại dưới đáy bàn thường thường hội bị Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình ngón tay tập kích, hai nàng này xem như là hơi phát tiết một chút. Một bữa cơm ăn là náo nhiệt không gì sánh được, bởi vì Diệp lão gia tử chúng nhân thân vì quốc gia đại nhân vật, trên đầu còn có rất nhiều công tác phải xử lý, cho nên tại ăn cơm xong sau. Diệp gia trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Diệp Thần Phong, Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình cùng Bạch Tuyết Linh. Diệp Thần Phong biết hiện tại muốn cấp Bạch Tuyết Linh cùng Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình hai nàng này quen thuộc thời gian, cho nên hắn cố ý đi lên trên lầu đi, chuẩn bị làm cho các nàng bản thân trước chung sống. Tam nữ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trầm mặc khoảng chừng có chừng 5 phút, Võ Hiểu Phỉ trước lên tiếng, Tuyết Linh, ngươi và Thần Phong tại M Quốc là thế nào gặp phải? Ngươi có thể không thể đủ cho chúng ta nói tường tận nói. Vừa rồi Bạch Tuyết Linh tại bàn ăn thượng tịnh không có nói tới rất nhiều chi tiết, bây giờ nghe Võ Hiểu Phỉ mở miệng nghi vấn. Nàng có chút khẩn trương nắm chặt hai tay, tướng nàng tại M Quốc trải qua hơi cặn kẽ nói một lần. Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình đang nghe Diệp Thần Phong bị đặt ở phế tích hạ, Bạch Tuyết Linh đi phế tích địa phương tìm kiếm Diệp Thần Phong thời gian, hai nàng trong lòng âm thầm vì Diệp Thần Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Các nàng có thể tưởng tượng ra được ngay lúc đó Bạch Tuyết Linh, khẳng định vì tại phế tích trung tìm được Diệp Thần Phong mà tâm tình mất khống, các nàng cảm giác được ra Bạch Tuyết Linh đúng Diệp Thần Phong ái, cũng không so hai người bọn họ thiếu. Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình tương hỗ nhìn nhau liếc mắt. Hai người bọn họ trong lòng ghen tuông dần dần tiêu thất, cũng bắt đầu tiếp thu Bạch Tuyết Linh trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân sự thật này. Ninh Vũ Đình cầm Bạch Tuyết Linh bàn tay, nói rằng, Tuyết Linh, sau đó chúng ta chính là hảo tỉ muội. Tuyết Linh, xem ra ngươi và Thần Phong trong lúc đó duyên phận là đã định trước, yếm đi dạo thời gian dài như vậy, ngươi cuối cùng vẫn trở thành Thần Phong nữ nhân. Võ Hiểu Phỉ khẽ mỉm cười nói. Bất quá, tiếp tục như vậy nữa sau đó không biết Thần Phong muốn cho chúng ta tìm nhiều ít cái tỉ muội ni. Cho nên ta cho là chúng ta phải muốn áp dụng một ít hành động, nếu không Thần Phong một ngày kia thật có hậu cung mỹ nhân 3000. Đến lúc đó đúng chúng ta có thể không là một chuyện tốt. Võ Hiểu Phỉ trầm tư một lát sau tiếp tục nói. Chính xảo bất xảo Diệp Thần Phong vừa vặn từ trên lầu đi xuống, nhún vai.
vừa cười vừa nói, Hiểu Phỉ, ngươi cũng dám lưng ngươi lão công ta dở trò, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì a. Thần Phong, ngươi tới vừa vặn, chúng ta phải muốn cùng ngươi ước pháp tam chương, chúng ta không để ý sau đó ngươi lại có những nữ nhân khác, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Võ Hiểu Phỉ đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp Thần Phong không sao cả ngồi ở tam nữ đối diện, bĩu môi mong chờ, nói rằng, Hiểu Phỉ, ngươi thật đúng là đã cho ta là ngựa giống sao. Ta Diệp Thần Phong có thể không phải cái tùy tiện nam nhân, tốt, các ngươi có điều kiện gì tự cứ việc nói, ta Diệp Thần Phong đối đãi bản thân nữ nhân từ trước đến nay là rất hào phóng. Vì vậy, Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình cùng Bạch Tuyết Linh tam nữ tiến tới cùng nơi, lẫn nhau thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, 3 phút sau. Võ Hiểu Phỉ lên tiếng, Thần Phong, trải qua 3 người chúng ta thương lượng, nếu như sau đó ngươi còn muốn tìm những nữ nhân khác, như vậy nữ nhân kia phẩm cách phải trải qua chúng ta khảo sát, chúng ta cũng không thích có phẩm cách ác liệt người làm chúng ta tỉ muội, chúng ta kỳ vọng bầu không khí là hòa thuận vui vẻ vừa vặn. Cái này là nhất định a, ta cũng không hy vọng bản thân làm tượng cổ đại hoàng đế như vậy, bản thân nữ nhân chỉ biết lục đục với nhau, hòa thuận vui vẻ vừa vặn. Ôn ôn hinh hinh tài tượng là người một nhà thôi. Diệp Thần Phong một tiếng đáp ứng xuống, hắn có thể có được Võ Hiểu Phỉ đẳng như vậy lòng dạ rộng lớn nữ nhân, cái này một chút bé nhỏ không đáng kể yêu cầu, hắn sao có thể đủ không đáp ứng. Dù sao Diệp Thần Phong cũng không thích này không phóng khoáng nữ nhân, này có tâm kế nữ nhân, này suốt ngày quấy rối nữ nhân. 3 vị nương tử, ta đều đòi hỏi của các ngươi điều kiện này, hiện tại nếu không chúng ta huấn luyện, ta lại thật tốt đề thăng thực lực của các ngươi. Diệp Thần Phong hai chân chéo ngẩy không có cái chính đi nói rằng. Nghe vậy, Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình cùng Bạch Tuyết Linh đôi má đồng thời hơi phiếm hồng, các nàng 3 cái có thể đặc biệt rõ ràng Diệp Thần Phong khẩu trung huấn luyện đến cùng là có ý gì. Võ Hiểu Phỉ hiện nay vẫn không thể đủ tiếp thu cùng những nữ nhân khác cùng nơi cùng Diệp Thần Phong làm nam nữ vận động, nàng đệ nhất cái từ trên ghế salon đứng lên. Nói rằng, Thần Phong, ta nhớ kỹ buổi chiều tay thượng còn có một chút công tác, đằng buổi tối trở về ta lại thật tốt cùng ngươi. Tại Võ Hiểu Phỉ sau khi đứng dậy, Ninh Vũ Đình cũng tiếp theo đứng lên, nói rằng, Thần Phong, đợi một lát ta còn muốn đi đón Thiến Thiến tan học ni. Cho nên ta cũng không thể đủ bồi ngươi. Nhìn Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình ly khai phòng khách vội vã hình bóng, Diệp Thần Phong đưa mắt chuyển rời đến duy nhất lưu lại Bạch Tuyết Linh trên người, vừa cười vừa nói, Tuyết Linh. Còn là ngươi tốt với ta à? Nhưng chúng ta tới tốt tốt huấn luyện. Thần Phong, ta muốn về nhà một chuyến nhìn, lại nói tại em mờ quốc ngươi vẫn cùng ta huấn luyện, ta đi bây giờ đường còn có chút đau nhức ni. Bạch Tuyết Linh ngượng ngùng thấp giọng nói rằng. Tuyết Linh, ta nói đùa với các ngươi, ngươi về nhà bồi 3 người cùng ra ngươi đi. Đằng qua vài ngày ta tự mình đi các ngươi Bạch ra một chuyến. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Nhìn đến Diệp Thần Phong ôn nhu săn sóc dáng dấp, Bạch Tuyết Linh nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, có chút không đành lòng, đỏ mặt, thấp giọng nói rằng, Thần Phong, nếu không ta cùng ngươi huấn luyện. Tuyết Linh, ta biết ngươi thiện giải nhân ý, đối với ngươi có thể không để ý tới cảm thụ của ngươi sao? Chờ ngươi bước đi không đau, chúng ta lại tiếp tục huấn luyện đi. Diệp Thần Phong đi tới Bạch Tuyết Linh bên cạnh, tại Bạch Tuyết Linh trắng mịn trên gương mặt hôn một cái. Thần Phong. Cảm ơn ngươi, ta nhất định hội mau chóng điều trị tốt thân thể. Bạch Tuyết Linh ngốc hồ hồ ngượng ngùng nói rằng. Điều này làm cho Diệp Thần Phong không nén nổi cười, mắng một câu, ngươi cái ngốc nữ nhân. Chương 628, không chỉ có khôi phục, còn đột phá. Ngày thứ 2, đường hồng từ từ dần dần mọc lên từ phương đông thời gian, Diệp Thần Phong đã là lên sớm rèn luyện, đêm qua hắn thật tốt trừng phạt một phen Võ Hiểu Phỉ. Hiện tại Võ Hiểu Phỉ còn nằm ở trên giường, cả người xương cốt xốp không lên nổi ni. Diệp Thần Phong dùng trên vai bạch sắc khăn mặt sát mồ hôi trán, thật sâu hít một hơi sáng sớm không khí lạnh như băng, có thể dùng cả người là càng tinh thần chấn hưng. Bây giờ đã là trung tuần tháng 12, lại có hơn 1 tháng thời gian sẽ đến tân niên. Hắn chuẩn bị đẳng qua hết tân niên sau đó, lập tức tiến quân cổ võ giới. Hiện tại thực lực của hắn đã đột phá đến 10 cấp linh hồn lực. Hắn phát hiện 10 cấp linh hồn lực có cải tạo thể chất tuyệt hảo hiệu quả, hắn muốn dùng 10 cấp linh hồn lực trợ giúp phong vệ đội thành viên đề thăng thực lực. Dù sao muốn bước vào cổ võ giới phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Ngày hôm nay Diệp Thần Phong chuẩn bị trước bang tần nghỉ chữa trị thể nội bị tổn thương gân mạch,
mấy ngày nay cùng Tần Nghị ở chung xuống, hắn cảm thấy Tần Nghị là một cái đáng giá kết giao huynh đệ, lại nói Tần Nghị là cổ võ giới chung người, đằng sau này tiến nhập cổ võ giới chung, khả năng còn có rất nhiều địa phương yêu cầu Tần Nghị giúp đỡ. Tại tùy tiện ăn xong rồi một bữa cơm sáng sau, Diệp Thần Phong gọi một cú điện thoại cho Vương Lực, hỏi rõ Vương Lực bọn họ hiện tại sở chỗ ở sau, Diệp Thần Phong tự mở ra hắn chiếc lam sắc Mercedes-Benz kiệu đi xuất phát. Diệp Thần Phong lái xe đi tới kinh thành một chỗ bình thường khu dân cư, vừa rồi tại trong điện thoại Vương Lực đã đem cặn kẽ địa chỉ nói cho Diệp Thần Phong, cho nên Diệp Thần Phong rất nhanh liền đi tới Vương Lực bọn họ nơi ở cổng. Nhấn cửa chuông cửa. Vương Lực rất nhanh mở cửa, thấy là Diệp Thần Phong sau, lập tức nói rằng, Diệp Thiếu, người mau vào đi. Trong phòng khách, Tần Nghị, Lý Á Quốc, Hắc Tâm bọn người tại, trong đó Tần Nghị là nhất đứng ngồi không yên, mặt thượng tràn đầy không gì sánh được hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn lấy xuống phế vật danh hiệu, mấy năm nay hắn bị cười nhạo được rồi. Hắn không nghĩ tới bản thân vẫn có thể có lần nữa khôi phục tu luyện một ngày như vậy. Diệp Thần Phong đi vào phòng khách sau, tịnh không có lập tức bang Tần Nghị trị liệu, mà là trước đúng Lý Á Quốc, nói rằng, Lý ca, nếu ngươi về tới Hoa Hạ Quốc, như vậy ta tại Thắng Thiên Hội Trung an bài cho ngươi một cái chức vị, ngươi thấy thế nào? Lý Á Quốc điểm gật đầu, nói rằng, Diệp huynh đệ, ngươi tùy tiện an bài cho ta là được, muốn không phải của ta sức chiến đấu quá nát vụn, ta ngược lại cũng muốn cùng các ngươi đi cổ võ giới chung đi một lần ni. Kỳ thực ta cũng biết bản thân tương đối thích hợp qua an nhàn một chút sinh hoạt. Lý ca, sau đó người có chuyện gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta tốt, vội vàng cấp ta tìm cái đẹp điểm tẩu tử. Ta chuẩn bị chờ uống ngươi rượu mừng. Diệp Thần Phong cười nói với Lý Á Quốc. Sau đó, Diệp Thần Phong rồi hướng Vương Lực, nói rằng, Vương Lực, mấy ngày nay ngươi liên lạc một chút phong vệ đội cái khác thành viên, bọn họ hiện tại chắc còn ở bản thân lịch lãm. Thông chi bọn họ mau sớm trở lại kinh thành tới, người sẽ giúp ta lưu ý kinh thành có không có so góc vắng vẻ an tĩnh sân huấn luyện muốn bán. Tốt, Diệp Thiếu, Vương Lực một tiếng đáp ứng xuống. Diệp Thần Phong đưa mắt chuyển rời đến Tần Nghị trên người, nói rằng, Tần Nghị, kế tiếp ta đã giúp ngươi chữa trị thể nội bị tổn thương gân mạch, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tần Nghị kích động toàn thân run, nói rằng, lão đại, ta chuẩn bị xong. Ta muốn lấy xuống phế vật danh hiệu, ta muốn nhượng đã từng cười nhạo người của ta hối hận. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi ở trên ghế salon nằm xuống tới. Ta hiện tại đã giúp ngươi bắt đầu trị liệu. Tần Nghị cả người nằm tại trên ghế salon, Diệp Thần Phong vươn tay đặt tại Tần Nghị ngực, linh hồn lực xuyên thấu qua bàn tay xông vào Tần Nghị thể nội, cảm giác Tần Nghị thể nội các nơi bị tổn thương gân mạch, quả thực là bị hư hao cùng bế tắc rối tinh rối mù. Với lại bị hao tổn trình độ còn đang mỗi ngày chuyển biến xấu, nếu như trễ chữa trị lời nói. Sợ rằng Tần Nghị lại có 1 đến 2 năm thời gian sẽ biến thành một cái người thực vật. Diệp Thần Phong từ trên người lấy ra tùy thân mang theo châm cứu bao, rút ra 7 căn ngân châm, lợi dụng cái bật lửa đơn giản khử độc thoáng cái, ngón tay nắm bắt ngân châm. Linh hồn lực quán chú đến ngân châm bên trong, bởi Diệp Thần Phong linh hồn lực đến 10 cấp, đồng thời đặc biệt tinh thuần. Cho nên ngân châm bị linh hồn lực bao khỏa sau đó, dường như bị một tầng xương trắng cấp bọc lại, nếu là không tỉ mỉ nhìn, tại Diệp Thần Phong ngón tay gian căn bản nhìn không thấy ngân châm tồn tại. 7 căn bị rót vào linh hồn lực ngân châm, phân biệt đâm vào Tần Nghị trái tim chu vi, Diệp Thần Phong lại dùng bàn tay đặt tại Tần Nghị trên bụng, linh hồn lực cuồn cuộn không ngừng quán chú đến Tần Nghị thể nội. Tần Nghị cảm giác hắn trái tim nhảy lên tần suất càng lúc càng nhanh, trong cơ thể một hồi lạnh. Một hồi nhiệt, đặc biệt khó chịu, dạ dày bên trong phiên giang đảo hải, có loại muốn nôn mửa xung động. Tần Nghị trong da chảy ra rất nhiều hắc sắc sình sạch vật, nhìn qua những người rất buồn nôn, Diệp Thần Phong không riêng gì tại bang trợ Tần Nghị chữa trị bị tổn thương gân mạch, thuận tiện đang lợi dụng 10 cấp linh hồn lực đề cao Tần Nghị thể chất. 30 phút sau, Diệp Thần Phong mồ hôi trên trán là càng tới càng dày đặc, mà Tần Nghị cảm giác thể nội cũng càng ngày càng khó bị. Phảng phất có vô số con kiến tại gặm cắn hắn gân mạch, nhưng hắn có loại chết đi sống lại cảm giác, trên người y vật hoàn toàn bị hắc sắc sình sạch vật cùng mồ hôi cấp thâm ướt. Dạ dày bên trong bốc lên là càng lợi hại, Tần Nghị là cũng chịu không nổi nữa, từ khẩu trung phun ra một hơi hắc sắc vật chất, cả người sắc mặt biến được có chút tái nhợt, trong miệng hô hấp thoáng có vẻ dồn dập.
Diệp Thần Phong nhìn đến Tần Nghị khẩu trung phun ra hắc sắc vật chất sau đó, hắn dùng linh hồn lực cảm giác thoáng cái Tần Nghị thể nội tình trạng, phát hiện Tần Nghị thể nội gân mạch đã hoàn toàn bị khơi thông cùng chữa trị, vì vậy Diệp Thần Phong tướng đặt tại Tần Nghị trên bụng bàn tay rời đi, đồng thời tướng 7 căn ngân châm cũng lần lượt rút xuống. Tần Nghị, bên trong cơ thể ngươi bị tổn thương gân mạch đã chữa trị, ta thuận tiện giúp ngươi đề cao thoáng cái thể chất, thực lực của ngươi bây giờ nên đạt được thiên giai trung phẩm. Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực cũng tiêu hao không ít. Nằm trên ghế salon Tần Nghị còn không có bản thân cảm giác thoáng cái thể nội tình trạng, nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau đó, hắn lập tức tăng lên thoáng cái thể nội chân kình chi lực. Chân kình chi lực chút nào không ngăn trở tăng lên tới hoàng giai thượng phẩm, sau đó là huyền giai thượng phẩm, lại sau đó là địa giai thượng phẩm, cuối cùng vững vàng dừng lại tại thiên giai trung phẩm trình tự. Phải biết rằng 3 năm trước đây Tần Nghị đang bị phế đi trước, thực lực của hắn cũng chỉ có đạt được thiên giai hạ phẩm trình tự, lúc này đây Diệp Thần Phong bang hắn chữa trị bị tổn thương gân mạch, hắn chỉ là ôm có thể lần nữa tu luyện nguyện vọng, không nghĩ tới hắn lão đại Diệp Thần Phong, không chỉ bang hắn chữa trị kinh mạch bị tổn thương, còn giúp hắn khôi phục sảng khoái sơ thực lực, đồng thời nhượng thực lực của hắn đề cao một tầng. Cái này, điều này làm cho Tần Nghị không có cách gì biểu đạt thời khắc này cảm kích tâm tình. Tần Nghị vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, không chút do dự hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống, mặt thượng là cảm ơn thần sắc, lão đại, ngươi nghìn vạn không để cho ta đứng lên, nếu không ta Tần Nghị buổi tối nhất định phải không ngủ yên giấc. Người khác thường nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nhưng là hôm nay ta phải muốn hướng lão đại ngươi quỳ xuống, trừ lần đó ra, ta không biết nên dùng phương thức gì tới cảm giác tạ lão đại ngươi, sau đó chỉ cần là ta Tần Nghị có thể làm được sự tình. Dù cho lão đại nhượng ta đi khiêu vách đá vạn trượng. Nếu như ta Tần Nghị hội một chút nhíu mày, như vậy ta Tần Nghị tựu không phải người đàn ông. Tốt, Tần Nghị, người đường đường một đại nam nhân, như ngươi vậy kiểu không già mồm cãi láo. Ta đều đã nói, ngươi nếu gọi ta một tiếng lão đại, như vậy ta cái này lão đại cũng không thể đủ nhìn ngươi trầm luân đi xuống đi. Ngươi nha, vội vàng cấp ta từ dưới đất đứng lên. Nếu không ta cần phải đem ngươi cái này tiểu đệ đuổi ra khỏi nhà. Diệp Thần Phong cười mắng nhẹ nhàng đá một cước Tần Nghị đại thối. Tần Nghị cái này tài cuống quýt từ dưới đất đứng lên, nói rằng, lão đại, nguyên bản ta còn tưởng rằng cho dù chữa trị gân mạch, thực lực của ta như cũ chỉ là hội dừng lại tại hoàng giai trình tự. Ai biết đạo lão đại ngươi không chỉ khôi phục ta thiên giai hạ phẩm thực lực, còn nhượng ta đột phá đến thiên giai trung phẩm, lão đại, ngươi chính là Ngưu B.A. Tần Nghị, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ nên đi tắm sao? Diệp Thần Phong nghe Tần Nghị lải nhải, bất đắc dĩ lắc đầu hỏi. Tần Nghị nhìn trên người mình sình sạch hắc sắc vật chất, nghe lên còn có chút thối hoắc, vội vàng nói, lão đại, ta sẽ đi ngay bây giờ tắm, ta sẽ đi ngay bây giờ tắm. Chương 629, đây là muốn quét ngang cổ võ giới tiết tấu. Tần Nghị hoa chừng 5 phút thời gian. Ở bên trong phòng tắm vội vàng giặt xong một cái tắm, chỉ mặc một điều góc bẹt quần sóc tựu từ trong phòng tắm đi ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, có thiên giai trung phẩm thực lực cảm giác chính là tốt, đón lấy cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại cổ võ giới chung đi. Ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong nhìn đến Tần Nghị cái này cao hứng dáng dấp, thuận miệng nói rằng, nếu không ngươi gân mạch trường kỳ bị hao tổn, dẫn đến thể chất của ngươi đại mức độ giảm xuống. Ta phỏng chừng có thể trực tiếp nhượng ngươi đột phá đến thiên giai thượng phẩm trình tự. Thiên giai thượng phẩm, Tần Nghị trong miệng lẩm bẩm, mặt thượng dáng tươi cười thu liếm, không nén nổi mắng, dựa vào, lão đại, không được, hiện tại ta trong lòng là hoàn toàn không thăng bằng, thiên giai thượng phẩm thế nhưng thuộc về cổ võ giới chung đứng đầu thực lực, đằng lần này trở lại cổ võ giới chung, ta muốn nhượng trước đây phế đi ta cái kia tôn tử, cũng thật tốt phẩm thường biến thành phế vật tư vị. Một bên Vương Lực Đảng 4 gã phong vệ đội thành viên, thực lực của bọn họ ở vào địa giai thượng phẩm đỉnh phong, thậm chí đã mơ hồ muốn đột phá đến thiên giai hạ phẩm. Bốn người bọn họ nhìn đến Tần Nghị được sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong, không những khôi phục sảng khoái sơ thực lực, nhưng lại nhận được đột phá, bốn người bọn họ trong ánh mắt lập tức lộ ra khát vọng quang mang. Diệp Thần Phong vừa nhìn Vương Lực đám người biểu tình, hắn liền đoán được Vương Lực chúng nhân ý nghĩ trong lòng, Vương Lực. Các ngươi cũng rất nhanh thì có thể đột phá đến thiên giai, ta nhượng ngươi thông chi phong vệ đội thành viên trở lại kinh thành, chính là muốn trợ giúp các ngươi mọi người đề thăng thực lực, cho nên các ngươi cũng không cần ước ao Tần Nghị. Cảm tạ Diệp thiếu,
Cảm tạ Diệp Thiếu, cảm tạ Diệp Thiếu, cảm tạ Diệp Thiếu. Vương Lực chúng nhân vội vàng một cái kình nói lời cảm tạ, đối với bọn hắn mà nói có thể đề thăng thực lực, so tìm được mỹ nữ tuyệt sắc làm vợ đều muốn vui vẻ. Thời gian phi khoái, một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Tại trong ba ngày này, Vương Lực bang Diệp Thần Phong tại kinh ngoài ngoại ô tìm được rồi một chỗ muốn bán đi sân huấn luyện, Diệp Thần Phong trực tiếp tướng chỗ sân huấn luyện cấp mua lại, đồng thời phong vệ đội thành viên cũng lục tục về tới kinh thành, Diệp Thần Phong để cho bọn họ trực tiếp đi hướng kinh ngoài ngoại ô sân huấn luyện. Chỗ này sân huấn luyện chiếm diện tích đặc biệt to lớn, 87 tên phong vệ đội thành viên đã toàn bộ đến nơi này, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cũng ở trong đó, bọn họ hai cái liền ra môn khẩu đều không có bước vào tự lập tức đi tới nơi này. Bởi vì bọn họ biết được Diệp Thần Phong muốn đề thăng thực lực của bọn họ, chuyện tốt bực này bọn họ làm sao có thể làm trễ nái. 87 tên phong vệ đội thành viên thật chỉnh tề lập đội ngũ, Tần Nghị, Hắc Tâm cùng Hắc Hùng cái này ba cái không thuộc về phong vệ đội thành viên, bọn họ đứng ở đội ngũ sau cùng mặt. Nhìn Diệp Thần Phong còn chưa tới đặt sân huấn luyện, Diệp Đông Kiện bàn tay vỗ vỗ đứng tại hắn bên trái Vương Lực, hỏi, Vương Lực. Lần này các ngươi cùng Thần Phong cùng nơi đến nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, các ngươi có không có trải qua cái gì sinh tử nguy hiểm? Chu Vi nghe được Diệp Đông Kiện nghi vấn phong vệ đội thành viên, bọn họ cũng một đám tò mò nhìn chăm chú vào Vương Lực, bọn họ những này người không có cơ hội cùng Diệp Thần Phong cùng đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng bọn hắn rất muốn biết Diệp Thần Phong cùng Vương Lực đám người nhiệm vụ lần này toàn bộ trải qua. Chúng ta lần này cần lưu lại nơi này chỗ sân huấn luyện, tối thiểu muốn một tháng, Diệp Thiếu nhượng ta chuẩn bị một tháng thức ăn nước uống. Chỗ này sân huấn luyện trong vừa vặn có dừng chân gian phòng. Cho nên ta và Diệp Thiếu tại M Quốc trải qua sự tình, đẳng đến buổi tối ta sẽ chậm chậm nói cho các ngươi nghe. Vương Lực đúng Chu Vi hiếu kỳ nhìn chăm chú vào hắn phong vệ đội thành viên nói rằng. Nguyên bản Diệp Đông Kiện còn nghĩ phải tiếp tục truy vấn, thế nhưng Diệp Thần Phong lam sắc Mercedes-Benz kiệu đi, vững vàng đi lái vào sân huấn luyện bên trong. Diệp Thần Phong mở cửa xe từ trên xe đi xuống, đứng ở phong vệ đội thành viên trước mặt, nhìn dưới một đám phong vệ đội thành viên. Diệp Thần Phong hỏi, phong vệ đội thành viên tất cả đến đông đủ chưa? Đến đông đủ, phong vệ đội thành viên chỉnh tề vang dội hồi đáp. Diệp Thần Phong khá vì hài lòng điểm gật đầu, nói rằng, các ngươi nên từ Vương Lực khẩu trung đã biết, ta gấp như vậy cho các ngươi trở về mục đích đi. Đúng, ta là phải giúp trợ các ngươi đề thăng thực lực, bất quá, dùng ta bây giờ năng lực chỉ có thể mỗi ngày trợ giúp ba người, đến nỗi các ngươi có thể đề thăng nhiều ít. Cái này muốn nhượng mỗi người các ngươi vốn là thân thể tố chất. Cho nên, tại kế tiếp thời gian một tháng trong, các ngươi cũng phải muốn tại sân huấn luyện trong vượt qua, ta cũng hội lưu lại cùng các ngươi có ý kiến gì không? Diệp Thần Phong thanh âm vang dội mà lại hồn hậu. Không có, phong vệ đội thành viên lại một lần nữa chỉnh tề vang dội giống to. Như vậy cũng tốt, như vậy hiện tại chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi. Có người nào muốn đệ nhất cái để thăng thực lực? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Tay mắt lanh lẹ Diệp Đông Kiện, đệ nhất cái giơ tay lên, nói rằng ta muốn đệ nhất cái để thăng thực lực. Tốt, vậy thì ngươi trước để thăng thực lực đi. Diệp Thần Phong lúc này sắm vai là phong vệ đội huấn luyện viên, cho nên hắn tịnh không có xưng hô Diệp Đông Kiện vì tiểu thúc. Ngươi cấp ta ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, Diệp Thần Phong đúng Diệp Đông Kiện phân phó nói. Diệp Đông Kiện không do dự tự ngồi trên chiếu, Diệp Thần Phong hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Diệp Đông Kiện không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hắn hiện tại trong lòng chỉ là muốn đề thăng thực lực, đề thăng thực lực. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay đặt tại Diệp Đông Kiện đỉnh đầu thượng, nhu hòa linh hồn lực bắt đầu từ Diệp Thần Phong bàn tay trung thẩm thấu đi ra, chậm rãi từ đỉnh đầu dưới vào Diệp Đông Kiện thân thể trong, chung quanh phong vệ đội thành viên đều ngừng thở. Nhìn trước mắt Diệp Thần Phong nhất cử nhất động. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 20 phút trôi qua, Diệp Thần Phong trên trán bốc lên ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, mà ngồi dưới đất nhắm mắt lại Diệp Đông Kiện, hắn đột nhiên cảm giác cái bụng rất đau, ngay từ đầu còn có thể chịu được, nhưng là bây giờ hắn là không thể nhịn được nữa. Chỉ nghe thấy bất, một tiếng, từ Diệp Đông Kiện mông dưới truyền ra, chu vi hết sức chuyên chú phong vệ đội thành viên chợt bưng kín mũi. Có người nói cái này Diệp Đông Kiện cũng quá không có thưởng thức đi. Lại vào lúc này đánh giám, với lại phóng thí còn như thế xú.
còn muốn không để cho chúng ta sống. Ngồi dưới đất Diệp Đông Kiện cũng là mặt đỏ không gì sánh được, may mắn là ở đây không có bất kỳ một cái nào nữ tính, nếu không hắn thật muốn tìm điều địa Phùng Toản đi xuống. Bất, 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 vừa một cái thí còn không có ở trong không khí hoàn toàn tiêu tán, Diệp Đông Kiện lại liên tiếp thả ba cái thí, Diệp Thần Phong đặt tại đỉnh đầu hắn bàn tay rời, nói rằng cái này là bình thường hiện tượng, đây là đang bài trừ bên trong cơ thể ngươi tạp chất, phỏng chừng ngươi còn muốn kéo cái một ngày thời gian, thực lực của ngươi đã đề thăng xong rồi, ngươi nên đột phá đến thiên giai trung phẩm trình tự. Ngồi dưới đất Diệp Đông Kiện nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, hắn hiện tại bất chấp có tăng lên hay không thực lực. Trên trán là không ngừng bốc lên ra mồ hôi lạnh, một tay bụng mông, trực tiếp hướng sân huấn luyện nội phòng ốc bôn chạy tới, chuẩn bị đi đại kéo đặc biệt kéo một phen. Mấy ngày hôm trước Diệp Thần Phong bang Tần Nghị để thăng thực lực thời gian, Tần Nghị thể nội tạp chất là từ da lỗ chân lông trung tống ra tới, mà lần này Diệp Đông Kiện tắc là thông qua một loại phương thức khác bài tiết, cái này đều phải cần nhìn cái thể chất của con người. Kế tiếp, ai muốn cái thứ hai để thăng thực lực? Diệp Thần Phong nhìn phong vệ đội thành viên hỏi. Phong vệ đội thành viên tại kiến thức Diệp Đông Kiện mất mặt dáng dấp sau, bọn họ một đám bắt đầu lộ vẻ do dự, có thể cuối cùng vẫn không chống cự nổi thực lực tăng lên mê hoặc. Vương Lực đứng dậy nói rằng, Diệp Thiếu, ta tới. Diệp Thần Phong đồng dạng là nhượng Vương Lực ngồi trên chiếu, dùng bàn tay đặt tại Vương Lực đỉnh đầu, bất quá, Vương Lực bài tiết phương thức giống như Tần Nghị, đều là từ trong da mặt tống ra hắc sắc sình sạch vật. Cuối cùng Vương Lực thực lực tăng lên tới thiên giai thượng phẩm sơ kỳ, trong cơ thể hắn khí tức còn đặc biệt không ổn định, chỉ là đặc biệt miễn cưỡng đột phá đến thiên giai thượng phẩm. Diệp Thần Phong vội vàng hướng Vương Lực, nói rằng, Vương Lực, ngươi bây giờ lập tức khống chế thể nội chân kình chi lực, bản thân chậm chậm điều tức, tướng thực lực của ngươi vững chắc tại thiên giai thượng phẩm trình tự, nếu không dùng ngươi bây giờ loại trạng thái này, rất có thể rơi xuống đến thiên giai trung phẩm đỉnh phong trình tự. Ở đây phong vệ đội thành viên nhìn đến Vương Lực thoáng cái từ địa giai thượng phẩm đỉnh phong đột phá đến thiên giai thượng phẩm, điều này làm cho mọi người là cuồng nhiệt lên, một đám phía sau tiếp trước muốn nhượng Diệp Thần Phong giúp bọn hắn để thăng thực lực. Trong nháy mắt, nửa tháng đã qua. Tại cái này nửa tháng trong kém nhất cũng từ địa giai đột phá đến thiên giai hạ phẩm, tại phong vệ đội chung trên căn bản là mỗi ngày hội sinh ra ba cái thiên giai cao thủ. Điều này làm cho từ cổ võ giới chung đi ra Tần Nghị triệt để thăng mục kết thiệt, lúc nào thiên giai cao thủ biến được không đáng giá như vậy. Hắn từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ dần dần biến được chết lặng, cứ theo đà này hắn biết phong vệ đội sở hữu thành viên đều sẽ trở thành thiên giai cao thủ. Tần Nghị đã có chút không dám tưởng tượng, đằng sau đó Diệp Thần Phong mang theo hơn 80 tên thiên giai cao thủ tiến nhập cổ võ giới, đến cùng hội tại cổ võ giới chung nhấc lên vô cùng to lớn gợn sóng. Cái này đẳng lực lượng cường hãn, thật chẳng lẽ muốn quét ngang cổ võ giới không được sao? Chương 630, Bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu. Một tháng vội vã trôi qua. 87 tên phong vệ đội thành viên chút nào không ngoại lệ toàn bộ đột phá đến thiên giai trình tự, trong đó 20 người ở vào thiên giai hạ phẩm trình tự, 60 người ở vào thiên giai trung phẩm trình tự, 7 người ở vào thiên giai thượng phẩm trình tự. Đột phá đến thiên giai hạ phẩm phong vệ đội thành viên tư chất hơi kém một ít, có thể đột phá đến thiên giai trung phẩm phong vệ đội thành viên tư chất thuộc về thông thường phạm trù, mà có thể miễn cưỡng đột phá đến thiên giai thượng phẩm phong vệ đội thành viên tư chất tác thuộc về nhất lưu. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chỉ đột phá đến thiên giai trung phẩm đỉnh phong, bất quá, lần này Vương Lực đẳng 7 tên phong vệ đội thành viên có thể tiến nhập thiên giai thượng phẩm trình tự, đã là một cái khá vô cùng sự tình. Tại một tháng này trong, Diệp Thần Phong ngoại trừ bang phong vệ đội thành viên để thăng thực lực bên ngoài, còn giúp Hắc Tâm cùng Hắc Hùng thể nội kích phát ra chân kình chi lực. Hắc Tâm thực lực nguyên bản tựu không kém, cho dù thể nội không có chân kình chi lực, thực lực của hắn cũng muốn so thiên giai trung phẩm cao thủ cao hơn một bậc, mà Hắc Hùng tắc là muốn yếu hơn không ít, hắn vốn là thực lực tối đa cùng địa giai hạ phẩm cao thủ ngang hàng. Diệp Thần Phong tại kích thích ra Hắc Tâm cùng Hắc Hùng thể nội chân kình chi lực đồng thời, còn thuận tiện giúp bọn họ tăng lên thân thể một cái các phương diện cơ năng, Hắc Tâm bởi vốn là thực lực đặt ở nơi nào, trực tiếp đột phá đến thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, mà Hắc Hùng tắc là miễn cưỡng đột phá đến thiên giai hạ phẩm thực lực. Dù sao Hắc Hùng vốn là thực lực chỉ giống như là địa giai hạ phẩm cao thủ,
hắn thoáng cái có thể vượt qua ba cái trình tự tiến nhập thiên giai hạ phẩm, coi như là một chuyện tốt tình. Kinh ngoài ngoại ô sân huấn luyện trong. Diệp Thần Phong một tháng này tới nay, có thể nói là bận rộn hôn thiên ám địa, mỗi ngày trong cơ thể hắn linh hồn lực hầu như đều là tiêu hao hầu như không còn, bất quá, khi hắn nhìn đến từ trong tay mình chế tạo ra một cái lại một cái thiên giai cao thủ, hắn trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, bây giờ hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, chỉ còn chờ tân niên qua đi, chính thức bước vào cổ võ giới chung. Diệp Thần Phong nằm tại sân huấn luyện bên cạnh một khối trên sân cỏ. Trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, híp hai con ngươi, đang nhìn bầu trời chung mặt trời, phong vệ đội thành viên tắc là tại trong sân huấn luyện khoác lác đánh thí, thỉnh thoảng tỉ thí với nhau luận bàn, bọn họ những này người còn đắm chìm trong đề thăng thực lực sau trong vui sướng ni. Tần Nghị đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh ngồi xuống, mặt thượng là cực độ lấy lòng thần sắc. Mấy ngày nay hắn tại Diệp Thần Phong trên người là chứng kiến một lần lại một lần kỳ tích. Tại cổ võ giới chung một cái môn phái có thể có được 30 tên thiên giai trình tự đệ tử, cũng đã thuộc về là nhất lưu môn phái, có thể Diệp Thần Phong hiện tại thuộc hạ có hơn 80 tên thiên giai cao thủ, đây quả thực là ngưu bê không thể đủ lại ngưu bê. Tần Nghị đùa vừa cười vừa nói, lão đại, người có thể không thể đủ sẽ giúp ta đề thăng thực lực. Hay nhất cũng cho ta tiến nhập thiên giai thượng phẩm trình tự. Phi. Diệp Thần Phong tức giận tướng khẩu trung ngậm cỏ xanh ói ra đi ra ngoài. Nói rằng, Tần Nghị, ngươi cho là thực lực là nói đề thăng là có thể tăng lên sao? Ta cái này loại trợ giúp người khác đề thăng thực lực phương pháp, tại trên người một người chỉ có thể dùng một lần, đến lần thứ hai tự hầu như không có hiệu quả, người hay là dùng điểm tâm tư bản thân đề thăng thực lực đi. Tần Nghị mặt thượng cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, hắn đã sớm đoán được là cái kết quả này, tiếp tục nói, lão đại. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi cùng nơi trở lại cổ võ giới chung, thủ hạ của ngươi thế nhưng có hơn 80 tên thiên giai cao thủ ni a. Coi như là cổ võ giới chung nhất lưu thế lực cũng phải cấp ngươi nhường đường. Ong 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 ong. Diệp Thần Phong điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động lên, khi nhìn đến là Diệp lão gia tử đánh tới sau đó, hắn vội vã chuyển được, này, ra ra, ngươi có chuyện tìm ta. Thần Phong. Tiểu tử ngươi vừa mới trở lại kinh thành không bao lâu, tự lại biến mất cho ta một tháng. Ta nghe nói Đông Kiện cùng Khôn Minh cũng trở lại kinh thành. Hiện tại cùng với ngươi, Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng hỏi. Ân, ra ra, tiểu thúc cùng võ thúc thúc là ở chỗ này của ta. Diệp Thần Phong trở lại đạo. Thần Phong, tối hôm nay ngươi trở lại cho ta một chuyến, những Đông Kiện cùng Khôn Minh cũng cùng nơi trở về. Ngày mai chúng ta Hoa Hạ quốc cùng đảo quốc muốn cử hành một hồi bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, đây cũng là đảo quốc luôn mãi thỉnh cầu hạ. Chúng ta tài đến lúc đáp ứng. Bất quá, chúng ta cũng biết đảo quốc này quy nhi tử khẳng định bất an hảo tâm gì, bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu tại binh vương trong căn cứ cử hành, người có thể đừng nói cho ra ra ta. Người ngày mai không rảnh. Nghe Diệp lão gia tử thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, Diệp Thần Phong vội vàng nói, ra ra. Vừa vặn ngày mai ta cũng không có chuyện gì, ta có thể hay không để cho ta thuộc hạ người cũng đi xem ngày mai bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu. Bọn họ đều là trước kia binh vương tổ thành viên, vừa vặn có thể cho bọn họ hồi binh vương căn cứ nhìn. Cái này đương nhiên là không thành vấn đề, chúng ta đây có thể nói xong rồi, tối hôm nay nhớ về ăn cơm chiều, người võ gia gia cùng bạch gia gia đều muốn tới chúng ta Diệp gia ni. Diệp lão gia tử gặp Diệp Thần Phong đáp ứng sau đó. Hắn lại dặn dò một phen sau, liền cúp điện thoại. Diệp Thần Phong nguyên do muốn dẫn phong vệ đội thành viên cùng đi quan khán ngày mai bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, thuần túy chỉ là muốn nhường phong vệ đội thành viên buông lỏng một chút tâm tình mà thôi. Bây giờ bộ đội đặc chủng thực lực tại phong vệ đội trước mặt, quả thực là tiểu nhi khoa trung tiểu nhi khoa. Bất quá, bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu tại binh vương trong căn cứ cử hành. Cũng vừa vặn mượn cơ hội này nhượng vương lực đẳng trước kia binh vương tổ thành viên hồi đi xem. Diệp Thần Phong từ trên sân cỏ đứng lên, quát dẹp đường, phong vệ đội sở hữu thành viên, lập tức cấp ta tập hợp. Trên sân huấn luyện phong vệ đội thành viên đang nghe Diệp Thần Phong mệnh lệnh sau, trước tiên lập đội ngũ chỉnh tề, Tần Nghị, Hắc Tâm cùng Hắc Hùng vẫn như cũ là đứng ở đội ngũ sau cùng mặt. Các vị huynh đệ, bây giờ thực lực của các ngươi cũng phải đến đại mức độ tăng lên. Tối thiểu tại trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào lần thứ hai nhận được đột phá. Đằng tân niên qua đi, chúng ta sẽ chính thức tiến quân cổ võ giới. Trước đó, chúng ta chỉ cần hoan hoan hỉ hỉ,
dễ dàng qua hết cái này tân niên. Ta vừa biết được một tin tức, ngày mai chúng ta Hoa Hạ quốc cùng đảo quốc tướng tổ chức một hồi bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, địa điểm chính là tại binh vương căn cứ, cho nên ta dự định mang bọn ngươi cùng đi xem. Đối với các ngươi bây giờ mà nói, cái này loại cấp bậc giao lưu thi đấu, cũng thuần túy chỉ có sẵn xem xét giá trị, có ai ngày mai không muốn đi có thể nói ra. Diệp Thần Phong nhìn dưới một đám phong vệ đội thành viên, đại đa số phong vệ đội thành viên nguyên bản nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, lại nói binh vương căn cứ đối với bọn hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa, bọn họ cũng thừa dịp cơ hội lần này chính xong trở về nhìn, dù sao nơi đó là bọn họ đã từng phấn đấu cùng phấn đấu địa phương. Diệp Thần Phong nhìn đến không ai đưa ra ý kiến phản đối tới, hắn liền nói rằng tốt, sáng mai ta sẽ phái xe tới đón các ngươi có chuyện gì hay không tình muốn nói. Nếu như không có, tự tản đi. Đứng tại đội ngũ mặt sau cùng Hắc Tâm đứng dậy, Hắc Hùng theo sau lưng Hắc Tâm, mang mặt nạ Hắc Tâm, nói rằng, Diệp Thần Phong, ta cũng muốn gia nhập ngươi phong vệ đội, thực lực của ta là ngươi tăng lên, sau đó ta Hắc Tâm tự nguyện nghe lời ngươi phân phó. Diệp Thiếu, ta cũng muốn gia nhập phong vệ đội, còn thỉnh Diệp Thiếu ngài cho phép. Hắc Hùng rất cung kính nói rằng, hắn trong lòng cũng bắt đầu chậm chậm đúng Diệp Thần Phong sản sinh sùng kính. Khi nhìn đến Hắc Tâm cùng Hắc Hùng đứng ra sau, Tần Nghị cũng gấp bận đứng dậy, nói rằng, lão đại, ta Tần Nghị có thể là tiểu đệ của ngươi, liền Hắc Tâm cùng Hắc Hùng đều muốn gia nhập phong vệ đội, ta Tần Nghị không có không gia nhập đạo lý a. Lão đại ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta đi. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, nói rằng, nếu các ngươi nghĩ muốn gia nhập phong vệ đội, như vậy ta kia có không đồng ý đạo lý. Từ hôm nay trở đi, Tần Nghị, Hắc Tâm cùng Hắc Hùng, ba người các ngươi cũng là phong vệ đội thành viên. Từ đó, phong vệ đội thành viên từ 87 người tăng đến 90 người, thiên giai hạ phẩm thành viên có 21 người, thiên giai trung phẩm thành viên có 61 người, thiên giai thượng phẩm thành viên có 8 người. Phong vệ đội thành viên một đám ánh mắt tràn ngập kính úy nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, bọn họ biết mình có thể có hôm nay thực lực, toàn bộ là bởi vì Diệp Thần Phong, lại mà nghĩ đến tân niên qua đi, bọn họ sẽ chính thức tiến quân cổ võ giới, bọn họ trong lòng tự kích động vạn phần, bọn họ còn không biết cổ võ giới bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Có thể hay không có càng cao thủ lợi hại tồn tại. Trong lòng tràn đầy vô tận hy vọng. Chương 631, ước ao không đến. Mắt thấy lại có nửa tháng sẽ đến tân niên thượng, Diệp Thần Phong từ trong túi lấy ra một chương tồn có một ức ngân hàng tạp, nhét vào Vương Lực trong tay, nói rằng, Vương Lực, cái này trương thẻ ngân hàng có một ức nhân dân tệ, tân niên thượng các huynh đệ nhất định phải mua ít đồ, lại nói rất nhiều huynh đệ đều có gia đình của mình, người đem thẻ ngân hàng tiền phân phối một chút, người cũng không nên cự tuyệt ta cái này lần hảo ý. Tiền, đối với bây giờ Diệp Thần Phong mà nói thuần túy chỉ là một con số. Có hậu tử cùng Lý Bàn Tử bang hắn đang xử lý chuyện buôn bán tình, Diệp Thần Phong bây giờ hàng năm thu nhập là rất khả quan, một cái ức nhân dân tệ đối với hắn mà nói quả thực là chín châu mất sợi lông, lại nói hắn đối đãi huynh đệ của mình từ trước đến nay là rất hào phóng. Tại tướng ngân hàng tạp giao cho Vương Lực sau đó, Diệp Thần Phong liền dẫn Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hồi Diệp ra, phong vệ đội thành viên nhìn đến Diệp Thần Phong lái xe dần dần tiêu thất ở trong tầm mắt sau. Một gã phong vệ đội thành viên, nói rằng, Lực ca, hiện tại ta cảm thấy trước đây rời khỏi binh vương tổ, theo Diệp Thiếu là ta đời này chính xác nhất một lần lựa chọn, Diệp Thiếu không chỉ có giúp chúng ta tăng lên thực lực, tại kinh tế thượng cũng không có thiệt thòi đợi chúng ta, sau này coi như là vì Diệp Thiếu ném ta cái mạng này. Ta cũng là cam tâm tình nguyện. Đúng, Diệp Thiếu là một cái trọng tình trọng nghĩa người, Diệp Thiếu đợi chúng ta như huynh đệ, chúng ta càng không thể đủ nhượng Diệp Thiếu thất vọng rồi. Theo Diệp Thiếu ngày tài kêu trời tử a, ta thật mẹ nó cảm thấy lấy trước sống uổng lâu như vậy. Phong vệ đội thành viên sôi nổi mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong ở trong lòng bọn họ địa vị đã là thâm căn cố đế, cho dù lúc này Diệp Thần Phong để cho bọn họ đi khiêu vách núi, sợ rằng người ở chỗ này liền chân mày cũng sẽ không đi nhíu một cái. Tốt, các vị, nếu cái này thẻ ngân hàng một ức là Diệp Thiếu cho chúng ta, như vậy chúng ta liền đem cái này một ức cấp phân. Đây cũng là chúng ta thu nhập nhiều nhất một năm. Vương Lực vừa cười vừa nói. Ta ra vợ đã sớm đòi nhường ta giúp nàng mua một chỉ LV bao, nghe nói LV bao tốt mấy vạn tới, lần này cuối cùng cũng có thể cấp ta ra vợ một kinh hỉ. Cũng không phải sao,
Trước đây tại Minh Vương Tổ thu nhập mặc dù nói cũng xem là không tệ. Nhưng là căn bản mua không nổi này xa xỉ ngoạn ý, lần này tân niên thượng cuối cùng cũng không cần phải nghe lão bà của ta càm giảm. Phòng vệ đội thành viên mặt thượng đều lộ ra nụ cười vui mừng, trong lòng đã tại kế hoạch cấp người nhà của bọn họ một kinh hỉ. Diệp Thần Phong lam sắc Mercedes-Benz kiệu đi chỉ có thể ngồi xuống hai người, cho nên Diệp Thần Phong lúc rời đi, lái đi là Vương Lực một chiếc xe Jeep, Diệp Đông Kiện ngồi ở phó điều khiển thượng, Võ Khôn Minh ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Diệp Đông Kiện vừa cười vừa nói, Thần Phong, người xuất thủ có thể thật là rộng rãi, một ước nói cầm đi ra ngoài liền lấy ra đi. Mắt thấy tân niên lập tức phải đến, vậy là ngươi không phải cũng cho tiểu thúc ta phát điểm tiền xài vặt. Tiểu thúc ta không cần phải một ước, chỉ cần có cái vài trăm vạn hoa hoa là được. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Võ Khôn Minh nghe được Diệp Đông Kiện lời nói này, hắn cũng tức khắc tinh thần tỉnh táo, nói rằng, Thần Phong. Đông Kiện nói không sai, chúng ta hai cái coi như là phong vệ đội thành viên, ngươi cấp Vương Lực bọn họ một ước, nhất định là bị bọn họ cấp chia xong. Ngươi là không phải lại đơn độc cho chúng ta điểm tiền xài vặt. Hai tay cầm tay lái, lái xe Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ nhún vai. Nói rằng, tiểu thúc, võ thúc thúc, ta nói hai người các ngươi còn có xấu hổ hay không? Các ngươi làm trưởng bối của ta, theo lý mà nói nên là các ngươi cấp ta tiền tiêu vặt dùng đi. Tối hôm nay ta hỏi một chút gia gia cùng võ gia gia, nếu như hai vị này lão gia tử đồng ý ta cho các ngươi tiền tiêu vặt. Ta không nói hai lời lập tức các ngươi thấy thế nào? Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nghe được Diệp Thần Phong nhắc tới bọn họ lão nhân, hai người lập tức tưởng quả cầu ra xì hơi thông thường, Diệp Đông Kiện hữu khí vô lực nói rằng, Thần Phong, ta xem hay là thôi đi, ta cũng không muốn bị lão nhân mà cá cẩu huyết phún đầu. Thần Phong, ta cũng là, lão đầu tử nhà ta tính tình là nổi danh nóng này. Võ Khôn Minh cũng khổ gương mặt nói rằng, Diệp Thần Phong nhìn đến Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người không có một trưởng bối hình dạng, thuận miệng nói rằng, tiểu thúc, võ thúc thúc, lần này tân niên thượng ta có thể tống các ngươi một phần lễ vật, các ngươi suy nghĩ thật kỹ, nghĩ đến có thể nói cho ta biết. Thần Phong, ta chỉ biết tiểu tử ngươi không hội ác tâm như vậy, đón lấy ta cần phải thật suy nghĩ thật kỹ. Diệp Đông Kiện mặt thượng khôi phục thần thái. Thần Phong, ta phát hiện ngươi trường được càng tới càng đẹp trai. Sau đó võ thúc thúc ta cần phải nhờ vào ngươi. Võ Khôn Minh trong lòng nghĩ ngợi nên hướng Diệp Thần Phong muốn một phần dạng gì lễ vật. Bất quá, lễ vật đương nhiên là càng đắt tiền càng tốt. Đang cùng Diệp Đông Kiện, Võ Khôn Minh một đường vô nghĩa chung, Diệp Thần Phong lái xe Jeep đi lái vào Diệp gia biệt thự. Tại ba người bọn họ đi vào Diệp gia phòng khách thời gian, Diệp lão gia tử, Bạch lão gia tử, Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình cùng Bạch Tuyết Linh bọn người tại. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh tại nhìn thấy bản thân lão nhân sau, hai người bọn họ lập tức thu hồi mặt thượng dáng tươi cười, không hẹn mà cùng hướng Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử, hô một tiếng, ba. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử hơi điểm gật đầu, điều này làm cho Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh là càng thận trọng, bọn họ ánh mắt hai người tập trung đến Bạch lão gia tử cùng Bạch Tuyết Linh trên người, bởi vì bọn họ hai cái vừa về tới kinh thành tựu đi vùng ngoại ô sân huấn luyện. Bọn họ hai cái đến hiện tại còn không biết Bạch Tuyết Linh đã là Diệp Thần Phong nữ nhân. Diệp Đông Kiện tiểu thanh hỏi bên cạnh Võ Khôn Minh, Khôn Minh, Bạch lão gia tử cùng Bạch Tuyết Linh tại sao sẽ ở nhà ta? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Võ Khôn Minh đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Tại Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh suy đoán Bạch lão gia tử cùng Bạch Tuyết Linh tại sao lại xuất hiện ở Diệp gia thời gian, Võ Hiểu Phỉ. Ninh Vũ Đình cùng Bạch Tuyết Linh đã đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, cái này tam nữ sôi nổi đúng Diệp Thần Phong hỏi han ân cần, nhìn được Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh là sửng sốt một chút, bọn họ biết Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình là Diệp Thần Phong nữ nhân, có thể Bạch Tuyết Linh cái này là hát kia một ra. Đông Kiện, Khôn Minh, ta nghe nói hai người các ngươi theo Thần Phong. Cái này là một chuyện tốt ha, các ngươi theo Thần Phong tương lai khẳng định hội có một phen làm. Bạch lão gia tử cười ha hả mở miệng nói. Điều này làm cho Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nghe đặc biệt không được tự nhiên, nói như thế nào bọn họ cũng là Diệp Thần Phong trưởng bối, bây giờ bị Bạch lão gia tử nói hình như bọn họ biến thành Diệp Thần Phong tiểu đệ, cái này để cho bọn họ trong lòng hội dễ chịu mới là lạ chứ. Diệp Đông Kiện do dự một chút, mở miệng hỏi, Bạch thúc thúc,
ngươi và Tuyết Linh ngày hôm nay làm sao sẽ tới chúng ta Diệp gia làm khách? Bạch lão gia tử không vui nói, Đông Kiệt, nhìn ngươi cái này là nói cái gì lời nói? Xem ra ngươi còn không biết Tuyết Linh cùng Thần Phong tiến tới với nhau. Sau đó chúng ta chính là người một nhà. Cái gì? Thần Phong tướng Bạch Tuyết Linh cũng bắt lại. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh miệng kinh ngạc hơi mở, nhìn Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình cùng Bạch Tuyết Linh tam nữ cùng Diệp Thần Phong vô cùng thân thiết dáng dấp, mặt thượng là ước ao đố kỵ hận thần sắc, bọn họ hai cái thật có loại muốn giống to hơn một câu xung động, trời xanh a, đại địa a, đồng dạng là nam nhân này cùng nam nhân trong lúc đó khác nhau động lại lớn như vậy ni. Diệp Đông Kiện nhìn Võ Hiểu Phỉ đằng tam nữ sống chung hòa bình hình dạng, hắn nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa Ninh Mẫn Yến, trong lòng ảo tưởng lúc nào hắn cũng có thể tới cái ba vợ bốn nàng hầu. Đứng tại cách đó không xa Ninh Mẫn Yến dường như cảm thấy Diệp Đông Kiện tâm tư, lập tức đi tới Diệp Đông Kiện bên cạnh, lén lút nhéo một cái Diệp Đông Kiện bên hông thịt mềm, thấp giọng nói rằng, thế nào? Người cái này tiểu thúc là không phải rất ước ao cháu của mình. Bao lớn bản lĩnh tự có bao nhiêu thiếu nữ, người đời này có thể cưới được ta, coi như là vận may của ngươi. Diệp Đông Kiện lưng gian bị Ninh Mẫn Yến vặn thịt mềm, nhìn Diệp Thần Phong bị tam nữ bao quanh dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng hắn là lệ rơi đầy mặt, cái này khác biệt cũng quá lớn một điểm đi. Võ Khôn Minh nhìn Diệp Thần Phong tạ ủng hữu báo hình dạng, lại nhìn thấy Diệp Đông Kiện bên cạnh tốt xấu cũng có một nữ nhân, bên cạnh hắn liền cái rắm đều không có, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình đặc biệt thất bại. Thế nhưng Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh biết Diệp Thần Phong nhân sinh, bọn họ hai cái là ước ao không đến, càng là mô phỏng theo không đến, Diệp Thần Phong nữ nhân bên người bọn chúng đều là mỹ nữ tuyệt sắc, đem nhiều như vậy nữ nhân tuyệt sắc phóng đến cùng nơi, bọn họ liền khống chế năng lực cũng không có, cho nên nói bọn họ hai cái còn là đàng hoàng qua tốt bản thân cuộc sống bình thản đi. Chương 632, thái độ cải biến. Mặt trời chiều ngã về Tây. Theo mặt trời chậm rãi từ phía tây hạ xuống đi, màn đêm từ từ chậm lại, nhất luân lành lạnh mặt trăng treo ở trong trời đêm, trung tuần tháng giêng khí trời rất lạnh giá, thế nhưng đối với kinh thành cái này tọa thành phố lớn mà nói, thời tiết này lạnh giá chút nào chống đối không ở người tuổi trẻ nhiệt tình, các loại buổi chiếu phim tối trong vẫn như cũ là mỗi ngày chật ních. Diệp gia trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Võ lão gia tử cùng Bạch lão gia tử chúng nhân lưu tại Diệp gia ăn cơm tối. Diệp Thần Phong hoàn toàn không có chú ý các loại dùng cơm thời gian quy củ, tự mình lang thôn hổ yết, nhìn được Diệp lão gia tử, Võ lão gia tử cùng Bạch lão gia tử, ba vị này lão gia tử mặt thượng là cười ha hả. Bất quá, nếu như đổi lại là cái khác người dám tại ba vị này lão gia tử trước mặt không lớn không nhỏ, sợ rằng ba vị này lão gia tử đã sớm bản khởi mặt tới nổi dóa, ba người bọn hắn thế nhưng Hoa Hạ quốc hết sức quan trọng chính là nhân vật. Dám ở ba người bọn hắn trước mặt không chút kiêng kỵ phá hư quy củ, với lại bọn họ ba vị lão gia tử còn thật cao hứng, có thể làm được điểm này cũng chỉ có Diệp Thần Phong một người. Thần Phong, ngươi ăn từ từ, nếu là không đủ, ta kêu nữa phòng bếp làm một ít ngươi thích ăn món ăn đi ra, cái này thịt kho tàu sư tử đầu, ngươi khi còn bé rất thích ăn. Diệp lão gia tử tự mình gắp một cái thịt kho tàu sư tử đầu đặt ở Diệp Thần Phong trong bát. Có thể ăn là phúc a, Thần Phong. Sau đó không có việc gì nhiều tới Bạch gia ngồi một chút, người bây giờ cùng Tuyết Linh quan hệ hoàn toàn xác định xuống, chúng ta cũng thay đổi thành chân chính người một nhà, hôm nào phải muốn nhượng Tuyết Linh nha đầu kia nhiều huấn luyện chủ nghệ mới được, thân là một cái hiền thê lương mẫu, chủ nghệ khẳng định được muốn quá quan. Bạch lão gia tử nói cũng hướng tới Diệp Thần Phong trong chén gắp thức ăn. Võ lão gia tử bưng chén rượu lên, nói rằng, Thần Phong, ngày hôm nay võ gia gia ta mời ngươi một chén. Chúng ta đi một cái. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình cùng Bạch Tuyết Linh, cái này tam nữ cũng không ngừng hướng tới Diệp Thần Phong trong chén gắp thức ăn, có thể dùng Diệp Thần Phong chén thức ăn bên trong đống được tượng tọa cao cao ngọn núi nhỏ. Toàn bộ cơm tối cơ hồ là vây quanh dùng Diệp Thần Phong làm trung tâm, điều này làm cho Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cái này hai người tình dùng hà kham. Bọn họ đã vừa mới tại phương diện nữ nhân đã bị nghiêm trọng đả kích. Lúc này lại nhìn thấy ba vị lão gia tử đúng Diệp Thần Phong hiền lành nhiệt tình thái độ, bọn họ hai cái bình thường không bị nhà mình lão nhân giáo huấn cũng đã muốn vụng trộm cười. Nơi nào thể nghiệm qua Diệp Thần Phong cái này loại trí cao đãi ngộ. Cho nên nói nột, cái này người so người, thật đúng là muốn tức chết người.
May mà, toàn bộ cơm tối sắp kết thúc trước, Diệp lão gia tử chuyển đến chính đề thượng, nói rằng, Thần Phong, ngày mai ta nguyên do muốn những ngươi cũng cùng đi quan khán bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, ta là lo lắng lần này đảo quốc này quy nhi tử đến có chuẩn bị. Ngày mai chúng ta Hoa Hạ quốc sẽ phải phái ra binh vương tổ thành viên lên sân khấu, ta là lo lắng binh vương tổ những người đó không thành được khí hậu. Bây giờ binh vương tổ cũng là càng tới càng chạy đường xuống dốc, ta xem sớm muộn gì có một ngày binh vương tổ cái này đã từng tại Hoa Hạ quốc sức chiến đấu cao nhất bộ môn, sẽ từ từ tiêu thất tại tầm mắt của chúng ta trong, cho nên ta mới có thể nhượng ngươi ngày mai cũng cùng đi, đến lúc đó nếu như thực sự không được. Ngươi cũng có thể lên trường cho chúng ta Hoa Hạ quốc vãn hồi thể diện. Tại Diệp lão gia tử vừa nói xong, võ lão gia tử cũng lên tiếng, Thần Phong, gia gia ngươi nói không sai, lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu là đảo quốc này quy nhi tử luôn mãi thỉnh cầu hạ, chúng ta Hoa Hạ quốc tài đến lúc đáp ứng, cho nên ngày mai không chỉ quang chỉ là một hồi bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu đơn giản như vậy, cửa này hồ chúng ta Hoa Hạ quốc tôn nghiêm. Bạch lão gia tử để xuống cầm tại chén rượu trong tay. Nói rằng, Trấn Hồng, An Quốc, ngày mai có Thần Phong tại, trên căn bản là không có bất kỳ vấn đề gì, liền thôn vệ đế quốc đều có thể đủ diệt trừ người, chẳng lẽ còn không đối phó được vài cái chính là đảo quốc bộ đội đặc chủng sao? Lại nói binh vương tổ người còn chưa nhất định thất bại ni. Nói không chừng ngày mai căn bản không cần phải Thần Phong lên sân khấu. Gia gia, võ gia gia, bạch gia gia. Các người ba vị yên tâm đi, nếu như ngày mai yêu cầu ta lên sân khấu, ta tuyệt đối sẽ đánh cho này đảo quốc quy tôn tử môn tè ra quần. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, tốt, 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 đây mới là ta Diệp Trấn Hồng tôn tử mà. Diệp lão gia tử thoải mái trực tiếp cạn một ly rượu. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc đông thăng thời gian, Diệp Thần Phong tại sớm rèn luyện sau khi xong. Hắn an bài hai chiếc quân dụng xe tải đi kinh ngoài ngoại ô sân huấn luyện nhận vương lực đẳng phong vệ đội thành viên. Hôm nay bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu là tại buổi sáng 9 giờ đúng bắt đầu, Diệp Thần Phong ngồi ra ra hắn Diệp Trấn Hồng chuyến đặc biệt. Cùng Diệp Trấn Hồng cùng đi mê hoặc binh vương căn cứ. 8 giờ rưỡi sáng thời gian, binh vương căn cứ bên ngoài đã là bị binh sĩ nghiêm mật gác. Binh vương căn cứ thao luyện trường thượng, lần trước vì chọn gia nhập binh vương tổ thành viên. Mà dựng tỷ đấu lôi đài còn không có bị dỡ bỏ. Lần này vừa vặn dùng cho bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu. Số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên cùng số 2 thủ trưởng Dương Viễn, bọn họ hai cái đã tới binh vương bên trong trụ sở, ngồi ở chung quanh lôi đài chủ yếu thính phòng trong, hai người bọn họ tại trước đó không lâu, biết được thôn phệ đế quốc tại M quốc bị hủy diệt, thôn phệ đế quốc một đám cao tầng toàn quân bị diệt. Bây giờ thần bí mà cường đại thôn phệ đế quốc biến thành năm bè bảy mảng, mà M quốc cũng nhiều lần gặp phải các loại khủng bố tập kích. Nhượng Dư Phong Niên cùng Dương Viễn kinh ngạc chính là, M quốc sự tình các loại đầu mâu đều chỉ hướng Diệp Thần Phong, thậm chí bọn họ nhận được một ít mơ hồ tin tức, có người nói thôn phệ đế quốc là bị Diệp Thần Phong cấp diệt trừ, M quốc nhiều lần khủng bố tập kích cũng cùng Diệp Thần Phong có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại mà, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn biết được Bạch Gia Bạch Tuyết Linh cũng trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân, như vậy Võ An Quốc tại sao không có phản đối ni? Dùng Võ An Quốc tính tình tuyệt đối không thể đủ dễ dàng tha thứ cái này kiện sự tình phát sinh, lại nói Bạch Hồng Phương thế nào tự nguyện nhượng tôn nữ của mình đi cùng những nữ nhân khác cộng đồng hầu hạ Diệp Thần Phong. Giải thích duy nhất, chỉ có là Diệp Thần Phong đáng giá hai cái này lão nhân làm như vậy. Kết quả là, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn bắt đầu tay triệt để hiểu rõ Diệp Thần Phong, khi bọn hắn tướng Diệp Thần Phong gần trong vòng 2 năm chuyện làm hiểu rõ nhất thanh nhị sở sau, bọn họ càng khẳng định, hay là thôn phệ đế quốc thật là bị Diệp Thần Phong cấp diệt trừ, có thể bọn họ hai cái đã từng lại không chỉ một lần nhằm vào Diệp Thần Phong, tượng Diệp Thần Phong người như vậy, bọn họ nên là nhiều hơn lôi kéo, nhiều hơn bồi dưỡng mới đúng. Tại nghĩ thông suốt việc này sau đó, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai người cảm thấy bọn họ bản thân từ trước lòng dạ quá hẹp hòi, cho nên bọn họ hai cái trong lòng đúng Diệp Thần Phong căm hận tiêu thất, sau đó không bao giờ nữ hội đúng Diệp Thần Phong có bất luận cái gì cái nhìn. Lão Dương, ta nghe Trấn Hồng bảo hôm nay Thần Phong tiểu tử kia cũng muốn tới nơi này quan khán bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, ngươi có thể phải thật tốt khống chế một chút tính tình của ngươi. Dư Phong Niên đúng bên cạnh Dương Viễn nói rằng, lão Dư, ngươi nghĩ rằng ta Dương Viễn cứ như vậy không hiểu chuyện sao?
Bây giờ suy nghĩ một chút từ trước là chúng ta hai cái hơi quá đáng, đúng Thần Phong tiểu tử kia nhận định quá qua cực đoan, nếu như ta có nếu cần, đảng bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu kết thúc, ta còn muốn thỉnh Thần Phong tiểu tử này ăn bữa cơm, coi như là ta hướng hắn nói xin lỗi. Dương Viễn vừa cười vừa nói. Lão Dương, lần này đảo quốc luôn mãi thỉnh cầu muốn cùng chúng ta Hoa Hạ quốc tổ chức bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, sợ rằng đảo quốc là lai giả bất thiện a. Đảng bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu kết thúc, chúng ta quả thực cũng có thể thỉnh Thần Phong tiểu tử kia ăn bữa cơm. Dư Phong Niên hiện tại trong lòng nghĩ đến đợi một lát giao lưu thi đấu sự tình. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn tại Binh Vương trong căn cứ nói chuyện trời đất thời gian, Diệp Thần Phong cùng Diệp Trấn Hồng đã tới Binh Vương căn cứ cổng, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh lái một chiếc quân dụng xe Jeep đi theo đằng sau, Diệp Thần Phong từ Diệp Trấn Hồng chuyến đặc biệt thượng đi xuống. Nhìn đồng hồ, Vương Lực Đảng phong vệ đội thành viên cũng có thể không sai biệt lắm phải đến. 5 phút sau, hai chiếc quân dụng xe tải từ đàng xa không nhanh không chậm đi lái tới, Diệp lão gia tử đúng ngày hôm nay thủ vệ người phụ trách nói một tiếng sau đó, hai chiếc quân dụng xe tải liền thông suốt lái vào binh vương bên trong trụ sở. Tại phong vệ đội thành viên đến sau đó, Diệp Thần Phong cùng Diệp Trấn Hồng cũng tiến nhập binh vương bên trong trụ sở, vừa đi vào binh vương căn cứ. Diệp Thần Phong tự nhìn thấy binh vương tổ hiện giữ thống soái Triệu Phi. Triệu Phi thấy được Vương Lực chúng nhân một mực cung kính đứng sau lưng Diệp Thần Phong, lại thấy được cách đó không xa Dư Phong Niên cùng Dương Viễn đang theo cái này vừa đi tới, hắn có thể rõ ràng Dư Phong Niên cùng Dương Viễn đúng Diệp Thần Phong tương đương bất mãn, kết quả là trong lòng không khỏi sinh ra một tia mừng rỡ, có thể nói từ lần trước Triệu Phi khi biết Vương Lực chúng nhân thực lực toàn bộ siêu việt hắn sau đó, tâm lý của hắn tự sinh ra xoay khúc. Thậm chí ở sâu trong nội tâm tướng Diệp Thần Phong căm hận thượng. Không biết, Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai vị này lão gia tử thái độ đối với Diệp Thần Phong, đã phát sinh 180 độ cải biến. Chương 633, tuyệt đối là khiêu khích. Triệu Phi nhìn thần sắc nghiêm túc Dư Phong Niên cùng Dương Viễn càng đi càng gần, hắn trong lòng đã đang chờ Diệp Thần Phong bị hai vị này lão gia tử gây khó khăn. Nhu hòa Dương Quang Hạ. Tại Dư Phong Niên cùng Dương Viễn sắp đi đến Diệp Thần Phong cùng Diệp Trấn Hồng trước mặt thời gian, hai vị này lão gia tử mặt thượng nghiêm túc biến mất không còn chút nào, thay vào đó là hiền hòa dáng tươi cười, bọn họ phân biệt hướng Diệp Trấn Hồng chào hỏi một tiếng sau, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Dư Phong Niên vừa cười vừa nói, Thần Phong, ngươi và gia gia ngươi cùng nơi tới quan khán hôm nay bộ đội đặc chủng giao lưu so tài a. Thần Phong. Chúng ta cũng biết thân thủ của ngươi đặc biệt rất cao, quốc gia chúng ta nếu có thể nhiều hơn chút giống như ngươi vậy thanh niên nhân thì tốt rồi. Dương Viễn cũng lập tức tự nhiên nói rằng, hiện tại trường hợp này còn không thích hợp hướng Diệp Thần Phong biểu đạt áy náy, cho nên Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai người chuẩn bị đảng bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu kết thúc sau đó, bọn họ hai cái lại chuyên môn biểu thị thoáng cái bản thân ý nghĩ trong lòng. Đứng ở một bên Triệu Phi hơi ngẩn người. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn cái này hai người là tình huống gì? Bọn họ hai cái không phải nên đúng Diệp Thần Phong đặc biệt bất mãn sao? Thế nào bây giờ nhìn đi tới hình như biến thành đặc biệt thưởng thức Diệp Thần Phong? Tại Triệu Phi nghi ngờ đồng thời, Diệp Thần Phong trong lòng cũng rất nghi hoặc, hắn vừa mới nhìn đến Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai người hướng hắn ở đây đi tới, nguyên bản cũng cho là hai cái này lão nhân là muốn tới tìm hắn phiền toái, có thể lúc này hai cái này lão nhân mặt mũi hiền lành. Diệp Thần Phong từ trên người đối phương chút nào cảm giác không ra bất luận cái gì mặt trái tâm tình tồn tại, cho nên nói hai cái này lão nhân mặt thượng dáng tươi cười là phát ra từ nội tâm. Theo lý mà nói, dùng trước Diệp Thần Phong cùng cái này hai lão nhân ân oán, hai cái này lão nhân không để cho Diệp Thần Phong sắc mặt nhìn đã là cảm ơn trời đất, mà bây giờ Dư Phong Niên cùng Dương Viễn lại là cái này phó hiền hòa thái độ, cái này cũng khó trách Diệp Thần Phong cùng Triệu Phi trong lòng cũng sẽ sản sinh nghi ngờ. Trấn Hồng, các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Lẽ nào đảo quốc này quy nhi tử còn chưa tới sao? Tại Dư Phong Niên cùng Dương Viễn cái này hai lão đầu nói chi thế, võ lão gia tử võ An Quốc cũng đi vào binh vương trong căn cứ. Đảo quốc những, này quy nhi tử hiểu không hiểu cái gì là cấp bậc lễ nghĩa? Trước lúc này rõ ràng là bọn hắn tử khất bạch lại, thỉnh cầu muốn cùng chúng ta Hoa Hạ quốc tổ chức một hồi bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu. Hiện tại trái lại cho chúng ta đặt khởi phổ tới. Võ lão gia tử chân trước vừa bước vào binh vương trong căn cứ. Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương liền tiếp theo đi đến.
An Quốc, Hồng Phương, hai người các ngươi cũng tới a. À. Chúng ta đi trước thính phòng trong ngồi, như thế nào đi nữa nói chúng ta Hoa Hạ Quốc cũng là lễ nghi chi bang, bây giờ cách 9 giờ còn có 15 phút, chúng ta lại chờ một lát đi. Số 1 thủ trưởng Dư Phong Niên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn biến được có chút sắc mặt khó coi, nguyên vẹn nói rõ hắn sinh khí. Thần Phong, ngươi cũng cùng chúng ta ngồi vào cùng đi chứ. Các ngươi thanh niên nhân trọng tâm câu chuyện tương đối nhiều, có thể cho chúng ta những... Này lão nhân điều tiết bầu không khí. Dư Phong Niên hoãn hoãn sắc mặt, đúng Diệp Thần Phong hiền hòa nói rằng. Thần Phong, nếu lão Dư đều lên tiếng, như vậy ngươi tự cùng chúng ta ngồi vào cùng đi chứ. Diệp Trấn Hồng vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai nói rằng, phải biết rằng Diệp Trấn Hồng, Dư Phong Niên, Dương Viễn, Võ An Quốc cùng Bạch Hồng Phương. Bọn họ những, này lão nhân ngồi vị trí thế nhưng chu vi thính phòng vị trí đầu não, có thể ngồi đi nơi nào người đều là Hoa Hạ Quốc cao tầng. Mà nếu như Diệp Thần Phong có thể tại cái này loại chính thức trường hợp công khai, cùng Dư Phong Niên, Dương Viễn, Diệp Trấn Hồng chúng nhân ngồi vào cùng đi, điều này cũng làm cho biến tướng nói cho cái khác người, Diệp Thần Phong tương lai tại Hoa Hạ Quốc tiền đồ là bất khả hạn lượng. Chính cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Diệp Thần Phong cũng không có cự tuyệt đề nghị của Dư Phong Niên, theo một đám Hoa Hạ Quốc cao tầng hướng tới chu vi thính phòng vị trí đầu não đi tới. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong đả kích có năng lực chống cự. Có thể cùng những lão đầu tử kia ngồi vào cùng đi, điều này đại biểu nhận được những lão đầu tử kia nhận đồng, đây đối với nhậm người nào đến nói đều là một phần kiêu ngạo thủ quang vinh. Có thể Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nhìn đến Diệp Thần Phong mặt thượng gợn sóng không sợ hãi, một bộ hồn nhiên không thèm để ý, hình như thật chỉ là cùng vài cái bình thường tao lão đầu tử ngồi chung một chỗ biểu tình, bọn họ hai cái trong lòng là khóc không ra nước mắt. Hiện giữ Minh Vương Tổ Thống Soái Triệu Phi, song quyền không nén nổi hơi tụ họp. Dù sao hắn bây giờ thấy Diệp Thần Phong đường làm quan rộng mở dáng dấp, tâm tình của hắn tự hội trong nháy mắt biến được 10 phần hỏng. Triệu Phi, hiện tại binh vương tổ tình trạng thế nào? Vương Lực xuất phát từ hảo ý hỏi. Nghe vậy, Triệu Phi mặt thượng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nói rằng, Vương Lực, người đây là đang chất vấn ta sao? Người có quyền gì hỏi ta vấn đề? Hiện tại ta Triệu Phi là binh vương tổ thống soái, mà ngươi Vương Lực cùng binh vương tổ không có nửa điểm quan hệ. Đừng tưởng rằng các ngươi theo Diệp Thần Phong thì có bao nhiêu tài ba. Ta Triệu Phi một ngày nào đó có thể so với Diệp Thần Phong đứng cao hơn. Lực ca, ngươi và cái này loại người phí nói cái gì? Ta xem hắn nhất định là đang ghen tị Diệp thiếu, thật không hiểu nổi từ trước ta làm sao sẽ đem cái này loại người cho rằng huynh đệ đối đãi. Ta quả thực là mắt bị mù. Triệu Phi, ngươi cũng không ước lượng bản thân năng lực, nếu có một ngày ngươi có thể so Diệp thiếu đứng cao hơn lời nói, ta lập tức đem đầu của ta lô cắt hạ tới cho ngươi đương ghế ngồi. Ngươi cái ếch ngồi đáy giếng, ngươi cho là thực lực của ngươi rất cao sao? Ngươi cũng chỉ là bị chúng ta nhất chiêu miểu sát nguyên liệu, càng chưa nói muốn so Diệp thiếu càng thêm lợi hại, quả thực là người si nói mộng. Triệu Phi, sau đó không để cho ta nghe được ngươi nói Diệp thiếu không phải, nếu không có thể đừng trách ta không khách khí, Diệp thiếu là trong lòng ta ngoại trừ phụ mẫu ở ngoài tôn kính nhất người, ngươi toán cái thứ gì? Ngươi có tư cách nhắc tới Diệp thiếu sao? Phòng vệ đội thành viên một đám trợn mắt trừng trừng, bây giờ ở trong lòng bọn họ Diệp thiếu là không được phép bất luận cái gì người chửi bới. Hừ, Triệu Phi trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói rằng, Diệp Thần Phong cho các ngươi quán cái gì thuốc mê? Cho các ngươi như thế ủng hộ hắn, sớm muộn gì có một ngày các ngươi sẽ hối hận. Nói, Triệu Phi liền hướng thao luyện trường lôi đài phương hướng đi. Vương Lực, ta xem cái này Triệu Phi tâm tình có chút không đúng lắm đâu. Binh vương tổ giao cho hắn cái này loại nhân thủ trong, sớm muộn hội giải tán. Diệp Đông Kiện khó chịu bĩu môi mong chờ nói rằng. Theo ta thấy cũng là cái này lý, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này Triệu Phi trong lòng đúng Thần Phong có thành kiến, mà nếu quả Triệu Phi là một con kiến lời nói, như vậy Thần Phong chính là một đầu voi, bọn họ hai người căn bản không phải cùng một tầng thứ. Lời nói không dễ nghe, Triệu Phi tại Thần Phong trước mặt liền cái rắm đều không phải. Thật không biết hắn từ đâu tới tự tin. Võ Khôn Minh lắc đầu nói rằng. Vương Lực bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, chúng ta trước tiên ở thính phòng trong tìm một chỗ ngồi xuống đi. Đằng hôm nay bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu kết thúc, ta thử lại tìm Triệu Phi tâm sự,
dù sao ta đã từng là binh vương tổ thành viên, không hy vọng nhìn đến binh vương tổ lúc đó xuống dốc đi xuống. Ngồi ở chung quanh thính phòng vị trí đầu não, Dư Phong Niên, Diệp Trấn Hồng đẳng Hoa Hạ Quốc cao tầng, khởi điểm bọn họ vẫn cùng Diệp Thần Phong trò chuyện, thế nhưng theo thời gian trôi qua, những lão đầu tử này sắc mặt đồng thời biến được khó coi, thời gian đã là 9 giờ 05 phân, nói xong rồi sáng sớm hôm nay 9 giờ chính thức bắt đầu bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, thế nhưng đảo quốc này quy nhi tử lại chậm chạp còn chưa tới, cái này không phải trắng trợn khiêu khích mà. Thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn. Ngồi ở những cao tầng này lão nhân bên cạnh Diệp Thần Phong, hắn chân mày cũng không kiềm hãm được nhíu nhíu, đảo quốc quy các con loại hành vi này, nhượng hắn rất chán ghét. Dư Phong Niên chợt từ trên ghế đứng lên, nói rằng, cấp ta thủ tiêu hôm nay bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, đảo quốc loại thái độ này thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nhưng khi Dư Phong Niên vừa giống hoàn, một chiếc Hammer liền lái vào binh vương bên trong trụ sở, từ trên xe đi xuống 4 cái đảo quốc nam nhân, trong đó dẫn đầu một gã đảo quốc người, là đảo quốc trọng yếu cao tầng chi một, tên là Yoshida Masao, hắn trực tiếp đi tới Dư Phong Niên đám người trước mặt. Đúng Dư Phong Niên, nói rằng, Hoa Hạ Quốc quả nhiên là lễ nghi chi bang a. Ta nghĩ Dư Thủ trưởng nên biết, các ngươi kinh thành thông nhau quá chắn, cảm tạ các vị có thể chờ chúng ta đến. Kẹt xe. Đây là cái gì chó má mượn cớ? Nếu như Yoshida Masao bọn họ muốn đúng hạn đến binh vương căn cứ, như vậy thì xem như là kẹt xe, lẽ nào bọn họ không hội sớm gọi điện thoại thông chi sao? Cho nên cái này là khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích. Chương 634, ngươi là cái thứ hèn nhát. Nếu Yoshida Masao khen Hoa Hạ Quốc là lễ nghi chi bang, hắn lại biên tạo cái này kẹt xe sứt sẹo lý do, như vậy Dư Phong Niên, Dương Viễn, Diệp Trấn Hồng đẳng một đám cao tầng ngược lại cũng không tốt bản khởi mặt tới, thế nhưng những này lão gia tử nhìn đến Yoshida Masao cái này há mồm mặt, bọn họ lửa giận trong lòng tự không có cách gì chìm xuống. Hoa Hạ Quốc đích thật là lễ nghi chi bang. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác có người cấp mặt không biết xấu hổ, cái này loại người tuyệt đối là tố chất cùng giáo dưỡng có chuyện, sinh hoạt tại cái này loại quốc gia người, lẽ nào bọn họ lễ nghi vẫn còn xã hội nguyên thủy giai đoạn. Ngồi ở trên ghế Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai nói rằng. Dư Phong Niên, Diệp Trấn Hồng đẳng Hoa Hạ Quốc cao tầng sôi nổi nhìn về phía, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu Diệp Thần Phong, Yoshida Masao đã nghe hiểu được Hoa Hạ Quốc ngữ. Lại sẽ nói Hoa Hạ Quốc ngữ, hắn đương nhiên nghe hiểu được Diệp Thần Phong lời nói bên trong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói rằng, Hoa Hạ Quốc thanh niên nhân, ngươi lời này là có ý gì? Thiệt thòi các ngươi Hoa Hạ Quốc còn có lễ nghi chi bang xưng hào, hiện tại xem ra chỉ do là lãng được hư danh. Dư Thủ trưởng, cái này không hiểu bất luận cái gì cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử, hắn có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Yoshida Masao nhìn Dư Phong Niên nói rằng, Diệp Thần Phong từ trên ghế đứng lên, không đợi Dư Phong Niên mở miệng, hắn liền nói chuyện, ta vừa rồi có đang nói ngươi sao? Ngươi không cần tự mình đa tình, còn là ngươi cảm giác chột dạ. Cho là ta nói chính là ngươi. Dưới chân nhịp bước khoa trước hai bước, Diệp Thần Phong tiếp tục nói, nếu ngươi muốn bản thân tìm không thoải mái, như vậy ngày hôm nay ta Diệp Thần Phong để ngươi tâm phục khẩu phục. Trước là các ngươi đảo quốc tử khất bạch lại yêu cầu cùng chúng ta Hoa Hạ Quốc tổ chức lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu đi. Ngươi chỉ cần trả lời ta, là hoặc không phải. Nếu như ngươi không dám trả lời ta cũng không sao cả. Yoshida Masao sắc mặt hơi lộ ra xấu xí nói rằng, Hoa Hạ Quốc tiểu tử, ta đảo muốn nhìn ngươi đùa giỡn hoa chiêu gì. Đợi một lát nếu như chứng minh rồi ngươi ở đây nói bậy, như vậy ngươi lập tức từ ta trong tầm mắt tiêu thất. Đứng ở một bên võ lão gia tử Võ An Quốc gặp Yoshida Masao đáp ứng, trên mặt hắn thần sắc hoãn hoãn, cười nói khẽ với bên cạnh vừa định muốn khuyên can Dư Phong Niên, nói rằng, lão Dư, Thần Phong tiểu tử này có thể không phải người chịu thua thiệt, ngươi để hắn đi làm ầm ĩ tốt. Lại nói Yoshida Masao rõ ràng cho thấy không đem chúng ta để vào mắt mà. Dư Phong Niên cảm thấy Võ An Quốc nói không sai. Vì vậy trong lòng muốn tiến lên khuyên can ý niệm trong đầu liền biến mất. Ngươi bây giờ là không phải nên trở về đáp ta vấn đề thứ nhất. Diệp Thần Phong một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Yoshida Masao ngẫm nghĩ mười mấy giây sau, nói rằng, lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu là chúng ta đảo quốc nói ra.
Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng, đúng vậy, coi như ra mặt của ngươi không có phúc hậu nói dối trình độ, chính như lời ngươi nói lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu là các ngươi đảo quốc nói ra, trước các ngươi nên biết giao lưu thi đấu chính thức bắt đầu thời gian đi. Là hoặc không phải. Yoshida Masao đúng Hoa Hạ quốc văn hóa rất có nghiên cứu. Hắn biết Hoa Hạ quốc ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, hơi có vô ý bị người đào cái khanh, người đều không biết, cho nên hắn nghe được vấn đề thứ hai thời gian, hắn cảm giác trước mặt cái này Hoa Hạ quốc tiểu tử là muốn đào hầm cho hắn nhảy. Diệp Thần Phong gặp Yoshida Masao chậm chạp không trả lời, hắn tiếp tục nói, ta tới giúp ngươi nói đi. Ngươi khẳng định biết ngày hôm nay giao lưu thi đấu tại 9 giờ chính thức bắt đầu. Ngươi nói kinh thành giao thông quá bế tắc. Lẽ nào ngươi không hội sớm vài cái tiếng đồng hồ sao? Hay là ngươi hội trả lời ta trước ngươi cũng không biết giao thông hội như thế chắn, như vậy ngươi không hội gọi điện thoại cho chúng ta biết một tiếng sao? Đừng nói cho ta, các ngươi trên người liền điện thoại di động đều không có. Còn là các ngươi mỗi một người đều là câm điếc, không thể đủ sử dụng điện thoại di động tới trò chuyện. Lần sau không cần lại lập kẹt xe như vậy sứt sẹo lý do. Liên quốc gia chúng ta vườn trẻ nhi đồng lập lý do đều so ngươi hiếu thắng gấp trăm lần, nghìn lần. Yoshida Masao sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, sững sờ là không ngờ nên thế nào tới phản bác Diệp Thần Phong, trong lỗ mũi khí tức biến được dồn dập, ngực hơi phập phồng, đứng sau lưng hắn ba gã đảo quốc nam nhân, trợn mắt trừng trừng nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Nhìn đến Yoshida Masao chúng nhân kinh ngạc dáng dấp, Dư Phong Niên, Diệp Chấn Hồng đảng cao tầng tâm tình biến có thể so dễ chịu, Dư Phong Niên vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói rằng, Thần Phong. Như thế nào đi nữa nói Yoshida tiên sinh cũng là chúng ta Hoa Hạ quốc khách nhân làm ra một ít không lễ phép sự tình, chúng ta cũng không cần so đo. Yoshida tiên sinh, kế tiếp để chúng ta chính thức bắt đầu hôm nay bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu đi. Dư Phong Niên vừa nhìn về phía Yoshida Masao nói rằng, hắn lời nói bên trong ý tứ đang minh xác bất quá, hắn đã xác định Diệp Thần Phong thuyết pháp. Yoshida Masao miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn biết bây giờ không phải là tìm về thể diện thời gian. Lần này bọn họ đảo quốc luôn mãi muốn cùng Hoa Hạ quốc tổ chức bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, bọn họ không chính là muốn nhường Hoa Hạ quốc mất thể diện sao? Tất cả đợi hội giao lưu thi đấu lại đòi lại khẩu khí này. Dư thủ trưởng, ta trước tới giới thiệu cho ngươi một chút ta sau lưng ba vị này, bọn họ là ngày hôm nay đại biểu chúng ta đảo quốc tham gia giao lưu thi đấu nhân viên. Ba vị này là chúng ta đảo quốc ưu tú nhất bộ đội đặc chủng, từ trái sang phải, bọn họ phân biệt là Fujikawa Hiroshi, Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu. Yoshida Masao cấp Dư Phong Niên đảng cao tầng giới thiệu. Fujikawa Hiroshi là một cái chừng 30 tuổi đảo quốc nam nhân. Mặc trên người đảo quốc đặc hữu quân trang, mặt thượng là kiệt ngạo bất tuân thần sắc, tràn ngập khiêu khích con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Okamoto Kazushi là một cái chừng 40 tuổi đảo quốc nam nhân, một đôi trong con ngươi tràn đầy lệ khí, có thể thấy được hắn từ trước tay thượng lây dính không ít máu tươi, trên người mơ hồ tản ra cường hãn khí thế. Nagase Yoshikazu là một cái 37-38 tuổi đảo quốc nam nhân. Hắn là ba người này chung thực lực cường hãn nhất một cái, mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là thường thường liếc về phía Diệp Thần Phong trong con ngươi, tràn đầy vô tận lạnh giá. Yoshida tiên sinh, lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu áp dụng 3 cục 2 thắng chế, chúng ta song phương từng người phái ra 3 gã bộ đội đặc chủng, tại giao lưu thi đấu trong quá trình không thể đủ lấy đối phương tính mệnh, dù sao đây cũng chỉ là thi đấu mà thôi. Dư Phong Niên đúng Yoshida Masao nói rằng, Dư thủ trưởng, tại chúng ta song phương nhân viên giao thủ trong quá trình, nhất định là hội có sở bị thương, đến nỗi là không phải lấy đối phương tính mệnh cái này một điểm, ta khẳng định cũng là tuyệt đối ủng hộ ngươi quan điểm, dù sao đây chỉ là thi đấu mà. Yoshida Masao nói rằng, như vậy cũng tốt, như vậy thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu đi. Yoshida tiên sinh, các ngươi đệ nhất cái phái ai trước lên sân khấu? Dư Phong Niên hỏi. Fujikawa, người trước lên sân khấu. Yoshida Masao đúng Fujikawa Hiroshi nói rằng. Khi nhìn đến Fujikawa Hiroshi đi lên thao luyện trường thượng phía sau lôi đài, Yoshida Masao đúng Hoa Hạ quốc một đám cao tầng, nói rằng Fujikawa là ba vị này chung thực lực yếu nhất một cái,
Dư thủ trưởng, các ngươi Hoa Hạ quốc phái ra vị ấy bộ đội đặc chủng lên sân khấu. Không đợi Dư Phong Niên trả lời, đi lên lôi đài Fujikawa Hiroshi, ngón tay chỉ hướng Dư Phong Niên chúng nhân bên cạnh Diệp Thần Phong, quát lớn, Hoa Hạ quốc tiểu tử, người có hay không dũng khí tới ta và đánh một trận. Chung quanh lôi đài thính phòng trong đã là lục tục ngồi đầy người, Bình Vương Tổ lúc trước gia nhập 60 tên nhân vật mới, cái này 60 tên nhân vật mới đến từ Hoa Hạ quốc các nơi quân khu, giờ phút này 60 tên nhân vật mới ngồi ở cùng nơi. Đến nỗi Minh Vương Tổ lão thành viên tắc là muốn ngồi ở tương đối kháo tiền thính phòng trong, tại cái này 60 tên Minh Vương Tổ thành viên mới nhìn đến trên lôi đài Fujikawa Hiroshi chỉ hướng Diệp Thần Phong thời gian, bọn họ tức khắc nghị luận ầm ĩ lên. Dựa vào, tiểu tử này là ai? Hắn thế nào có thể cùng các đại thủ trưởng ngồi chung một chỗ? Tiểu tử này chẳng lẽ có cái gì thân phận đặc thù? Hiện tại đảo quốc bộ đội đặc chủng chủ động khiêu khích hắn. Các ngươi nói hắn hội tiếp thu sao? Nếu như không tiếp thụ, tiểu tử này thể diện cần phải vứt xuống Siberia đi, vậy hắn còn có mặt mũi ngồi ở các đại thủ trưởng bên cạnh sao? Thính phòng vị trí đầu não địa phương, Yoshida Masao có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Diệp Thần Phong, nghĩ khởi vừa rồi Diệp Thần Phong nhượng hắn kinh ngạc, hắn tự hận không thể tướng Diệp Thần Phong cấp bầm thây vạn đoạn. Ngồi ở trên ghế Diệp Thần Phong không chút hoang mang đứng lên. Bĩu môi mong chờ nói rằng, ta không có hứng thú tới chơi với người tiểu hài tử quá ra ra, ngươi cho là mình toán cái thứ gì. Ngươi nhường ta lên sân khấu cùng ngươi tỉ thí, ta sẽ lên sân khấu cùng ngươi tỉ thí. Đứng tại trên lôi đài Fujikawa Hiroshi không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội cự tuyệt như vậy thẳng thắn, cổ họng trong khinh thường quát dẹp đường, ngươi là cái thứ hèn nhát, ngươi là cái thứ hèn nhát, ngươi là sợ bị ta giải quyết rồi đi. Chương 635, người quen cũ. Diệp Thần Phong ngồi về tới cái ghế thượng, nhún vai, nói rằng, người nói ta là thứ hèn nhát, ta chính là thứ hèn nhát sao? Ngu ngốc một cái. Diệp Thần Phong bây giờ còn chưa có dự định xuất thủ, nói cách khác bây giờ còn chưa đến hắn thời điểm xuất thủ, Hoa Hạ quốc cao tầng cũng đã sắp xếp xong xuôi, cùng đảo quốc bộ đội đặc chủng đối chiến nhân viên. Nguyên bản cuộc so tài thứ nhất là do Binh Vương Tổ chung một gã lão thành viên lên sân khấu, thế nhưng hiện giữ Binh Vương Tổ thống soái Triệu Phi, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong không có tiếp thu Fujikawa Hiroshi khiêu chiến, hắn liền phân phó Binh Vương Tổ thành viên một tiếng sau, lòng tin tràn đầy đi lên lôi đài, hắn biết bản thân khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, mà nếu quả tại trên lôi đài đánh bại Fujikawa Hiroshi. Phải biết rằng Diệp Thần Phong là không có tiếp thu Fujikawa Hiroshi khiêu chiến. Cái này không biến tướng cao hơn Diệp Thần Phong ra một đoạn sao. Bất quá, cái này cũng chỉ do là Triệu Phi một loại bản thân an ủi, hắn bây giờ trong lòng là hoàn toàn không bình thường. Chu vi thính phòng trong, Binh Vương Tổ thành viên mới ngồi địa phương, bọn họ đang nghe Diệp Thần Phong không có đáp ứng Fujikawa Hiroshi khiêu chiến, bọn họ không nén nổi một đám lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Tại bọn họ nhìn đến bản thân thống soái tự mình lên sân khấu sau, trong cổ họng bọn họ lại phát sinh cực vì to tiếng hoan hô. Ngồi ở các đại thủ trưởng bên cạnh tiểu tử này cũng quá uất ức đi. Nhìn hắn cái này phó thản nhiên tự nhiên dáng dấp, còn nói cái gì không có hứng thú chơi tiểu hài tử chơi trò chơi. Theo ta thấy đảo quốc cái này ba gã bộ đội đặc chủng thân thủ tuyệt đối không kém. Tiểu tử này thực sự là mất hết chúng ta người nước Hoa mặt. Cho dù hắn lên sân khấu thua thì thế nào? Cái này tài tượng cái nam nhân chân chính mà. Rất nhiều Binh Vương Tổ thành viên mới một đám sôi nổi khi dễ Diệp Thần Phong, bất quá, tại những này Binh Vương Tổ thành viên mới trong, có ba người mặt thượng là âm tình bất định, nếu như Diệp Thần Phong nhìn thấy ba người này, khẳng định có thể nhận ra bọn họ tới. Ba người này không chính là trước đây Diệp Thần Phong linh hồn vừa xuyên qua đến cái này thế giới. Tại Thiên Hải phi dược bộ đội bên trong cùng hắn ở tại đồng nhất cái trong túc xá Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc mà. Trước đây Diệp Thần Phong còn truyền thụ cho ba người này một bộ quân thể quyền, Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc cũng nhận Diệp Thần Phong làm lão đại, sau lại bởi trước đây Diệp Thần Phong bức thiết muốn tăng lên thực lực. Sớm ly khai phi dược bộ đội, từ đó bọn họ tựu đều không có liên lạc. Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc tại trước đó không lâu tham gia Binh Vương Tổ tuyển chọn. Bởi vì Diệp Thần Phong truyền thụ ba người bọn họ một bộ đặc thù quân thể quyền, có thể dùng ba người bọn họ thực lực là đại mức độ tăng lên, cho nên ba người bọn họ tài thuận lợi gia nhập vào Binh Vương Tổ trong.
Trong ba người thân thể nhất to tráng Lục Thiên, nhìn cùng các đại thủ trưởng ngồi chung một chỗ Diệp Thần Phong, hắn không tự chủ được kinh ngạc hỏi Chu Bình, Cổ Nhạc. Ngồi ở các đại thủ trưởng bên cạnh là chúng ta lão đại Diệp Thần Phong sao? Còn giống như thực sự là chúng ta lão đại Diệp Thần Phong, chúng ta đã cùng lão đại có đã lâu không gặp đi. Từ lão đại sớm ly khai phi dược bộ đội, chúng ta một nhóm kia thành viên cũng từ phi dược bộ đội tốt nghiệp, ba người chúng ta cũng là lần này tham gia binh vương tổ tuyển chọn tài gom lại cùng nhau. Chu Bình có chút không xác định nhìn về phía Diệp Thần Phong vị trí. Hai người các ngươi biệt đoán, ta dám khẳng định cái kia chính là chúng ta lão đại Diệp Thần Phong. Cổ Nhạc đơn giản sáng tỏ nói rằng, ngồi ở Chu Bình đám ba người chung quanh binh vương tổ thành viên mới, bọn họ tướng Chu Bình đám ba người lời nói cấp nghe được nhất thanh nhị sở. Có người cười lạnh nói, Chu Bình, các ngươi nói tiểu tử kia là của các ngươi lão đại. Là hắn cái này hùng dạng cũng bán phân phối cái khác người làm lão đại. Các ngươi là binh vương tổ thành viên, ba người các ngươi cũng không nên cấp binh vương tổ bôi đen. Ngươi có loại cho, nữa ta nói một lần. Lão đại chúng ta là xem thường cùng cái này loại cấp bậc đối thủ đối chiến, ba người chúng ta có thể có hôm nay thực lực, hoàn toàn là trước đây lão đại chỉ điểm chúng ta một buổi tối, truyền thụ cho chúng ta một bộ quyền pháp, các ngươi những. Này ngươi biết cái gì? Chu Bình phản bác. Chu Bình, ngươi nói các ngươi lão đại tên gọi là gì? Lại có một gã binh vương tổ thành viên mới hỏi. Các ngươi cấp ta đào sạch sẽ tai nghe cho kỹ, lão đại của chúng ta tên là Diệp Thần Phong. Chu Bình tự tin nói rằng, hắn biết nếu là không có trước đây Diệp Thần Phong chỉ điểm, thực lực của hắn căn bản không thể có thể đạt cho tới hôm nay trình độ. Diệp Thần Phong, tên này đảo là có chút quen thuộc, ta nghe nói kinh thành Diệp gia có cái kẻ ngu si là Diệp Thần Phong, nên không hội các ngươi lão đại chính là thằng ngốc kia đi. Ta xem ngồi ở các đại thủ trưởng bên cạnh tiểu tử kia cũng không tưởng cái kẻ ngu si à. Vừa đưa ra nghi vấn tên binh vương tổ thành viên khinh thường nói, bọn họ những. Này đến từ toàn quốc các nơi quân khu tinh anh, cũng không biết Diệp Thần Phong tại kinh thành một loạt sự kiện. Trái lại từ trước đích xác nghe nói qua Diệp gia Diệp Thần Phong ngốc tên. Thảo, xem ra các ngươi là xương ngứa, cũng dám vũ nhục ta Lục Thiên lão đại, các ngươi là chán sống đi. Thân thể to tráng Lục Thiên là không thể nhịn được nữa. Lục Thiên, ngươi nghiu cái gì nghiu, nếu để cho thống soái biết các ngươi nhận một cái kẻ ngu si lão đại. Nhìn hắn có thể hay không cho các ngươi lưu tại binh vương tổ trong. Các ngươi sẽ chờ bị đuổi ra binh vương tổ đi. Chính là, ta nhìn ba người các ngươi là đầu óc có chuyện đi. Lại có thể nhận một cái kẻ ngu si lão đại còn thật cao hứng. Không thấy được hắn vừa rồi phó thứ hèn nhát dạng sao. Binh vương tổ cái khác thành viên mới cũng sôi nổi mở miệng chào phúng Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc, tại bọn họ cho rằng binh vương tổ là mỗi một người lính giấc mộng trong lòng. Có thể gia nhập binh vương tổ là một loại vinh quang, cho nên bọn họ những. Này người trong lòng ngạo khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Nếu như binh vương tổ nhân vì lão đại của chúng ta là Diệp Thần Phong, sẽ nhượng chúng ta rời khỏi binh vương tổ, ta còn không lạ gì ở tại chỗ này. Lại nói lão đại của chúng ta Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải người ngu. Cổ Nhạc thần sắc bình tĩnh nói. Đúng, Cổ Nhạc nói không sai, ghê gớm tự chúng ta rời khỏi binh vương tổ. Chu Bình lập tức phụ họa nói. Không có lão đại, cũng không có chúng ta ngày hôm nay, Diệp Thần Phong vĩnh viễn là ba người chúng ta lão đại. Lục Thiên cũng cố định nói rằng. Ba người các ngươi sẽ chờ rời khỏi binh vương tổ đi. Một gã binh vương tổ thành viên mới thốt ra. Ngồi ở thính phòng vị trí đầu não Hoa Hạ Quốc cao tầng, bọn họ cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong cự tuyệt Fujikawa Hiroshi khiêu chiến, mà đúng Diệp Thần Phong có bất kỳ bất mãn gì. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến Triệu Phi đệ nhất cái lên sân khấu thời gian, thần sắc không hẹn mà cùng trần chờ một chút, bởi vì bọn họ trước biết được lên sân khấu danh sách, Triệu Phi là cuối cùng một cái lên sân khấu, nhưng hôm nay Triệu Phi đã đứng tại trên lôi đài, cũng chỉ có thể đủ như vậy tiếp tục nữa. Phòng vệ đội thành viên ngồi địa phương cách binh vương tổ thành viên có thật lâu một khoảng cách, nếu không nhượng phòng vệ đội thành viên nghe được binh vương tổ những. Này nhân vật mới có dũng khí như thế vũ nhục Diệp Thần Phong, bọn họ một đám cần phải muốn tại chỗ bão nổi không thể, theo bọn họ dùng Diệp Thần Phong thực lực, muốn cùng Fujikawa Hiroshi đối chiến, đích thật là một hồi không có ý nghĩa tiểu hài tử chơi trò chơi, ngay cả bọn họ cũng cảm giác được ra trên lôi đài Fujikawa Hiroshi đặc biệt yếu,
nhưng đây cũng là chỉ là đối với bọn hắn mà nói, bọn họ có tự tin trong vòng một chiêu tướng Fujikawa Hiroshi giải quyết rồi. Trên lôi đài, Triệu Phi cùng Fujikawa Hiroshi bốn mắt nhìn nhau, Fujikawa Hiroshi lạnh giọng nói rằng, ngươi là binh vương tổ thống soái, ngươi có thể đại biểu Hoa Hạ quốc quân khu nhất lực lượng cường hãn đi. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng rồi, đảng đánh thắng ngươi, ta lại khiêu chiến vừa rồi tên khốn kia tiểu tử, cho đến lúc này ta xem hắn có còn hay không mặt nói, cùng ta đối chiến chỉ là tiểu hài tử chơi trò chơi. Triệu Phi nghe được trước mặt Fujikawa Hiroshi nhắc tới Diệp Thần Phong, hắn trong lòng thịnh nộ tự một cái kình hướng tới thượng thoán, quát dẹp đường, ngươi bây giờ đối thủ là ta sẽ không cho ngươi đánh bại ta cơ hội. Ta muốn thật thử nhìn một chút. Fujikawa Hiroshi khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Đứng tại Triệu Phi cùng Fujikawa Hiroshi ở giữa một người trọng tài, nhìn hai người, hỏi, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Triệu Phi cùng Fujikawa Hiroshi cơ hồ là cũng trong lúc đó trả lời. Tên ăn mặc Hoa Hạ quốc quân trang tài phán, lớn tiếng đúng chu vi quát, trận đầu bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu chính thức bắt đầu. Tài phán to thanh âm đang thao luyện trường thượng không ngừng lan rộng. Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc ngồi ở binh vương tổ thành viên mới thính phòng trong, ba người bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn cùng các đại thủ trưởng ngồi chung một chỗ Diệp Thần Phong, trong đầu nhớ lại ban đầu ở phi dược bộ đội, ba người bọn họ cùng Diệp Thần Phong trải qua các loại, ba người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt, sau đó, lại không hẹn mà cùng tương hỗ điểm gật đầu. Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc, ba người bọn họ tin tưởng bọn họ lão đại, chuẩn bị đảng bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu sau khi chấm dứt, tìm bọn họ lão đại đi tốt tốt tự ôn chuyện. Chương 636, người dám đi lên sao? Ấm áp dương quang từ trên bầu trời sái hướng đại địa, cấp một tháng phần lạnh giá nhiệt độ không khí gia tăng rồi mấy phần ấm áp. Hoa Hạ Quốc, Kinh Thành, binh vương căn cứ thao luyện trường thượng. Vừa gia nhập binh vương tổ không lâu sau thành viên mới. Bọn họ là đệ nhất thứ nhìn thấy binh vương tổ thống soái xuất thủ, một đám hoan hô nhảy nhót cấp Triệu Phi cố gắng, theo bọn họ Triệu Phi là tất thắng không thể nghi ngờ, binh vương tổ đại biểu cho cái gì. Đây chính là Hoa Hạ Quốc một cái sức chiến đấu cao nhất bộ môn, Triệu Phi làm binh vương tổ thống soái, thực lực nhất định là cường hãn không thể nghi ngờ. Đương nhiên binh vương tổ thành viên mới trong Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc. Ba người bọn họ nguyên bản cũng đúng hôm nay bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu đặc biệt mong đợi, có thể tại gặp được bọn họ lão đại Diệp Thần Phong sau, ba người bọn hắn bắt đầu thờ ơ lên, trong lòng đã tại suy nghĩ đợi một lát cùng bọn họ lão đại đi nơi nào ăn cơm. Thao luyện trường ngay chính giữa trên lôi đài, theo tài phán tuyên bố thi đấu bắt đầu đồng thời đi xuống lôi đài, Triệu Phi cùng Fujikawa Hiroshi khí thế trên người đột nhiên tăng lên, hai người trước khí thế phương diện 8 lạng nửa cân. Triệu Phi mơ hồ cao hơn Fujikawa Hiroshi. Triệu Phi dự định tới một cái tốc chiến tốc thắng, chân phải chợt đạp hướng mặt đất, cả người dường như một quả đạn pháo, hướng Fujikawa Hiroshi vọt tới. Trong chớp mắt thời gian, Triệu Phi thân ảnh đã đến Fujikawa Hiroshi trước mặt, huy ra mạnh mẽ hữu quyền hướng Fujikawa Hiroshi mặt ném tới, trong không khí phát sinh vù vù quyền phong. Fujikawa Hiroshi phản ứng năng lực coi như nhanh. Đưa tay trái ra bàn tay chắn mặt của mình trước cửa, phanh một tiếng, chặn Triệu Phi cái này mạnh mẽ một quyền, bất quá, dưới chân hắn bước chân lại liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước, mặt thượng lộ ra một vòng phẫn nộ, cười lạnh nói thân là binh vương tổ thống soái, ngươi quả nhiên có một chút bản lĩnh. Dưới lôi đài, binh vương tổ thành viên mới thính phòng trong, bọn họ khi nhìn đến Triệu Phi nhất chiêu đã đem Fujikawa Hiroshi đẩy lui, trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn càng nồng nặc. Một đám binh vương tổ thành viên mới đúng Chu Bình chúng nhân lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Chu Bình, Lục Thiên, Cổ Nhạc, ba người các ngươi nhìn thấy không? Triệu thống soái mới là chính thật nam nhân, nhất chiêu đã đem đảo quốc bộ đội đặc chủng cấp đẩy lui, các ngươi cái gọi là lão đại liên tiếp thụ đảo quốc bộ đội đặc chủng khiêu chiến cũng không dám, quả thực là một cái rác rưởi. Triệu thống soái chính là Ngưu BA, ta ngày nào đó có thể trở thành tượng Triệu thống soái cao thủ như vậy. Ta tự thật là đủ hài lòng. Chu Bình, ba người các ngươi còn là nghĩ thế nào cùng Triệu thống soái giải thích, các ngươi nhận một cái kẻ ngu si làm lão đại đi. Nếu không các ngươi tự thật muốn ngoan ngoãn rời khỏi binh vương tổ. Thực sự là đáng tiếc a.
Minh Vương Tổ bao nhiêu người chen phá đầu đều vào không được. Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc nghe những này người châm chọc khiêu khích, ba người bọn họ sắc mặt biến được đặc biệt không đẹp, bất quá, ba người bọn họ cũng không có lựa chọn lần thứ hai tranh cãi cái gì, bởi vì bọn họ trong lòng tin tưởng lão đại của mình, cho nên cũng sẽ không tiếc đi phản bác những người này. Chung quanh lôi đài thính phòng vị trí đầu não, Hoa Hạ quốc cao tầng nhìn đến Triệu Phi nhất chiêu đẩy lui Fujikawa Hiroshi, những này lão nhân bọn chúng đều là vui vẻ ra mặt. Số một thủ trưởng Dư Phong Niên nhìn ngồi ở một bên Yoshida Masao, nói rằng, Yoshida tiên sinh, xem ra cuộc so tài thứ nhất cũng bị chúng ta Hoa Hạ quốc cấp lấy được. Theo lý mà nói, nghe được Dư Phong Niên lời nói này, Yoshida Masao nên muốn sắc mặt biến được xấu xí. Ai biết đạo Yoshida Masao sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào, ngay cả đứng tại Yoshida Masao sau lưng Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu. Cái này hai người mặt thượng cũng là một bộ thờ ơ dáng dấp, dường như theo bọn họ lúc này ở vào yếu thế Fujikawa Hiroshi tất thắng không thể nghi ngờ. Ha ha, Yoshida Masao cười hai tiếng, nói rằng, Dư thủ trưởng, cuộc so tài thứ nhất vừa mới bắt đầu, người bây giờ kết luận có phải là quá sớm hay không một ít. Ta tin tưởng Fujikawa tuyệt đối sẽ không thua các ngươi Hoa Hạ quốc bộ đội đặc chủng. Yoshida tiên sinh, chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ đi. Dư Phong Niên vừa cười vừa nói. Trên lôi đài, Triệu phi tướng Fujikawa Hiroshi đẩy lui sau đó. Hắn lạnh giá nói rằng, ta đã nói rồi, ta sẽ không cho ngươi đánh bại ta cơ hội, ngày hôm nay quyết định ngươi muốn trở thành bại tướng dưới tay ta. Fujikawa Hiroshi sắc mặt càng bị phẫn nộ cấp lấp đầy, hắn cảm thấy mình bị một gã Hoa Hạ quốc đặc chủng cấp đẩy lui, là một cái đặc biệt chuyện mất mặt, đôi má bắp thịt co quắp hai hạ. Thanh âm trầm thấp nói rằng, người nước Hoa cũng chỉ hội nói mạnh miệng. Đợi một lát ngươi hay nhất không cần hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sẽ cho ngươi biết ngươi căn bản không thể có thể thắng được ta. Nói mạnh miệng người là ngươi, ngươi. Triệu Phi lời nói trong lúc bất chợt hơi ngừng, hắn dùng mu bàn tay dụi dụi con mắt. Bởi vì hắn nhìn đến trước mặt Fujikawa Hiroshi hư không tiêu thất. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào một hồi sự? Phanh, một tiếng. Tại Triệu Phi khiếp sợ chi tế, Fujikawa Hiroshi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền hung hăng đánh vào mặt của hắn trên cửa, trực tiếp tướng Triệu Phi đánh sập tại trên mặt đất, Triệu Phi đôi má cao gồ cao khởi, trong miệng chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Đương Triệu Phi từ lôi đài đứng lên thời gian, vừa xuất hiện Fujikawa Hiroshi một lần nữa tiêu thất tại trong tầm mắt của hắn, cảnh này khiến Triệu Phi tâm tình bắt đầu vội vàng sao động lên. Lại là phanh, một tiếng. Lúc này Fujikawa Hiroshi tiêu không một tiếng động xuất hiện ở Triệu Phi phía sau, một cước trực tiếp đá vào Triệu Phi sau lưng đeo, có thể dùng Triệu Phi tới một cái ngã gục, bộ mặt hung hăng cùng lôi đài tới một cái thật tiếp xúc. Triệu Phi cảm giác mình hình như là bị người vui đùa đùa tiểu cẩu, hắn lại cũng không cách nào khống chế tâm tình, lần thứ hai từ lôi đài đứng lên sau, hắn tựa như nổi điên tại trên lôi đài nơi nơi loạn công kích tới không khí. Đâu còn tượng một cái binh vương tổ thống soái. Mười phần là một cái vở hài kịch. Binh vương tổ thành viên mới thính phòng trong, những này nhân vật mới viên đình chỉ khẩu trung tiếng hoan hô, sắc mặt biến được ảm phai nhạt, Triệu Phi binh vương tổ thống soái hình tượng tại bọn họ trong lòng xuống dốc không phanh, bất quá, vẫn có một ít thành viên mới thích lừa mình dối người. Nhất định là cái này tên đảo quốc bộ đội đặc chủng thật lợi hại, Triệu thống soái mới có thể đánh không thắng đối phương. Phải biết rằng đối phương thế nhưng có thể hư không tiêu thất. Đúng, nhất định là như vậy tử, nhất định là như vậy tử, nếu như đối phương dám cùng Triệu thống soái mặt đối mặt lời nói, đối phương khẳng định không phải Triệu thống soái đối thủ. Chu Bình, Lục Thiên, Cổ Nhạc, ba người các ngươi cười ngây ngô cái gì? Coi như là Triệu thống soái thua cuộc tranh tài này, cũng so các ngươi cái kia kẻ ngu si lão đại mạnh hơn nhiều. Thính phòng vị trí đầu não. Một đám Hoa Hạ quốc cao tầng khi nhìn đến Triệu Phi cái này phó bộ dáng chật vật sau, trên mặt bọn họ vừa vui vẻ ra mặt thần sắc tiêu thất, trái lại Yoshida Masao mặt thượng dáng tươi cười là càng thịnh vượng. Ngồi ở một đám cao tầng bên cạnh Diệp Thần Phong, hắn khi nhìn đến trên lôi đài Fujikawa Hiroshi tiêu thất sau đó, hắn liền đoán được Fujikawa Hiroshi hội nhẫn thuật, với lại tướng nhẫn thuật tu luyện đến nhất định cao độ, cái này loại nhẫn thuật trung ẩn thân thuật. Kỳ thực cũng bất quá là một loại thủ thuật che mắt mà thôi,
lợi dụng đặc thù thủ đoạn, đối xử được cái khác tầm mắt của người sản sinh một loại ảo giác. Theo Diệp Thần Phong, nguyên bản Triệu Phi có rất đại hy vọng thắng Fujikawa Hiroshi, dù sao Triệu Phi thực lực muốn so Fujikawa Hiroshi hơi cao hơn một ít, cho dù Fujikawa Hiroshi sử dụng nhẫn thuật, chỉ cần tính hạ tâm lai đi cảm ứng, dùng Triệu Phi năng lực mới có thể phát hiện một ít đầu mối. Đáng tiếc là Triệu Phi nóng lòng cầu thắng, đưa đến tâm tình của hắn biến phải gấp táo lên, mới có thể nhượng hắn mất đi một khỏa bình tĩnh tâm. Ta đã không có cần thiết chơi với ngươi đi xuống, Minh Vương Tổ thống soái cũng không gì hơn cái này, xem ra hôm nay ta một người là có thể cầm hạ 3 trận bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu thắng lợi. Trên lôi đài, Fujikawa Hiroshi thân ảnh lần thứ 2 xuất hiện ở Triệu Phi bên trái, một cái thủ đao trực tiếp chém vào Triệu Phi trên cổ của. Triệu Phi trên cổ ăn một lần đau nhức, trong óc bắt đầu hỗn loạn lên, hai mắt một bế, tức khắc ngất tại trên lôi đài. Fujikawa Hiroshi thắng, hắn đánh thắng Minh Vương Tổ thống soái Triệu Phi. Còn không có đảng tài phán tuyên bố thắng lợi kết quả, đứng tại trên lôi đài Fujikawa Hiroshi, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phong Đạm Vân khinh Diệp Thần Phong, khinh thường nói, Minh Vương Tổ nên là các ngươi Hoa Hạ quốc sức chiến đấu cao nhất bộ môn đi. Ta hiện tại tướng Minh Vương Tổ thống soái đánh bại. Hoa Hạ quốc tiểu tử, ngươi bây giờ còn dám nói cùng ta tỷ đấu chỉ là tiểu hài tử chơi trò chơi sao? Ngươi bây giờ còn có thể đủ tìm ra cái gì lấy cớ để sao? Ngươi dám cùng ta đối chiến sao? Ngươi dám đến trên lôi đài tới sao? Nếu như ngươi không dám, ngươi tự chỉ là một rác rưởi, vẫn nghe nói Hoa Hạ quốc công phu rất tài ba, xem ra tham gia lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu quả thực là lãng phí thời gian. Chương 637, Diệp Thần Phong lên sân khấu. Tràng diện tức khắc yên tĩnh lại. Fujikawa Hiroshi những lời này truyền vào ở đây tất cả mọi người tai trong, một đôi ánh mắt trong khoảnh khắc toàn bộ tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, mà Diệp Thần Phong lại vẫn như cũ là một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng dấp, hơi hài hước hai con ngươi nhìn đứng ở trên lôi đài, hướng hắn liên tục kêu gào Fujikawa Hiroshi. Cái này trên thế giới thế nào tự có nhiều người như vậy không có tự mình hiểu lấy ni? Thế nào tự có nhiều người như vậy thích bản thân tìm ngược ni? Thế nào, ngươi không dám đến trên lôi đài tới? Gặp Diệp Thần Phong không có đáp ứng lập tức xuống, Fujikawa Hiroshi lần thứ 2 mở miệng châm chọc khiêu khích lên. Minh Vương Tổ thành viên mới nơi thính phòng trong, bọn họ nhìn đến thống soái Triệu Phi tượng con chó chết nằm tại trên lôi đài, bọn họ thân là Minh Vương Tổ thành viên. Vẫn là tương đối giữ gìn Minh Vương Tổ, kết quả là tướng khẩu khí này toàn bộ phát tiết đến Diệp Thần Phong trên người. Ta xem tên tiểu tử khốn kiếp này liền cái thứ hèn nhát cũng không bằng, người ta đều chỉ vào mũi điểm danh muốn cùng hắn đối chiến, hắn lại một bộ trang bê dáng dấp, hắn thật đúng là cho là mình là tuyệt thế cao thủ. Có thể trong nháy mắt đem đảo quốc bộ đội đặc chủng cấp miểu sát. Ta xem tiểu tử này thẳng thức thời. Không thấy được liền Triệu thống soái đều không phải đối thủ của đối phương sao? Hắn đứng ở trên lôi đài đi đỉnh cá điểu dùng, bất quá, tiểu tử này cũng quả thực đủ uất ức, nói hắn là kẻ bất lực cũng cất nhắc hắn. Chu Bình, Lục Thiên, Cổ Nhạc, ba người các ngươi thế nào không giúp các ngươi kẻ ngu si lão đại nói chuyện? Là không phải cũng cho là hắn là một cái kẻ bất lực. Hiện tại biết cũng còn không tính là muộn. Nghe Chu Vi những... Này Minh Vương Tổ thành viên mới nói nhiều buồn nôn ngôn ngữ, trong ba người bình thường lời nói ít nhất Cổ Nhạc, nói rằng các ngươi cũng không cần chỉ biết ngoài miệng phô trương, có loại các ngươi đứng ở trên lôi đài đi a. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không môn nói một tiếng, các ngươi muốn lên sân khấu cùng đảo quốc bộ đội đặc chủng đối chiến. Nghe Cổ Nhạc nói như vậy, những này Minh Vương Tổ thành viên mới sôi nổi lựa chọn ngậm miệng. Ngay cả Minh Vương Tổ thống soái Triệu Phi đều không phải đảo quốc bộ đội đặc chủng đối thủ, bọn họ nếu như đứng ở trên lôi đài đi, chỉ do là bản thân hy sinh nguyên liệu. Minh Vương Tổ lão thành viên thính phòng trong, bọn họ trong lòng đặc biệt rõ ràng Diệp Thần Phong thực lực cường hãn, nếu như Diệp Thần Phong lên sân khấu, mới có thể đánh bại hung hăng càn quấy đảo quốc bộ đội đặc chủng, kỳ thực bọn họ trong lòng đã sớm hối hận trước đây chưa cùng Diệp Thần Phong rời khỏi Minh Vương Tổ. Bây giờ vương lực đám người thực lực đã vung bọn họ hơn 10 con phố. Những, này Minh Vương Tổ lão thành viên sôi nổi ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, giờ khắc này đại biểu cho là Hoa Hạ quốc tôn nghiêm cùng vinh nhục, bọn họ hy vọng Diệp Thần Phong lên sân khấu cấp đảo quốc những. Này quy nhi tử tới một cái hung hăng bạt tai.
phòng vệ đội thành viên nơi thính phòng trong. Bọn họ nhìn đến Fujikawa Hiroshi lần thứ hai khiêu khích Diệp Thần Phong, bọn họ trong con ngươi lộ ra cực vì thần sắc khinh thường, theo bọn họ Fujikawa Hiroshi căn bản không xứng làm Diệp thiếu đối thủ. Võ Khôn Minh trong lúc rảnh rỗi, nói rằng, các ngươi nói Thần Phong có thể tại bao lâu thời gian nội đánh bại cái này đảo quốc quy tôn tử. Theo ta thấy tối đa 5 giây chung thời gian, phải biết rằng Thần Phong thực lực thế nhưng đặc biệt kinh khủng. Diệp Đông Kiện hồi đáp. Ta xem Diệp Thiếu muốn đánh bại cái này đảo quốc bộ đội đặc chủng, nhiều lắm 2 giây chung thời gian. Vương Lực mở miệng nói rằng, 2 giây chung đều không yêu cầu, không sai biệt lắm 1 giây đồng hồ vậy là đủ rồi. Mang mặt nạ hắc tâm, cổ họng trong phát sinh thanh âm đầy truyền cảm. Dù sao Thần Phong bất kể cần bao nhiêu giây chung giải quyết cái này đảo quốc quy tôn tử, lúc này Thần Phong khẳng định hội đứng thượng lôi đài. Diệp Đông Kiện vừa cười vừa nói. Chung quanh lôi đài thính phòng vị trí đầu não, Yoshida Masao, Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu, ba người bọn họ cũng không có ở Diệp Thần Phong trên người cảm giác được cường hãn khí tức. Vừa rồi Diệp Thần Phong thế nhưng nhượng Yoshida Masao đặc biệt phẫn nộ căm tức, hiện tại chính là đòi lại khẩu khí này cơ hội. Thuận miệng nói rằng, Hoa Hạ Quốc thanh niên nhân, ngươi là không dám nhận thụ Fujikawa khiêu chiến sao? Ngẫm lại ngược lại cũng đúng. Biết rõ đứng thượng lôi đài thất bại, cho nên người thông minh cũng sẽ không đứng đi lên. Diệp Thần Phong mặt không thay đổi nói rằng, ta đứng thượng lôi đài, cho dù không cần mạng của hắn, hắn cũng sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Diệp Thần Phong thanh âm không tính lớn thanh, cũng không coi là nhỏ tiếng, trên lôi đài Fujikawa Hiroshi vừa vặn có thể nghe rõ. Cổ họng trong phát sinh càn rỡ tiếng cười, ha ha ha, Hoa Hạ Quốc tiểu tử. Chỉ cần ngươi dám đứng thượng lôi đài tới, ngày hôm nay cho dù ngươi ở đây trên lôi đài sát ta, chúng ta đảo quốc cũng tuyệt đối không hội truy cứu trách nhiệm. Đúng, Hoa Hạ Quốc thanh niên nhân, ngươi có dám hay không đi lên lôi đài? Yoshida Masao cũng lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong nhún vai, bình thản từ trên ghế đứng lên, tùy ý nói rằng, nếu các ngươi đều đem lời cấp nói đến phân thượng này, như vậy ta sẽ tới chơi với ngươi một lần tiểu hài tử chơi trò chơi. Dư Phong Niên, Dương Viễn, Diệp Trấn Hồng đẳng Hoa Hạ Quốc một đám cao tầng, gặp Diệp Thần Phong muốn thượng lôi đài cùng Fujikawa Hiroshi tỷ đấu. Những lão gia hỏa này sôi nổi nhượng Diệp Thần Phong muốn cẩn thận một chút, bất quá, bọn họ trong lòng không có quá nhiều lo lắng, dù sao bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong thực lực cường hãn không gì sánh được, ít nhất phải so binh vương tổ thống soái Triệu Phi lợi hại hơn. Chu vi thính phòng trong phòng vệ đội thành viên cùng binh vương tổ lão thành viên. Bọn họ nhìn đến Diệp Thần Phong từng bước đi lên lôi đài sau đó, trong ánh mắt để lộ ra nóng cháy cùng vẻ hưng phấn. Mà thính phòng trong binh vương tổ thành viên mới, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội đáp ứng Fujikawa Hiroshi khiêu chiến. Vừa rồi Diệp Thần Phong không có đáp ứng Fujikawa Hiroshi khiêu chiến, bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong là một cái thứ hèn nhát, bây giờ Diệp Thần Phong đáp ứng Fujikawa Hiroshi khiêu chiến. Bọn họ lại cho rằng Diệp Thần Phong là không biết lượng sức, là mình tới trên lôi đài đi tìm ngược. Các ngươi nói tiểu tử này có thể kiên trì mấy giây? Liên Triệu thống soái đều không phải đảo quốc bộ đội đặc chủng đối thủ, ta xem tiểu tử này có thể kiên trì 10 giây trung tựu rất giỏi rồi. Ngươi cũng quá đề cao tiểu tử này đi, nhìn hắn cái này phó tiểu thân thể, hắn có thể kiên trì 5 giây trung cũng đã là cảm ơn trời đất. Ta xem tiểu tử này là bị ép đứng thượng lôi đài, cái này tên đảo quốc bộ đội đặc chủng luôn mãi điểm danh muốn khiêu chiến hắn, nếu như hắn nếu không đứng thượng lôi đài, phỏng chừng hắn sau đó cũng không mặt mũi thấy người, cho nên ta xem tiểu tử này rất có thể liền 1 giây đồng hồ cũng không kiên trì được. Lúc này Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc hoàn toàn không để ý đến, Chu Vi binh vương tổ thành viên mới giễu cợt, Chu Bình đệ nhất cái hướng trên lôi đài la lớn. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ ta Chu Bình sao? Ta vĩnh viễn chống đỡ lão đại ngươi. Lão đại, ta là Lục Thiên A, ta cuối cùng toán lại gặp được lão đại ngươi vội vàng đem cái này đảo quốc bộ đội đặc chủng cấp thu thập. Lục Thiên cũng giống to. Lão đại, ta Cổ Nhạc sau đó còn là quyết định theo ngươi, lão đại ngươi mới là đáng giá chúng ta đi theo. Cổ Nhạc hướng trên lôi đài Diệp Thần Phong phất phất tay, hắn tại gia nhập binh vương tổ trong mấy ngày nay. Cảm giác binh vương tổ bên trong huấn luyện cũng tự cái dạng này, còn không có Diệp Thần Phong truyền thụ cho bọn họ một bộ quân thể quyền tới hữu dụng ni.
Diệp Thần Phong nghe được thanh âm sau, thấy được thính phòng trong, Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc ba người này thân ảnh, không khỏi nhớ lại ban đầu ở phi dược bộ đội sinh hoạt, đồng dạng hướng Chu Bình đám ba người phất phất tay, sau đó, vẻ mặt tùy ý nhìn chăm chú vào trước mặt Fujikawa Hiroshi. Hoa Hạ Quốc tiểu tử, ta có thể cho ngươi năm chiêu, bất quá, cái này cũng muốn nhìn ngươi có thể không thể đủ đánh đến ta. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi ở trước mặt ta mới là tiểu hài tử chơi trò chơi. Fujikawa Hiroshi xoay xoay cái cổ nói rằng. Lời vô ích thật nhiều, chờ ngươi thật đánh thắng ta lại nói, ta khuyên ngươi còn là không để cho ta, nếu không ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có, bất quá, cho dù ngươi không cho ta, phỏng chừng còn là liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Diệp Thần Phong khóe miệng há miệng khai một vòng nụ cười sáng lạn nói rằng. Nghe được trên lôi đài tranh phong tương đối nói chuyện, cùng một đám Hoa Hạ Quốc cao tầng ngồi chung một chỗ Yoshida Masao, nói rằng, dư thủ trưởng, người nói quốc gia các ngươi tiểu tử này có thể tại Fujikawa thuộc hạ chống nổi mấy chiêu. Ta xem hắn không phải là các ngươi Hoa Hạ Quốc trong quân đội người đi. Ta trái lại thật bội phục dũng khí của hắn, bất quá, ta đối với hắn cái này loại tự phụ thái độ rất không giải thích được, ta nghĩ hắn nên lập tức thì sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Yoshida tiên sinh, bây giờ không phải là nói những lời này thời gian, chúng ta chậm chậm thưởng thức thi đấu đi. Dư Phong Niên không vui nói. Trên lôi đài, ăn mặc Hoa Hạ Quốc quân trang tài phán, nói rằng thi đấu bắt đầu. Tại tài phán hô hạ thi đấu lúc mới bắt đầu, Fujikawa Hiroshi thân ảnh liền biến mất, xem ra hắn chuẩn bị trêu đùa một phen Diệp Thần Phong. Dưới đài một đám minh vương tổ thành viên mới. Bọn họ khi nhìn đến Fujikawa Hiroshi tiêu thất tại trên lôi đài, có người nói cái này trang bê tiểu tử sẽ trở bị ngược đi. Thực sự là không cam lòng a. Hoa Hạ Quốc bộ đội đặc chủng thể diện cũng bị hắn ném sạch. Chương 638, một cước đá chết. Dưới lôi đài, phòng vệ đội thành viên nơi thính phòng trong, Diệp Đông Kiện tại tài phán hô hạ thi đấu bắt đầu trong nháy mắt, hắn lập tức mở ra trong điện thoại di động tính theo thời gian software. Mà đứng tại trên lôi đài Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn linh hồn lực sớm tập trung ở Fujikawa Hiroshi, cho dù Fujikawa Hiroshi nhẫn thuật đạt được xuất thần nhập hóa tình cảnh, Diệp Thần Phong cũng có thể dễ dàng phân biệt ra Fujikawa Hiroshi nơi phương vị. Cho nên, tại tài phán hô hạ thi đấu bắt đầu trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân ảnh biến động, tốc độ sắp tới cực hạn, trong không khí lưu lai từng đạo tàn ảnh, tràn đầy 10 cấp linh hồn lực chân phải, chợt hướng bên trái không khí đá tới. Một cước này sinh mãnh liệt dường như muốn tướng không khí đều muốn đá tét thông thường. Minh Vương tổ thành viên mới nơi thính phòng trong, Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc mặt thượng tràn đầy vẻ hưng phấn, đến nỗi cái khác Minh Vương tổ thành viên mới, bọn họ tuy rằng cũng bị Diệp Thần Phong cái này sinh mãnh liệt một cước chấn động ở, nhưng là vừa lập tức tỉnh lại, rất nhiều người trong ánh mắt vẫn là mang theo nồng đậm xem thường, khẩu chung rối rít thảo luận sôi nổi lên. Tiểu tử này một cước này đến cũng bị đá thật giống hồi sự, nếu là hắn thật có thể đủ đá trúng đảo quốc bộ đội đặc chủng, ta còn không bằng trực tiếp một đầu đụng chết. Tiểu tử này hoàn toàn là vớ vẩn Jenny, trên mặt hắn biểu tình trái lại làm man đúng chỗ, rất có ảnh đế phong thái mà. Thính phòng vị trí đầu não Hoa Hạ Quốc cao tầng, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong đá ra một cước này sau, một đám trong lòng bắt đầu biến được khẩn trương lên. Trái lại Yoshida Masao nở nụ cười nói rằng, dư thủ trưởng, quốc gia các ngươi có câu là mù mèo bính thượng tử háo tử, ta xem cái này Hoa Hạ Quốc thanh niên nhân là đụng không thượng tử chuột, ngươi còn là. Phanh, một tiếng vang dội từ trên lôi đài truyền ra, tướng Yoshida Masao lời nói cắt đứt. Yoshida Masao bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, miệng trương đầy đủ nhét hạ một quả trứng gà. Đứng tại Yoshida Masao sau lưng Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu, bọn họ hai cái mặt thượng không bao giờ nữa có thể giữ vững bình tĩnh, trong lỗ mũi nguyên bản đều hô hấp, bắt đầu biến được càng ngày càng gấp rút lên. Hoa Hạ Quốc một đám cao tầng trong nháy mắt nín thở, Dư Phong Niên, Dương Viễn, Diệp Trấn Hồng, Võ An Quốc đẳng các lão đầu tử nhìn đến trên lôi đài tràng cảnh, bọn họ một đám là kích động thân thể run rẩy. Bàn tay nhịn không được nắm chặt thành nắm tay. Phòng vệ đội thành viên nơi thính phòng trong, bọn họ tuy rằng khẳng định Diệp Thần Phong là tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng nhìn đến trước mắt cái này bức họa. Bọn họ trong lòng vẫn như cũ là kích động không nói nên lời, Diệp Đông Kiện trong tay cầm điện thoại di động,
ngây người liền tính theo thời gian khí đều quên đình chỉ. Minh Vương tổ lão thành viên nơi thính phòng trong, bọn họ một đám không tự chủ được từ trên ghế đứng lên, cổ họng trong muốn lớn tiếng gầm rú, trên cổ nghẹn được nổi gân xanh. Mặt thượng hưng phấn đỏ bừng không gì sánh được, có thể là bọn hắn không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của giờ khắc này. Đến nỗi Minh Vương tổ thành viên mới nơi thính phòng trong, bao quát Chu Bình đám ba người ở bên trong, bọn họ toàn bộ là dại ra ở, Chu Bình đám ba người trước đây cùng Diệp Thần Phong nhận thức thời gian, Diệp Thần Phong linh hồn lực ở vào đặc biệt thấp trình tự, căn bản là không có cách gì cùng bây giờ Diệp Thần Phong đánh đồng. Dẫn đến tất cả mọi người tại chỗ thất thố như vậy nguyên nhân là mới vừa Diệp Thần Phong đá ra đi một cước, trực tiếp đá trúng ẩn núp ở trong không khí Fujikawa Hiroshi. Bị Diệp Thần Phong một cước đá trúng Fujikawa Hiroshi, từ trong không khí bạo lộ ra, cả người hướng thao luyện trường xa xa một chắn tường té bay ra ngoài, y phục trên người hắn bị Diệp Thần Phong linh hồn lực cấp vỡ vụn, linh hồn lực còn đang không ngừng nát bấy Fujikawa Hiroshi thân thể. Fujikawa Hiroshi thịt trên người từng khối biến thành thịt vụn, cả người hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, cuối cùng thân thể nặng nề đụng vào xa xa một chắn trên tường. Cả người hắn thân thể toàn bộ rơi vào trong vách tường, hai điều cánh tay cùng trên hai đùi liền một miếng thịt cũng không có, chỉ có thể thấy hắn trắng hiếu xương, cả người là tử không thể đủ lại tử. Phải biết rằng vừa rồi một cước trung ẩn chứa 10 cấp linh hồn lực, Fujikawa Hiroshi như thế một người bình thường trung cao thủ, hắn làm sao có thể ngăn cản được một cước này. Nếu Fujikawa Hiroshi nói giết chết hắn, đảo quốc cũng tuyệt đối không hội truy cứu. Như vậy Diệp Thần Phong lại cần gì phải thủ hạ lưu tình? Ta đã nói rồi, ta đứng thượng lôi đài, cho dù không cần mạng của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Đáng tiếc vừa rồi một cước dùng quá sức một điểm, trực tiếp bắt hắn cho đưa lên Tây Thiên đi. Đứng tại trên lôi đài Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, trong miệng lẩm bẩm. Tên ngày hôm nay trận này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu tài phán, hắn đứng ở dưới lôi đài. Cổ họng trong âm thầm chật vật nuốt nước bọt, trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Minh Vương tổ thành viên mới thính phòng trong, Lục Thiên Đệ nhất cái dụng hết toàn lực quát, lão đại, ngươi thực sự quá đẹp trai. Lão đại, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi, ta cuối cùng là lại tìm đến tổ chức, sau đó ta Chu Bình tử đổ thừa ngươi không đi. Chu Bình kích động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Thời gian qua lời nói ít nhất cổ nhạc. Hít sâu một hơi, quát, lão đại uy vũ, lão đại muôn năm. Chu Vi Minh Vương tổ thành viên mới tại Chu Bình đám người tiếng gào chung, rối rít từ ngây người chung tỉnh lại, bọn họ trong đầu nhớ lại Diệp Thần Phong một cước tướng Fujikawa Hiroshi đá bay. Tại cái này bị đá bay trong quá trình, Fujikawa Hiroshi trên người phát sinh khủng bố biến hóa, cuối cùng trở thành một huyết nhân rơi vào trong vách tường, cái này bức tuyệt đối chấn động cảm quan hình ảnh. Hình như là chỉ có tại điện ảnh trung tài năng đủ thấy đặc hiệu đi. Lại mà, những, này Minh Vương tổ thành viên mới, bọn họ nghĩ khởi vừa rồi đúng Diệp Thần Phong châm chọc khiêu khích, bọn họ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, tượng Diệp Thần Phong như vậy cao thủ tài toán là cao thủ A. Triệu Phi cùng Diệp Thần Phong so sánh, quả thực là yếu bạo. Giờ khắc này, những, này Minh Vương tổ thành viên mới lập tức trở thành Diệp Thần Phong miến. Cái này trên thế giới có cường hãn lực lượng cường giả, tuyệt đối là sẽ phải chịu vô số người truy phủng. Bọn họ nhìn Chu Bình đẳng giống lớn gọi ba người, một đám trong lòng bắt đầu ước ao Chu Bình chúng nhân có thể có được thực lực mạnh mẽ như vậy lão đại rồi. Nghĩ khởi chuyện mới vừa rồi, bọn họ thật sự là cảm thấy bản thân quá buồn cười một ít. Phong vệ đội thành viên thính phòng trong, Diệp Đông Kiện nói lắp bắp thần Phong, cái này, tiểu tử này cũng quá yêu làm náo động đi. Vậy mà trực tiếp tướng cái này tên đảo quốc quy tôn tử cấp một cước đá chết. Thần Phong một cước này trung ẩn chứa nhiều cường lực lượng. Mỗi lần nhìn hắn cùng người khác giao chiến, ta cuối cùng cảm giác mình tại nhìn nhất bộ động tác tảng lớn giống nhau, ta ngày nào đó có thể đến Thần Phong tài nghệ này thì tốt rồi. Võ Khôn Minh cảm thán nói rằng, tại mọi người còn đắm chìm trong kích động cùng trong hưng phấn thời gian, Yoshida Masao chợt từ trên ghế đứng lên. Quát dẹp đường, tốt người cái hoa hạ quốc tiểu tử, người chẳng lẽ không biết đây chỉ là thi đấu sao? Người vậy mà tướng Fujikawa cấp giết chết. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, nói rằng, chớ quên các ngươi mới vừa nói qua lời nói, cái này gọi Fujikawa ra hỏa không phải nói,
chỉ cần ta có dũng khí đi lên lôi đài, cho dù ta đem hắn giết, đảo quốc cũng tuyệt đối không hội truy cứu trách nhiệm, ngươi không phải cũng đồng ý sao? Lẽ nào các người đảo quốc người ta nói lời nói coi như là đánh giấm sao? Yoshida Masao bị Diệp Thần Phong một câu nói cấp ế gần chết, số một thủ trưởng Dư Phong Niên mở miệng nói rằng, Yoshida tiên sinh, cái này sẽ là của ngươi không đúng, nguyên bản cái này loại thi đấu là không nên xuất hiện tử vong, có thể mới vừa rồi là quốc gia các ngươi Fujikawa cùng chính ngươi chính mồm nói ra cái này lần cam kết, ta nghĩ Yoshida tiên sinh cũng sẽ không lật lọng đi. Có dũng khí lật lọng cấp ta Diệp Trấn Hồng thử nhìn một chút, đừng tưởng rằng ta Diệp Trấn Hồng tôn tử là dễ khi dễ. Bây giờ đạo lý đứng tại Hoa Hạ quốc bên này, Diệp Trấn Hồng cũng tự cường ngạnh lên tiếng, hoàn toàn không có muốn cấp Yoshida Masao thể diện ý tứ. Đảo quốc xác rưởi, đảo quốc xác rưởi, đảo quốc xác rưởi. Chu vi thính phòng trong người khi nhìn đến Yoshida Masao muốn truy cứu trách nhiệm, mọi người tức khắc hô khởi như thế một cái khẩu hiệu. Cảnh này khiến Yoshida Masao, Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu sắc mặt biến được xấu xí không gì sánh được. Cái này đối với bọn hắn mà nói là một loại sỉ nhục, một loại thật sâu sỉ nhục. Có thể nói ra, coi như là tát nước ra ngoài, Yoshida Masao tận lực khắc chế bản thân trong thân thể cực độ tức giận tâm tình. Hắn biết nếu như mình nhất định muốn theo đuổi Diệp Thần Phong trách nhiệm, như vậy Hoa Hạ quốc tuyệt đối không hội khoanh tay đứng nhìn. Huống chi bây giờ bọn họ là tại Hoa Hạ quốc, tự càng không có man không nói lý tư bản. Chương 639, xuất cái ngã gục. Bên tai truyền đến chói tai lên án thanh, Yoshida Masao sâu hít hai cái khí, cấp bách cho bất đắc dĩ cúi đầu, nói rằng, mới vừa rồi là ta nhất thời xung động, đã quên lời của mình đã nói, ta không hội truy cứu cái này Hoa Hạ quốc người tuổi trẻ trách nhiệm. Một đám Hoa Hạ quốc cao tầng cái này tài hài lòng điểm gật đầu. Lúc này Yoshida Masao bọn họ hung hăng càn quấy không đứng dậy đi. Dư Phong Niên vừa cười vừa nói, nếu là Yoshida tiên sinh nhất thời xung động, như vậy ta cũng cho rằng không có việc gì phát sinh, kế tiếp bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu là không tiếp tục. Yoshida Masao nhìn thoáng qua đứng tại trên lôi đài Diệp Thần Phong, vừa liếc nhìn xa xa rơi vào trong vách tường, tử không thể đủ lại tử Fujikawa Hiroshi. Hắn mặc dù biết Fujikawa Hiroshi là hắn mang tới trong ba người thực lực yếu nhất một cái, thế nhưng liền Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu đều không có biện pháp trong vòng một chiêu đánh chết Fujikawa Hiroshi, cho nên nói Diệp Thần Phong thực lực cao hơn Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu. Lúc này nếu như lại phái người đi tới cùng Diệp Thần Phong đối chiến, rõ ràng cho thấy tự tìm đường chết cách làm, Yoshida Masao ra vẻ ho một tiếng. Nói rằng ta xem lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu tựu đến nơi đây đi. Chúng ta đảo quốc cùng các ngươi Hoa Hạ quốc từng người thắng một hồi, coi như làm lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu chúng ta hai nước trong lúc đó đánh cái bình thủ. Đứng tại trên lôi đài Diệp Thần Phong nghe được Yoshida Masao nói như vậy, hắn không đợi Dư Phong Niên trả lời, liền lập tức lên tiếng, lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu là các ngươi đảo quốc nói ra. Hiện tại các ngươi lại muốn trên đường thối lui ra khỏi, các ngươi cho là chúng ta Hoa Hạ quốc cứ như vậy dễ gạt gẫm sao? Ghê gớm như vậy, kế tiếp ta không bị thương cùng các ngươi đảo quốc còn lại hai người ngu ngốc bộ đội đặc chủng tính mệnh, như vậy có thể hay không? Diệp Thần Phong hài hước ánh mắt nhìn về phía Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu. Hai cái này vừa mới bắt đầu đi tới binh vương căn cứ thời gian, không ai bì nổi đảo quốc bộ đội đặc chủng. Bây giờ đối mặt Diệp Thần Phong ánh mắt, bọn họ hai cái bắt đầu biến được sợ hãi rụt rè, bọn họ đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, như vậy còn muốn đi đến trên lôi đài đi, không phải là mình cho mình một ngạt mà. Đừng nói cho ta, các ngươi như vậy còn không dám đi lên lôi đài. Tốt lắm, ta lui thêm bước nữa, ta không cần hai tay, chỉ dùng hai chân tới cùng các ngươi đối chiến, như vậy tổng được chưa? Diệp Thần Phong lần thứ hai nhìn về phía Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu. Okamoto Kazushi cùng Nagase Yoshikazu, bọn họ hai cái vừa rồi đã kiến thức qua Diệp Thần Phong cường hãn một cước, cho dù Diệp Thần Phong không cần hai tay, bọn họ cũng hay là không dám đi lên lôi đài. Ta nói các người đảo quốc bộ đội đặc chủng cũng quá uất ức một ít đi. Ta lần này người tốt làm được đấy. Ai cho các người đi tới là chúng ta Hoa Hạ quốc ni. Chúng ta Hoa Hạ quốc từ trước đến nay là một cái lễ nghi chi bang, ta hai tay hai chân đều không cần,
chỉ có thể đứng tại chỗ, như vậy các ngươi có dám hay không cùng ta đối chiến? Diệp Thần Phong trên mặt mang cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được Diệp Thần Phong hai tay hai chân đều không cần, cái này không phải đứng nhượng đảo quốc quy nhi tử đánh sao? Diệp Thần Phong ra ra Diệp Trấn Hồng đầu tiên lên tiếng, nói rằng Thần Phong. Ngươi không nên hồ nháo, hai tay hai chân đều không cần, ngươi như thế nào cùng đảo quốc bộ đội đặc chủng đối chiến? Ra ra, ngươi yên tâm đi, ta xem cho dù ta không cần hai tay hai chân, đảo quốc bộ đội đặc chủng hay là không dám đi lên lôi đài tới đối chiến. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai nói rằng. Okamoto Kazushi bước ra một bước, nếu như Diệp Thần Phong thật không cần hai tay hai chân. Như vậy cái này không phải rõ ràng nhượng hắn ngược mà. Hắn trong lòng chính nín một cổ khí ni, miệng quát, Hoa Hạ Quốc tiểu tử, ngươi có phải thật vậy hay không không cần hai tay hai chân? Nếu là ngươi ở đây trong tranh tài lật lọng, vậy hẳn là phải làm sao? Chúng ta Hoa Hạ Quốc có câu là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nếu như ta lật lọng, như vậy ta tùy các ngươi đảo quốc xử trí, ta đem lời nói rõ ràng như vậy, các ngươi sẽ không có vấn đề đi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, Hoa Hạ Quốc thanh niên nhân, những lời này thế nhưng ngươi nói. Nói ra cũng không thể đủ đổi ý. Yoshida Masao cũng tinh thần tỉnh táo, nếu như Diệp Thần Phong hai tay hai chân đều không cần, như vậy hắn còn có thể có cái gì sức chiến đấu. Yoshida Masao rồi hướng Dư Phong Niên, nói rằng, Dư Thủ trưởng, quốc gia các ngươi người trẻ tuổi này nói, ngươi cũng đều nghe được đi. Đến lúc đó hy vọng ngươi không cần thiên vị hắn mới tốt. Dư Phong Niên tịnh không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong thực lực chân chính đến trình độ nào. Không cần hai tay hai chân còn thế nào chiến đấu. Đúng trên lôi đài Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong. Ta có thể cho rằng ngươi mới vừa rồi là đang nói đùa, ngươi vội vàng từ trên lôi đài đi xuống. Diệp Thần Phong cũng biết Dư Phong Niên là có hảo ý, hướng Dư Phong Niên thân mật cười cười. Ngón tay chỉ vào Okamoto Kazushi. Nói rằng, nếu như muốn cùng ta đối chiến, ngươi tự cấp ta lập tức đến trên lôi đài tới, nếu như ta không cần hai tay hai chân, ngươi còn không dám cùng ta đối chiến, như vậy thì cấp ta chạy trở về đảo quốc đi. Okamoto, nếu cái này Hoa Hạ Quốc thanh niên nhân như thế có tự tin, như vậy ngươi đi tới cấp ta giáo huấn một chút hắn, ta đảo muốn nhìn tự tin của hắn nơi phát ra cho địa phương nào. Yoshida Masao đúng Okamoto Kazushi nói rằng, một bên Nagase Yoshikazu tổng giấc ngủ cái này kiện sự tình có cái gì không đúng, đứng tại trên lôi đài cái kia Hoa Hạ Quốc tiểu tử hội tốt như vậy nói. Nhưng hắn không có lựa chọn tại cái này thời gian mở miệng, có lẽ là hắn quá lo lắng cũng nói không nhất định. Dư thủ trưởng, chúng ta kế tục ngồi xuống thưởng thức bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu đi. Ta nghĩ trận này đặc chủng giao lưu hành hương đặc biệt đặc sắc. Yoshida Masao vừa cười vừa nói. Dư Phong Niên bất đắc dĩ ngồi về cái ghế thượng, hôm nay là Diệp Thần Phong mình làm ra lựa chọn như vậy hắn cũng thật không xong đi ngăn cản cái gì, chỉ có thể hy vọng Diệp Thần Phong tại không cần hai tay hai chân tình huống hạ, như cũ có thể tướng Okamoto Kazushi đánh bại. Võ An Quốc nhìn đến mặt thượng tràn ngập lo lắng Diệp Trấn Hồng, vội vã thấp giọng nói rằng, Trấn Hồng, người yên tâm đi, người gặp qua Thần Phong tiểu tử này có hại sao? Thần Phong nhất định là có 100% chắc chắn, tài sẽ nói ra như thế một phen lời nói tới. Hy vọng như thế chứ. Diệp Trấn Hồng thở dài một hơi, khàn khàn hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Thần Phong. Okamoto Kazushi tướng toàn thân thực lực trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, từng bước hướng trên lôi đài đi tới, mỗi đi ra một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu hạ một cái dấu chân thật sâu. Có thể thấy được Okamoto Kazushi cũng không là một cái tốt mã rẻ cùi ra hỏa. Minh Vương tổ thành viên mới thính phòng trong, đang nghe được Diệp Thần Phong nếu không dùng hai tay hai chân đối chiến, lại nhìn đến Okamoto Kazushi tại trên mặt đất lưu lại một đám vết chân, bọn họ bắt đầu nhíu mày tới, bọn họ cảm giác Diệp Thần Phong có chút thác đại. Chu Bình, các ngươi lão đại tại không cần hai tay hai chân tình huống hạ, có thể tướng cái này đảo quốc bộ đội đặc chủng đánh bại sao? Xem chừng thực lực của người này muốn so vừa rồi người kia mạnh hơn không ít. Đúng vậy, chúng ta bây giờ có thể không là cười nhạo các ngươi lão đại, chúng ta đánh trong đáy lòng bội phục các ngươi lão đại rồi, thế nhưng không cần hai tay hai chân muốn thế nào chiến đấu ni. Minh Vương tổ thành viên mới sôi nổi ngươi một câu, ta một câu nghị luận, Lục Thiên Phách bộ ngực nói rằng,
ta tin tưởng lão đại của ta, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng cái này đảo quốc bộ đội đặc chủng. Ta cũng tin tưởng lão đại. Ta càng là vô điều kiện tin tưởng lão đại của chúng ta. Sau đó Cổ Nhạc cùng Chu Bình cũng lần lượt biểu đạt bọn họ đúng Diệp Thần Phong tín nhiệm, cái này loại tín nhiệm là gần như manh mục, chỉ là bởi vì Diệp Thần Phong là bọn hắn lão đại, cho nên bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong không thể có thể thua. Phong vệ đội thành viên nơi thính phòng trong, Diệp Đông Kiến lắc đầu, nói rằng, xem ra hôm nay danh tiếng đều phải bị Thần Phong cướp đi, thật đúng là cho là Thần Phong là ngu ngốc sao. Cho dù hắn không động một ngón tay, phỏng chừng cũng có thể 100% ngược tử những. Này đảo quốc quy cháu trai. Ai, xem ra có Thần Phong tại địa phương, nam nhân khác cũng chỉ có cho hắn đương làm nền phần. Võ Khôn Minh bất đắc dĩ thở dài nói rằng. Ở chung quanh thính phòng trong nghị luận ầm ĩ thời gian, Okamoto Kazushi khí thế 10 phần đi lên đi thông lôi đài bậc thang, hắn hiện tại bộ dáng này từ bên ngoài thượng khán thế nhưng 10 phần bá khí. Nhưng mà, Diệp Thần Phong 10 cấp linh hồn lực đã sớm phóng ra ngoài đi ra, khống chế được linh hồn lực chợt đánh úp về phía Okamoto Kazushi đại thối. Okamoto Kazushi đệ nhất bước vừa đạp lên bậc cấp, hắn liền cảm thấy hai chân trên đầu gối bị vô hình nghiêm trọng áp lực. Phù phù, một tiếng, Okamoto Kazushi trực tiếp té lăn quay trên bậc thang, tới một cái chính tông ngã gục, miệng vừa vặn đánh vào trên bậc thang, khẩu trung đại môn răng trong nháy mắt sụp đổ rơi. Nhẹ nhẹ máu tươi từ Okamoto Kazushi trong miệng chảy ra, đau hắn là gương mặt biểu tình dữ tợn không gì sánh được. Ta nói các người đảo quốc người thế nào cứ như vậy không đáng tin cậy ni. Chúng ta bây giờ là đang tiến hành bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, người đây là tới cho chúng ta khôi hài. Cho dù ta nhường người hai tay hai chân, người cũng không cần hưng phấn liền đường cũng sẽ không đi đi. Diệp Thần Phong vẻ mặt khinh bỉ bĩu môi mong chờ nói rằng. Chu vi thính phòng trong người, nhìn đến vừa còn một bộ phong phạm cao thủ người, trong nháy mắt tới cái ngã gục, còn sụp đổ rơi đại môn răng, cái này hí kịch tính một màn, có thể dùng trong cổ họng bọn họ nhịn không được càn rỡ cười to lên, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Chương 640, cái này nha, có tự ngược khuynh hướng. Thao luyện trường thượng phô thiên cái địa tiếng cười to, có thể dùng Okamoto Kazushi trên gương mặt nóng hừng hực khó chịu. Một đôi môi hoàn toàn sưng lên, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ từ trên bậc thang đứng lên, vừa rồi hắn trên hai chân bị vô hình áp lực biến mất không thấy, đôi mắt kinh nghi bất định nhìn chăm chú vào đứng tại trên lôi đài Diệp Thần Phong. Từ vừa rồi đến hiện tại Diệp Thần Phong cước bộ không có bước ra qua bất luận cái gì một bước, cho nên Okamoto Kazushi cho rằng trên chân bị vô hình áp lực, cái này hẳn không phải là Diệp Thần Phong gây nên, bởi răng cửa sụp đổ rơi đau đớn. Okamoto Kazushi trong miệng đảo hít hai cái lãnh khí, thận trọng đi lên lôi đài, đứng ở cách Diệp Thần Phong có 6 mét tả hữu địa phương xa. Hoa Hạ Quốc tiểu tử, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, nếu như ngươi dùng hai tay hai chân, như vậy ngươi sẽ tùy ý chúng ta đảo quốc xử trí. Okamoto Kazushi trong miệng hở nói lời nói, bộ dáng kia khá vì buồn cười. Ngươi nghĩ rằng ta Diệp Thần Phong là các ngươi đảo quốc người sao? Đã nói coi như là tại đánh giắm, vội vàng động thủ cho ta đi. Diệp Thần Phong trên mặt mang phong đạm vân khinh dáng tươi cười. Tốt, ta đảo muốn nhìn ngươi không cần hai tay hai chân, ngươi vẫn có thể có cái gì có thể chịu đựng. Okamoto Kazushi trong lòng nín một hơi thở là càng ngày càng khó bị, hắn dự định tướng mới vừa rồi bị ở đây đại bộ phận người cười nhạo lần kia bất ngờ không sai, toàn bộ nhất định phát tiết đến Diệp Thần Phong trên người. Tên ăn mặc Hoa Hạ Quốc quân trang tài phán, lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong sau đó, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tại tài phán vừa dứt lời chi tế, Okamoto Kazushi liền nhanh chóng hướng Diệp Thần Phong vào tới, một mặt giơ quả đấm hướng tới Diệp Thần Phong mặt thượng ném tới, vừa nói, Hoa Hạ Quốc tiểu tử. Chớ quên ngươi lời của mình đã nói. Mắt thấy mạnh mẽ nắm tay cách Diệp Thần Phong mặt càng ngày càng gần, Okamoto Kazushi đã quên răng cửa văng tung tóe đau đớn. Mặt thượng dáng tươi cười là càng nồng nặc, hắn dường như đã có thể nhìn đến Diệp Thần Phong bị hắn một quyền giải quyết tràng cảnh, trong lòng khinh thường thầm nghĩ, cái này Hoa Hạ Quốc tiểu tử quả thực chính là ngu ngốc, lại có thể hội đưa ra như vậy tiện nghi điều kiện của ta tới. Thính phòng trong, Hoa Hạ Quốc cao tầng, phòng vệ đội thành viên, binh vương tổ lão thành viên cùng binh vương tổ thành viên mới, cùng với cái khác đến đây quan khán ngày hôm nay cuộc tranh tài này bộ người trong đội.
Bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong lập tức cũng bị Okamoto Kazushi nắm tay đập chúng sau, bọn họ một đám tâm đều nhắc tới cuống họng mắt. Ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trên lôi đài. Đến nỗi Yoshida Masao cùng Nagase Yoshikazu tắc là vẻ mặt cười híp mắt, nhìn đến Okamoto Kazushi nắm tay cách Diệp Thần Phong chỉ còn lại có 5-6 cm cự ly thời gian, Nagase Yoshikazu tại trong lòng thầm nghĩ, xem ra thật là ta quá lo lắng, cái này Hoa Hạ quốc thanh niên hẳn không có sức đánh trả. Okamoto Kazushi nắm tay không ngừng đến gần Diệp Thần Phong mặt. 4 cm, 3 cm, 2 cm, 1 cm, Okamoto Kazushi nắm tay muốn đánh tới Diệp Thần Phong mặt, ở đây rất nhiều người nước Hoa nhìn không được đổi qua đầu, theo bọn họ Diệp Thần Phong nhất định là hội bị nắm tay đập chúng, mà Okamoto Kazushi mặt thượng là cười nở hoa. Nhưng mà, ngay chỉ mảnh treo chuông thời khắc, Okamoto Kazushi cảm giác huy đi ra ngoài hữu quyền, bị một cổ lực lượng cường đại khống chế được, nắm tay chậm chậm co lại trở về, tướng nắm tay nhắm ngay hắn mặt của mình môn. Chợt hướng hắn mặt của mình môn tạp đi tới. Phanh, một tiếng. Okamoto Kazushi hữu quyền trực tiếp đập vào hắn bản thân xương sống mũi thượng. Đưa hắn xương sống mũi cấp tạp đoạn, trong lỗ mũi không ngừng có tiên máu chảy ra, đau đến hắn nước mắt muốn chảy ra. Diệp Thần Phong ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi, đây là muốn nhượng ta. Xem ra các người đảo quốc người cũng không hoàn toàn đúng đồ vô sỉ mà. Okamoto Kazushi trên lỗ mũi đau nhức không gì sánh được, nhìn đến Diệp Thần Phong mặt thượng nghi ngờ biểu tình sau, âm thầm hỏi, lẽ nào không phải mới vừa tiểu tử này đang làm trò quỷ? Cũng đúng, hắn vừa rồi liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích, ta ngày hôm nay đây là thế nào? Ta cũng không tin cái này ta, lần này ta nhất định muốn tướng tiểu tử này đánh quỷ dạp trên mặt đất, hay nhất có thể nhượng hắn tới cái bán thân bất toại. Okamoto Kazushi điều chỉnh một phen tâm tình, tự cho là đúng nói rằng, Hoa Hạ quốc tiểu tử, vừa rồi một quyền này là ta nhượng ngươi, ta Okamoto Kazushi nhưng cũng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, lúc này ngươi chuẩn bị chân chính tiếp chiêu đi. Chu vi thính phòng trong người, bao quát Yoshida Masao cùng Nagase Yoshikazu, tất cả mọi người bị khiến cho đầu óc mơ hồ, cho dù Okamoto Kazushi muốn nhượng Diệp Thần Phong, hắn cũng không cần tự mình đánh mình đi. Còn trực tiếp tướng bản thân xương sống mũi cắt đứt, đây cũng quá 2B1X đi. Okamoto Kazushi hiện tại không rảnh đi để ý tới thính phòng trong đối với hắn nghị luận, hắn thầm nghĩ phải mau sớm tướng Diệp Thần Phong cấp đánh ngã, vì vậy một lần nữa hướng Diệp Thần Phong công kích, lúc này đây hắn lựa chọn đá chân, chân phải chợt hướng Diệp Thần Phong trên bụng đá vào. Một cước này, Okamoto Kazushi toàn lực đánh ra, tốc độ so vừa rồi huy quyền càng tăng nhanh. Tại dưới lôi đài đại bộ phận người cho là lần này Diệp Thần Phong chạy không khỏi một cước này thời gian, bất ngờ một lần nữa phát sinh. Okamoto Kazushi cảm giác trên hai chân bị hai cổ lực lượng tại lôi ra ngoài, một cước trực tiếp đá chật, hai chân tại trên lôi đài tới một cái hoành xoa, giữa hai chân bằng đại nạn độ ra đi. Xé kéo, một tiếng, từ Okamoto Kazushi đúng quần trong truyền ra, xem ra là quần của hắn băng liệt. Bởi Okamoto Kazushi xương đã hoàn toàn định hình, cái này đột nhiên hoành xoa phách chân, có thể dùng hắn đúng quần trong đồ chơi kia như thiêu như đốt, mặt thượng tràn đầy thần sắc thống khổ. Diệp Thần Phong nhìn tại trên lôi đài hoành xoa Okamoto Kazushi, lại một lần nữa nghi ngờ hỏi, người hôm nay là tới cho chúng ta biểu diễn sao? Thỉnh ngươi chăm chú một điểm, ta đều nhường ngươi hai tay hai chân, ngươi xem một chút chính ngươi là đức hạnh gì? Lại đi thượng lôi đài thời gian xuất rơi đại môn răng, vừa rồi lại tự mình đánh mình, hiện tại lại đang trên lôi đài chơi khởi hoành xoa phách chân tới. Ta nói rồi ngươi không cần để cho ta, còn là ngươi đang sợ ta. Cho là ta nhường ngươi hai tay hai chân, ngươi vẫn như cũ là đánh không thắng ta. Như vậy ngươi vội vàng cấp ta lăn xuống lôi đài đi thôi. Okamoto Kazushi một lần lại một lần khôi hài, nhượng dưới lôi đài thính phòng trong người toàn bộ sôi trào lên. Minh Vương tổ nhân vật mới thính phòng trong, những này thành viên mới nguyên bản còn lo lắng Diệp Thần Phong cử động này là không phải thác đại một ít. Có thể khi nhìn đến vừa mới bắt đầu rất có phong phạm cao thủ Okamoto Kazushi một lần lại một lần biểu diễn vở hài kịch tiết mục, cái này để cho bọn họ là lại một lần nữa cản rỡ cười to lên. Các ngươi nhìn thấy không có, cái này đảo quốc bộ đội đặc chủng bị lão đại chúng ta cấp chấn nhiếp,
lão đại chúng ta căn bản tự không cần phải xuất thủ. Chu Bình ngẩng đầu ưỡn ngực huyền diệu, phảng phất là tại hắn nói mình có bao nhiêu nghiêu bê giống nhau. Sau đó các ngươi lưu tại binh vương tổ trong bản thân chơi bùn đi thôi. Chúng ta muốn theo lão đại lăn lộn, chỉ có lão đại tài năng đủ nhượng chúng ta biến được càng tới càng cường. Lục Thiên khá vì hưng phấn nói. Chu Bình, Lục Thiên, chúng ta bây giờ nên muốn ăn cơm địa điểm, đợi một lát thật tốt thỉnh lão đại ăn bữa cơm. Cổ Nhạc ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài nói rằng. Thính phòng vị trí đầu não địa phương, một đám hoa hạ quốc cao tầng mặt thượng đồng dạng là không ức chế được tiểu ý, Dư Phong Niên nhìn không được mở miệng, nói rằng, Yoshida tiên sinh, cái này chính là các ngươi đảo quốc ưu tú nhất bộ đội đặc chủng. Theo ta thấy hắn hoàn toàn là một cái vở hài kịch đi. Người vậy mà mang theo cái này loại người tới tham gia bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu. Yoshida Masao sắc mặt tái xanh một phiến, hướng về phía trên lôi đài giống to Okamoto, người đang dở trò quỷ gì. Nếu như người tiếp tục như vậy nữa, người sẽ chờ đã bị quốc gia trừng phạt nghiêm khắc đi. Phòng vệ đội thính phòng trong, Diệp Đông Kiện nghe được Yoshida Masao cấp gầm rú, hắn lắc đầu, nói rằng, bọn họ thật đúng là cho là cái này là bất ngờ sao. Ta xem đây nhất định là thần phong đang làm trò quỷ. Phỏng chừng trên lôi đài cái kia đảo quốc quy tôn tử phải xui xẻo, các ngươi nói hắn có thể hay không bị thần phong cấp chơi điên. Võ Khôn Minh cười hỏi. Trên lôi đài, như cú ở vào hoành xoa phách chân Okamoto Kazushi, hắn đang nghe Yoshida Masao gầm rú sau, lập tức chịu đựng đúng quần trong đau đớn, chậm chậm đứng lên. Nhưng khi Okamoto Kazushi vừa từ lôi đài đứng lên thời gian, hắn liền cảm giác hai tay lại bị hai cổ lực lượng khống chế được, hắn muốn thoát khỏi cái này hai cổ lực lượng, đáng tiếc căn bản làm không đến, chỉ có thể mặc cho hai tay không nghe sai sử. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okamoto Kazushi bản thân đánh bản thân bạt tai, một cái so một cái dùng sức. Theo người ngoài quả thực là Okamoto Kazushi bản thân vung bản thân bạt tai, bỏ rơi bất diệt nhạc hồ. Diệp Thần Phong đột nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thanh âm vang dội nói rằng, ta đã biết, cái này nha, tuyệt đối có tự ngược khuynh hướng. Thật đúng là đừng nói, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí diễn kịch công lực thị phi thường thâm hậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.